Hứa Thuần Lương thầm nghĩ cô gái này tác ra thật không phải chạy ta tới. Bạch Lan tựa hồ nhìn ra hắn hoài nghi, giải thích một chút mình đến Thanh Sơn Mỏ lý do, đi qua cái này Thanh Sơn Mỏ cũng có bọn hắn quốc gia lao công, nói đến vẫn là ngày theo thời đại, có hơn 500 tên lao công từ bán đảo bị mang đến nơi này, đa số người đều bị quỷ tử hãm hại chí tử, còn sống trở về người lác đác không có mấy, nàng nghĩ bản sao liên quan tới lao công huyết lệ sử tiểu thuyết, cho nên đặc địa đến Thanh Sơn Mỏ nhìn xem. Hứa Thuần Lương còn thật không biết Thanh Sơn Mỏ thế mà có thể cùng bọn hắn quốc gia dính líu quan hệ, có chút hoài nghi Bạch Lan động cơ, dù sao quốc gia này thân di đều thân cử chỉ điên rồ, đừng làm đến cuối cùng cấp tỉnh văn vật đơn vị bị bọn hắn cướp đi đương quốc bảo, bất quá chuyện này khả năng không lớn, dù sao Thanh Sơn Mỏ tại Trung Hoa đại địa bên trên, bọn hắn gan lại mập cũng chính là khắp thế giới thổi như bức thôi. Bạch Lan lên tiếng hỏi thông hướng Thanh Sơn Mỏ di chỉ chính xác con đường, để tên nam tử kia chuyển xe. Hứa Thuần Lương hướng trong xe xem xét, chỗ ngồi phía sau còn ngồi một người, xe màng nhan sắc quá sâu, thấy không rõ cụ thể hình dáng. Các loại chiếc kia nhanh đi thi đấu nghĩ đi xa, Hứa Thuần Lương mở ra bì tạp về tới công trường. Phan Tuấn Phong chính mang theo Hình Vĩnh Tiến tham quan bọn hắn mảnh đất kia, nói lên tương lai quy hoạch lộ ra thần thái phi dương. Hứa Thuần Lương đi vào hai người bọn hắn bên người. Hình Vĩnh Tiến nói, người tới đây a nhanh, không có bồi người ta nhiều trò chuyện một hồi. Ta cái này không có việc gì, có Phan viện trưởng bồi tiếp đâu. Hứa Thuần Lương nói, chính là hỏi một chút đường, vừa vặn ta đi theo nàng nhận biết. Phan Tuấn Phong nói, tiểu Hứa bằng hữu thật nhiều, kỳ thật hắn là nghĩ thêm cái trước nữ chữ. Hứa Thuần Lương nói, không tính là bằng hữu, ngoại quốc bạn bè. Người ngoại quốc, Phan Tuấn Phong cùng Hình Vĩnh Tiến đồng thời nói, hai người đều không nhìn ra Bạch Lan là người ngoại quốc. Hứa Thuần Lương nói, không trò chuyện nữ nhân. Chúng ta trò chuyện chính sự. Ba người đồng thời nở nụ cười, chủ đề đột nhiên liền trở nên có chút không đứng đắn. Hứa Thuần Lương cùng Hình Vĩnh Tiến nói chuyện liền tương đối trực tiếp, hắn ăn ngay nói thật, bệnh truyền nhiễm viện trước mắt tại tài chính bên trên cũng không vấn đề, xích đạo vốn liếng chủ động ném đến cành ô liu, bọn hắn nguyện ý đầu tư, trước mắt cái phương án này đã trải qua báo cáo cho trong thành phố. Hình Vĩnh Tiến nghe xong cũng có chút hồ đồ rồi. Xích đạo vốn liếng nguyện ý đầu tư ngươi còn tới tìm ta làm gì? Phan Tuấn Phong kỹ càng giải thích một chút mảnh đất này quá lớn, bọn hắn dự định chia làm hai kỳ đến thao tác, đồng thời chính là bệnh truyền nhiễm viện chuyên khu công trình, là từ bọn hắn chủ đạo cục vệ sinh ý kiến cũng không hy vọng ngoại lai tài chính giới nhập, dù sao vốn liếng đều là lấy trục lợi đầu mục đích. Về phần hai kỳ công trình, cũng chính là tổng hợp bệnh khu, trước mắt còn tại báo xin phê chuẩn giai đoạn, trong thành phố có thể hay không phê. Lúc nào phê còn không biết, thay lời khác tới nói, bệnh truyền nhiễm chuyên khu, bọn hắn hoàn toàn muốn theo dựa vào chính mình lực lượng đến kiến thiết. Hình Vĩnh Tiến minh lườm hắn hôm nay tới chính là muốn nhìn xem hiện trường, mảnh đất này so với hắn trong dự đoán phải lớn hơn nhiều, lúc đầu hắn coi là tân y viện cao nữa là cũng chính là 1.000 tấm giường ngủ quy mô, nhưng hiện tại xem ra người ta chỉ riêng bệnh truyền nhiễm chuyên khu liền kế hoạch đạt tới cái số này. Phan Tuấn Phong tướng chuẩn bị xong tư liệu giao cho Hình Vĩnh Tiến. Hình Vĩnh Tiến biểu thị mình trở về sẽ hảo hảo nghiên cứu, mau chóng đem việc này báo cho thượng cấp, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất cho bọn hắn trả lời chắc chắn, cho vay như thế lớn sự tình không có khả năng đàm một lần liền có thể có được giải quyết. Hứa Thuần Lương mời Hình Vĩnh Tiến giữa trưa lưu lại, nhấm nháp một chút bọn hắn công trường cơm ở canteen đồ ăn, lúc đầu để Dương Khánh Nguyên nhận thầu nhà ăn là đổi lấy hắn lão tử không gây chuyện điều kiện, thật không nghĩ đến Dương Khánh Nguyên một tay đồ ăn thường ngày thiêu đến cực kỳ địa đạo. Mà lại làm việc làm người đều phi thường thành thật, cũng coi là nhặt được bảo. Hình Vĩnh Tiến khéo lời từ chối, nói cho Hứa Thuần Lương, hôm nay cha mẹ của hắn tới, quay đầu còn phải đi đón bọn hắn. Hứa Thuần Lương nghe nói Hình Văn Hổ muốn tới, ngựa bên trên biểu thị muốn làm chủ an bài một chút. Hình Vĩnh Tiến lặng lẽ nói cho hắn biết, phụ thân chuyên môn đã thông báo, lần này tới là tư cách cá nhân, không muốn kinh động bất luận kẻ nào, để Hứa Thuần Lương chỉ coi không biết. Không phải phụ thân muốn ngại miệng hắn không nghiêm. Hứa Thuần Lương minh bạch, Hình Văn Hổ dù sao cũng là Bình Hải văn lữ người đứng đầu, nếu như Đông Châu phương diện biết, quan phương khẳng định phải ra mặt tiếp đãi, khả năng người ta mục đích đúng là tới xem một chút nhi tử, không muốn gây nên quá nhiều chú ý. Hình Vĩnh Tiến sau khi đi, Phan Tuấn Phong trò chuyện khởi xích đạo vốn liếng chuyện hợp tác, cục vệ sinh bên kia ngược lại là không nói gì, hỗ trợ tướng xin đưa cho phân công quản lý lãnh đạo. Nhưng là căn cứ trước mắt phản hồi đến xem, tình thế không dung lạc quan, phân công quản lý lãnh đạo chuyên môn nâng lên Trường Hưng bệnh viện tình cảnh hiện tại.
Hoa Niên tập đoàn nợ nần trọng tổ thất bại, ngay tiếp theo Trường Hưng bệnh viện cũng lâm vào trong nguy cơ, hiện ở trong thành phố phi thường lo lắng khu công nghệ cao hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện có thể hay không đúng hạn hoàn thành. Hoa Niên tập đoàn tại Đông Châu lớn nhất thương nghiệp hạng mục Gia Niên quảng trường cũng ngay tại mưu cầu chuyển nhượng. Phan Tuấn Phong thở dài nói, tình huống hiện tại là bởi vì Trường Hưng công tư hợp doanh không thành công, trong thành phố đối tất cả hợp tác đều trở nên phi thường cẩn thận. Hứa Thuần Lương nói, cẩn thận cũng không phải là chuyện xấu, Xích Đạo vốn liếng cùng Hoa Niên tập đoàn thực lực căn bản cũng không tại một cái ngang nhau cấp, tin tưởng lãnh đạo cấp trên sức phán đoán. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, điện thoại là Đỉnh Lập Kiến Thiết Phó Tổng Diêm Phương Minh đánh tới, hắn đi qua từng tại sinh thái vòng ném tập đoàn nhận thầu suối nước nóng công trình, về sau thay đổi lề lối tìm nơi nương tựa đến Đinh Tứ Trận Doanh, trước mắt công việc chủ yếu chính là nhận thầu Nguy Sơn Đảo nhà máy rượu suối nước nóng thi công. Diêm Phương Minh nói cho Hứa Thuần Lương một cái tin xấu, Đinh Tứ bị người cho thọc, ngay tại đường sắt cao tốc đứng phụ cận, trước mắt đã khẩn cấp mang đến Trường Hưng bệnh viện. Hứa Thuần Lương quan tâm Đinh Tứ đồng thời, không khỏi nhớ tới Diệp Thanh Nhã, dù sao hôm nay Đinh Tứ là thay hắn đưa Diệp Thanh Nhã đi đường sắt cao tốc đứng, nếu như không phải giúp mình làm việc có lẽ không sẽ tao ngộ cái này tai bay vạ gió. Hứa Thuần Lương trước nhìn một chút tin tức, Diệp Thanh Nhã lên xe trước cho mình phát tin tức, Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian gọi điện thoại tới, Diệp Thanh Nhã người tại đường sắt cao tốc bên trên, Hứa Thuần Lương chỉ là thông lệ thăm hỏi một chút, cũng không có thấu lộ Đinh Tứ sự tình, miễn cho nàng lại lo lắng. Vững tin Diệp Thanh Nhã không có việc gì, Hứa Thuần Lương lúc này mới hơi yên lòng một chút, hắn không để ý tới hướng Phan Tuấn Phong giải thích, lái xe lập tức tiến về Trường Hưng bệnh viện. Trên đường Hứa Thuần Lương gọi điện thoại hướng Trường Hưng bệnh viện phòng cấp cứu hỏi thăm Đinh Tứ tình huống, Đinh Tứ là bởi vì cùng người phát sinh tranh chấp, bị người dùng dao gọt trái cây đâm xuyên qua phổi, tạo thành ngoại thương tính khí ngực, bất quá cứu giúp cùng lúc, không có nguy hiểm tính mạng. Hứa Thuần Lương lại cho Thư Viễn Hàng gọi điện thoại, hắn hiện tại là khoa tim mạch chủ nhiệm, hôm nay là chủ nhật, Thư Viễn Hàng ở nhà nghỉ ngơi, tiếp vào Hứa Thuần Lương cú điện thoại này về sau, lập tức lên đường đi bệnh viện, Hứa Thuần Lương đã chào hỏi, hắn khẳng định phải tự mình động cái này giải phẫu. Hứa Thuần Lương đi vào Trường Hưng bệnh viện, nhìn thấy Diêm Phương Minh dẫn một đám người đều tại phòng bệnh lầu dưới trong hoa viên chờ lấy, Đinh Tứ bằng hữu đông đảo, đi qua chính là dựa vào nắm đấm đánh thiên hạ, lần này bị người thọc một đao, gây đến hắn đám huynh đệ này từng cái lòng đầy căm phẫn, nếu như lúc ấy đám người này tại hiện trường, chỉ sợ tình thế liền náo lớn. Diêm Phương Minh nhìn thấy Hứa Thuần Lương tới nghênh đón tiếp lấy, Hứa Trấn Trưởng, ngài đã tới. Hứa Thuần Lương hiện tại đã không phải là Hồ Sơn Trấn đại diện trưởng trấn, Diêm Phương Minh ra ngoài quen thuộc vẫn là la như vậy. Hứa Thuần Lương cũng không có uốn nắn hắn, các người đều yên tâm đi, thư chủ nhiệm tự mình tới mổ chính, không có nguy hiểm gì, mọi người đừng tụ ở chỗ này, nhiều người như vậy ảnh hưởng không tốt. Diêm Phương Minh khoát tay áo, ra hiệu cái này mấy chục lỗ hổng người đừng tập hợp một chỗ, phương xa Trường Hưng bệnh viện mấy tên bảo vệ cảnh giác nhìn qua bên này, nhưng là không dám tới gần. Dù sao song phương lực lượng cách xa, lại lo lắng những này người nháo sự, đã có người cho bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông gọi điện thoại. Diêm Phương Minh nói cho Hứa Thuần Lương, đâm Đinh Tứ người đã bắt được, song phương là bởi vì cũng nói phát sinh xung đột. Bình thường gặp được loại sự tình này, Hứa Thuần Lương đều sẽ trước tiên liên hệ Lục Kỳ hỏi cho ra nhẽ, nhưng Lục Kỳ hiện tại đi viện Minh Cương, bất quá hắn công an miệng bằng hữu cũng không ít. Lý Trung hỗ trợ hỏi thăm một chút tình huống cụ thể. Cùng Đinh Tứ phát sinh xung đột hết thảy có 3 người, đâm hắn một đao tên kia là cái kẻ tái phạm, mấy người đối với chuyện này thú nhận bộc trực. Đâm người cái kia đã thừa nhận cùng Đinh Tứ có thù cũ, đi qua ở bên trong thời điểm nhận qua Đinh Tứ khi dễ, cho nên vẫn luôn tại tìm cơ hội trả thù. Hai người khác là cùng xe hỗ trợ, bọn hắn luôn luôn dựa vào đụng xứ dọa dẫm mà sống. Dựa theo hai người kia thuyết pháp, bọn hắn cũng không nghĩ tới sự tình náo nghiêm trọng như vậy, vốn cho rằng là nắm đấm côn bổng cho Đinh Tứ cái giáo huấn. Không nghĩ tới đồng bọn sẽ móc ra đao tới. Tại cảnh sát xem ra xảy ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái, Đinh Tứ đi qua cũng là dựa vào tranh cường hiếu thắng ra mặt, bởi vì đánh nhau ẩu đả đi vào qua nhiều lần, cũng là tại gần nhất những năm này mới chuyển tính, thành thành thật thật làm lên sinh ý, mặc dù hắn cải tà quy chính, cũng không có nghĩa là hắn đi qua những cái kia cửu gia liền biến mất. Lý Trung đem 3 người ảnh chụp phát cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương cầm lấy xem xét, cảm giác trong đó có một cái hết sức quen thuộc. Cẩn thận nghĩ nghĩ, con hàng này không là lúc trước tại Tân Hồ Thiên cùng mình đánh nhau đám người kia bên trong một cái sao. Việc này nói rất dài dòng, ngày đó Cao Hiểu Bạch vừa mua xe mới, bởi vì thao tác không thuần thục tắt máy,
bị hậu phương lái xe dưới cơn nóng giận đụng, đối phương gọi tới một đám người, kết quả song phương một lời không hợp liền mở làm, Hứa Thuần Lương cùng Hoa Niên lớn khỏe mạnh phó tổng Vũ Pháp Quân đem đối phương một đám người đánh. Chuyện lần đó về sau bị lẫn lộn phóng đại, trực tiếp dẫn đến Hứa Thuần Lương từ Trường Hưng rời đi, xem như Hứa Thuần Lương tại thể chế bên trong ngã được thứ ngã nhào một cái. Hứa Thuần Lương từ đầu đến cuối hoài nghi sự kiện kia có nội tình, Vũ Pháp Quân tại cả khởi sự kiện mà biểu hiện quá mức chủ động tích cực, nếu như không phải Vũ Pháp Quân xuất thủ trước, lúc ấy khả năng không đánh được. Hứa Thuần Lương lại nhìn một lần ảnh chụp, vững tin người này liền là lúc trước tham dự ẩu đả, bất quá cũng không phải là người này thọc đinh tứ. Nha, Hứa chủ nhiệm, người cũng tới. Chào hỏi là Trường Hưng bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông, Hứa Thuần Lương tại Trường Hưng thời điểm cùng Vu Hướng Đông quan hệ không tệ, hắn nhẹ gật đầu tại khoa, trực ban A. Vu Hướng Đông đem mình từ trong nhà chạy tới nguyên nhân nói một lần, Hứa Thuần Lương để hắn không cần lo lắng, đinh tứ bằng hữu nhiều, nghe nói hắn thụ thương, tới không ít người, nhưng là tất cả mọi người là ra ngoài quan tâm, không phải đến gây chuyện. Vu Hướng Đông lúc này mới yên lòng lại, đương bảo vệ khoa trưởng liền sợ nháo sự. Hứa Thuần Lương biết Vu Hướng Đông cùng Vũ Pháp Quân tư giao rất tốt, hỏi Vũ Pháp Quân hiện tại tình hình gần đây, Vu Hướng Đông nói cho hắn biết Hoa Niên vừa phái tới một cái gọi Phùng Trung Á người phụ trách Hoa Niên lớn khỏe mạnh, Vũ Pháp Quân trên cơ bản không có quyền lực gì, hai ngày trước bọn hắn tại Vũ Pháp Quân chỗ ở lúc uống rượu, Vũ Pháp Quân bắt đầu sinh ý muốn rời đi, đoán chừng rời đi cũng là chuyện gần nhất. Hứa Thuần Lương hỏi thăm một chút Vũ Pháp Quân địa chỉ, lấy cớ có kiện đồ vật nghĩ muốn đích thân giao cho hắn. Vu Hướng Đông cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem địa chỉ cho Hứa Thuần Lương. Phòng giải phẫu bên kia truyền đến tin tức tốt, đinh tứ giải phẫu không đến nửa giờ liền đã kết thúc, phi thường thuận lợi thành công, đoán chừng khôi phục mấy ngày liền có thể xuất viện. Dạng này giải phẫu bình thường thư viễn hàng là sẽ không đích thân thao đao, cũng chính là Hứa Thuần Lương mới có mặt mũi lớn như vậy. Vũ Pháp Quân liền ở tại Trường Hưng bệnh viện bên cạnh Minh Xuyên Nhã Quật, phòng ở là mình mướn, hắn loại này cấp bậc cao quản, bệnh viện cho phụ cấp, tiền thuê nhà không cần mình dùng tiền. Cư xá quy mô không lớn, quản lý cũng phi thường lỏng lẻo, điều kiện, lựa chọn ở chỗ này đơn giản là đồ cái thuận tiện. Hứa Thuần Lương nghênh ngang tiến vào cư xá, đơn nguyên cửa cũng không khóa, kéo ra sau vào thang máy thuận lợi đi vào Vũ Pháp Quân chỗ ở 703 thất. Hứa Thuần Lương cũng đoán không được Vũ Pháp Quân đến cùng có ở nhà không, gõ cửa phòng một cái, không bao lâu có người tới mở cửa. Ai vậy? Thuận gió chuyển phát nhanh. Cửa phòng mở ra, Vũ Pháp Quân nhìn người tới không khỏi sững sờ, không phải Thuận gió chuyển phát nhanh sao? Như thế nào là Hứa Thuần Lương? Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở hướng hắn nói, Vũ Tổng, nghĩ không ra là ta đi. Vũ Pháp Quân tiếu dung có chút cứng ngắc, Hứa chủ nhiệm làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Cũng không gọi điện thoại trước, ta tốt chuẩn bị một chút. Loại này không mời mà tới hành vi có chút không đủ lễ phép, Vũ Pháp Quân trời sinh tính đa nghi, đầu tiên hoài nghi Hứa Thuần Lương động cơ. Ghé thăm ngươi một chút. Hứa Thuần Lương liền giày đều không đổi liền đi thẳng vào. Vũ Pháp Quân cũng không tốt ngăn đón hắn, trong phòng đặt vào mấy cái thu thập xong dương hành lý, xem ra Vu Hướng Đông nói không sai, Vũ Pháp Quân đã làm tốt từ trước rời đi chuẩn bị. Hứa Thuần Lương bệ vệ ở trên ghế salon tọa hạ, Vũ Tổng đây là muốn đi ra ngoài sao? Vũ Pháp Quân phát giác được người này kẻ đến không thiệt, hướng Hứa Thuần Lương nói, ngươi trước ngồi, ta cho ngươi nấu nước pha trà. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, không vội, ta tới hàn huyên với ngươi chút chuyện. Vũ Pháp Quân kéo ra tủ lạnh, lấy hai bình nước, trong đó một bình đưa cho Hứa Thuần Lương, tìm ta trò chuyện cái gì. Hứa Thuần Lương cũng không có uống, tướng kia chai nước nắm trong tay, đỉnh lập kiến thiết đinh tổng ngươi còn nhớ rõ sao. Vũ Pháp Quân gật đầu nói, biết. Hắn tại Trường Hưng nhận thầu qua công trình, ta cùng hắn đánh qua mấy lần đối mặt. Kỳ thật Vũ Pháp Quân đâu chỉ cùng đinh tứ đánh qua mấy lần đối mặt đơn giản như vậy, Hoa Niên tại Nguy Sơn đảo xây thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện bản mẫu khu công trình chính là đinh tứ nhận thầu, thân là Hoa Niên lớn khỏe mạnh phó tổng Vũ Pháp Quân nhiều lần tiến về, hắn cùng đinh tứ rất quen thuộc. Hứa Thuần Lương nói, hắn sáng hôm nay để cho người ta cho thọc. Vũ Pháp Quân là thật không biết chuyện này, hơi kinh ngạc nói, có nghiêm trọng không? Người nào làm, trong lòng có chút kỳ quái, đinh tứ bị đâm ngươi đến ta chỗ này làm gì? Cùng ta lại có quan hệ gì? Hứa Thuần Lương đem điện thoại di động của mình móc ra, tướng bên trong một tấm hình phóng đại, ngươi có nhận biết người này không? Vũ Pháp Quân xích lại gần nhìn một chút, lắc đầu nói, không có ấn tượng. Vậy ta nhắc nhở ngươi một chút,
hai chúng ta tại Ẩn Long Hồ cùng một chỗ đánh nhau thời điểm. Vũ Pháp Quân một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, người kiểu nói này, ta ngược lại nhớ lại, trong đó thật có người này. Ngươi biết à? Vũ Pháp Quân nhẹ gật đầu tiếp lấy lại lắc đầu, ta giống như ngươi, đang đánh nhau ngày đó gặp một lần, về sau lại chưa thấy qua, ngươi nếu là không sách ta đều nghĩ không ra. Hứa Thuần Lương nói, nếu như ngày đó không phải ngươi xông đi lên, một trận này không nhất định có thể đánh nhau, nói không chừng ta còn lưu tại Trường Hưng bệnh viện đâu. Vũ Pháp Quân nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, chuyện này thật là ta xông động, Hứa chủ nhiệm, xin lỗi a. Hứa Thuần Lương nói, vậy ngươi nói một chút, đến cùng chỗ nào xin lỗi ta? Vũ Pháp Quân ngay từ đầu liền biết Hứa Thuần Lương kẻ đến không thiệt, hiện tại đã cơ bản minh bạch đối phương ý đổ đến, Hứa Thuần Lương là tới lôi chuyện cũ, hắn thở dài nói, lúc ấy ta cũng là có ý tốt, nhìn thấy các ngươi gặp được phiền toái ra ngoài ca môn nghĩa khí nghĩ đi hỗ trợ, không nghĩ tới mang cho ngươi tới phiền toái lớn như vậy, ta trong nội tâm vẫn luôn rất áy náy. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng ngươi chính là đồng nghiệp bình thường quan hệ, ngươi lúc đó phản ứng rất không bình thường, có phải hay không hảo ý đáng giá thương thảo. Vũ Pháp Quân nói, Hứa chủ nhiệm, ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa, chẳng lẽ ngươi hoài nghi đây là ta bày một cái bẫy? Cao Hiểu Bạch cùng người ta phát sinh tranh chấp là ta an bài. Nữ nhân kia đụng Cao Hiểu Bạch xe cũng là ta an bài. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không có nói như vậy, đụng Cao Hiểu Bạch chiếc xe kia nữ nhân gọi Thịnh Chiêu Mai. Là ân hàng chế dược giám đốc Thịnh Chiêu Huy Đường tỷ, nàng ngay lúc đó xác thực gọi điện thoại gọi người, người này gọi Đồng Hỷ Tiêu, từng tại ân hàng chế dược làm qua, về sau bởi vì vi quy thao tác bị công ty khai trừ, qua được Thịnh Chiêu Mai chỗ tốt, ta nhớ được ngươi cũng tại ân hàng làm qua a. Vũ Pháp Quân nói, ân hàng chế dược như thế lớn, ta không có khả năng mỗi người đều biết. Hứa Thuần Lương nói, coi như tai nạn xe cộ là trùng hợp, ngươi cũng có cố ý khích hóa mâu thuẫn hiểm nghi. Vũ Pháp Quân cười lạnh nói, ta tại sao phải giúp ngươi đánh người? Ta cũng muốn nhận gánh trách nhiệm, ta vừa mới đảm nhiệm Hoa Niên lớn khỏe mạnh phó tổng, tại sao muốn rước họa vào thân? Nếu như ngươi cho là ta là cố ý thiết kế hại ngươi, ta cũng không nói cho tốt. Hứa Thuần Lương nói, có lẽ ngươi mục đích chính là muốn lợi dụng chuyện này đem ta từ Trường Hưng bước đi, về sau phát sinh sự tình cũng cho thấy, có người đang cố ý tướng đánh nhau ảnh hưởng khuếch đại, lưới bên trên khắp nơi đều là ta đánh người video. Mà lại đều tướng tiêu điểm nhắm ngay ta, người diễn trò phải làm đủ nguyên bộ a, vì cái gì không nhiều cho điểm chính người ống kính, lúc ấy thế nhưng là người cái thứ nhất xông đi lên đánh người. Vũ Pháp Quân nói, người ta yêu đập ai ta nhưng không xen vào, giải những cái kia video chính là người đối đầu, ta không có khả năng một bên giúp người đánh nhau một bên đập người video, người có phải hay không có chút đa nghi. Hứa Thuần Lương nói, đi qua ta vẫn cho là ngươi là Hoa Niên người. Là Hoa Niên phái tới giám sát Triệu Phi Dương vợ chồng, bất quá về sau ta phát hiện anh em nhà họ Đường cũng không thế nào chào đón ngươi, Triệu Phi Dương cũng không thế nào thích ngươi. Vũ Pháp Quân lạnh lùng nhìn qua Hứa Thuần Lương, người này hôm nay tìm đến mình là muốn triệt để ngả bài sao. Ta cũng không sợ ngươi, trong tay ngươi lại không có chứng cứ, ánh mắt của hắn rủ xuống đi, nhìn lướt qua Hứa Thuần Lương trong tay kia chai nước, Hứa Thuần Lương một ngụm đều không uống. Hứa Thuần Lương nói, bài trừ cái này mấy loại khả năng về sau, còn lại chính là Bùi Lâm, người có thể đảm nhiệm Hoa Niên lớn khỏe mạnh phó tổng hẳn là Bùi Lâm tận lực kết quả. Vũ Pháp Quân nói, ta là thông qua chính quy chương trình nhận lời mời công ty phó tổng, ta không có tìm bất kỳ quan hệ gì, đi Hoa Niên trước đó ta căn bản cũng không nhận biết Bùi Lâm. Hứa Thuần Lương nói, trước đây ta sở dĩ không nhúc nhích ngươi, là bởi vì ta cảm thấy ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ. Ta muốn nhìn ngươi một chút phía sau người chủ sự đến cùng là ai. Hơn nữa còn không đến đưa ngươi đào lúc đi ra, nhổ ra củ cải mang ra bùn, ta chỉ cần đào ra ngươi, Bùi Lâm cũng liền xong rồi, ngươi cùng Bùi Lâm đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Vũ Pháp Quân cả giận nói, Bùi Lâm đều đã chết, ngươi nói như vậy có phải hay không có mất phong độ. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cũng xứng đàm phong độ hai chữ. Ánh mắt đột biến, sắc bén như đao. Vũ Pháp Quân tại hắn nhìn gần hạ nội tâm thình thịch trực nhảy, Hứa Thuần Lương khí thế quá thịnh, tựa như một tòa núi lớn hướng mình vào đầu nghiền ép mà tới. Vũ Pháp Quân bỗng nhiên đứng dậy, cố tự chấn định, nhìn hằm hằm Hứa Thuần Lương nói, ngươi quá vô lễ, hiện tại mời ngươi rời đi. Hứa Thuần Lương nói, ta đã từng nghĩ tới ngươi cùng Bùi Lâm có được Dương Mộ Phong một dạng quan hệ, nhưng về sau ngẫm lại, hẳn là rất không có khả năng, ngươi đi qua cùng Bùi Lâm gặp nhau không nhiều, Bùi Lâm cũng không phải một cái đơn giản nữ người. Muốn cho nàng vì ngươi xuất lực chỉ có hai cái khả năng, một là để nàng thích ngươi, hai là bắt lấy nàng nhược điểm, ta nhìn,
ngươi nên là cái sau a. Vũ Pháp Quân kinh ngạc tại Hứa Thuần Lương tư duy kín đáo, đồng thời cũng không nhịn được cảm thấy một trận sợ hãi, xem ra chính mình sở tác sở vi hắn sớm đã nhìn rõ, chỉ là đang chờ đợi một cái cơ hội thích hợp thôi, Hứa Thuần Lương cái này người thật sự là không đơn giản. Vũ Pháp Quân nói, Hứa Thuần Lương, ngươi nhất tốt lập tức rời đi, không phải ta sẽ để cho vật nghiệp mời ngươi ra ngoài. Hứa Thuần Lương cười lên ha hả, tiếng cười của hắn quanh quẩn tại Vũ Pháp Quân bên tai, Vũ Pháp Quân chưa từng nghe qua như thế mà tính tiếng cười, phảng phất thanh âm của hắn đều chui vào đầu óc của mình chỗ sâu. Hai chữ mí mắt bắt đầu trở nên nặng nề, Vũ Pháp Quân nghe được một cỗ ngọt lịm hương vị. Hứa Thuần Lương từ trên bàn cầm lấy kia chai nước nói, ngươi lá gan vẫn là không nhỏ, lại dám đối ta hạ độc, thật sự cho rằng ta không nhìn ra được sao. Vũ Pháp Quân dùng sức lắc đầu ý đồ để tinh thần của mình một lần nữa phấn chấn, nhưng hắn liền như là chúng ta, chìm vào hôn mê tùy thời đều có thể thiếp đi, cảnh vật chung quanh trở nên mơ hồ. Hứa Thuần Lương thanh âm lại vô cùng rõ ràng, tam âm băng phách cổ, không màu trong suốt, chúng cổ về sau từ kinh chập đến thu phân, mỗi tháng sơ 10 năm đều sẽ bị cổ độc tra tấn, quanh thân ngứa lạ không ngớt, lập đông về sau mới làm dịu, như thế vòng đi vòng lại, không chết không thôi, ngươi thật đúng là đủ ác độc. Ta không có, Vũ Pháp Quân còn sót lại ý thức vẫn đang cật lực cùng Hứa Thuần Lương đối kháng. Hứa Thuần Lương nói, người biết hạ cổ, lại không thông báo sẽ không giải cổ. Hắn tướng kia chai nước đưa cho Vũ Pháp Quân, người đã nói bình này nước không độc, vậy người uống cho ta nhìn. Vũ Pháp Quân không muốn uống, nhưng trong đầu có cái thanh âm lại tại mệnh lệnh hắn uống hết, Vũ Pháp Quân rốt cục vẫn là vặn ra nắp bình, tướng kia chai nước ừng ực uống vào. Uống đến sạch sẽ, một giọt không dư thừa. Hắn uống nước quá trình bên trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi, bộ mặt biểu lộ cực độ vặn vẹo, trong lòng rõ ràng không muốn làm như vậy thế nhưng là hắn tứ chi còn không nghe sai sử, không qua ý thức của hắn bởi vì uống xong bình này nước mà biến đến thanh tỉnh. Hứa Thuần Lương nói, ta vốn cho rằng loại này chế cổ phương pháp sớm đã thất truyền, nghĩ không ra có thể lưu truyền đến nay. Vũ Pháp Quân khôi phục một chút thần trí, hai ngón tay phải móc tiến vào yết hầu. Ý đồ tướng uống vào nước phun ra. Hứa Thuần Lương cười nói, quá muộn, bình này nước ta che nửa ngày, giúp ngươi ấm lên, uống hết cổ trùng sức sống 10 phần, coi như ngươi tướng nước phun ra cũng không ngăn cản được bọn chúng tại trong cơ thể ngươi an cư lạc nghiệp. Ta liều mạng với ngươi, Vũ Pháp Quân nhào về phía Hứa Thuần Lương, ý đồ bóp chặt cổ họng của hắn. Hứa Thuần Lương há có thể để hắn đạt được, nhấc chân chiếu vào Vũ Pháp Quân ngực hung hăng đạp tới. Vũ Pháp Quân bị hắn đạp té ngửa về phía sau, thân thể té nằm sau lưng trên bàn trà. Vũ Pháp Quân giãy giụa lấy muốn bỏ lên, Hứa Thuần Lương tốc độ càng nhanh, xuất thủ như điện, một đạo hàn quang thẳng đến Vũ Pháp Quân tay phải, lại là một con đại châm, xuyên thấu Vũ Pháp Quân tay phải trưởng cổ tay ở giữa dương chỉ huyệt, thật sâu đinh nhập thực bàn trà gỗ trên mặt bàn. Vũ Pháp Quân phát ra rên lên một tiếng, huy động quyền trái hướng Hứa Thuần Lương mặt đánh tới, Hứa Thuần Lương bắt lấy cổ tay của hắn. Dùng sức ép một chút, một cây đại châm từ Vũ Pháp Quân cẳng tay xuyên vào, xuyên qua hắn cẳng tay chi câu huyệt không có vào mấy bột nửa tấc có thừa. Vũ Pháp Quân hai đầu cánh tay bủn rủn bất lực, bị kim châm mặc chỗ đau đớn toàn tâm khắc cốt, hắn cắn chặt hàm răng nói, Hứa Thuần Lương, ngươi, xem kỷ luật như không. Hứa Thuần Lương nhẹ nhàng vê động cắm vào dương chỉ huyệt đại châm, lạnh nhạt nói, dương chỉ huyệt tam tiêu kinh khí huyết tại cái huyệt vị này chỗ hút nóng, hóa thành dương nhiệt chi khí. Tam âm băng phách cổ mặc dù lợi dụng cực hàn hoàn cảnh luyện thành, nhưng những này cổ trùng lại thích nhất dương nhiệt chi khí, ta trợ giúp ngươi kích phát thể nội dương nhiệt chi khí, đâm ngươi trên cánh tay chi câu huyệt, là bởi vì tam tiêu kinh khí huyết tại cái huyệt vị này hút nóng khuếch tán, dựa vào sự giúp đỡ của ta. Trong cơ thể ngươi dương nhiệt chi khí sẽ nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân. Vũ Pháp Quân trên mặt đã không có chút huyết sắc nào, run giọng nói, ngươi cùng ta không oán không, vì sao muốn như thế hại ta? Hứa Thuần Lương nói, không cừu không oán ngươi sẽ thiết kế bức ta rời đi Trường Hưng. Ta có thể giết ngươi, ta cũng có thể để ngươi còn sống, ta có 1000 chồng biện pháp để ngươi sống không bằng chết, ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác không thấy đau đớn, kim châm địa phương chỉ còn lại tê tê cảm giác. Đây là cổ trùng cấp tốc tụ tập sinh ra. Vũ Pháp Quân hiện tại cảm giác cùng Hứa Thuần Lương nói không kém chút nào, hắn trong lòng càng sợ hãi, thủ đoạn của người nọ viễn siêu mình tưởng tượng, mình cuối cùng còn đánh giá thấp hắn. Hứa Thuần Lương nói, tam âm băng phách cổ tại hạ cổ bên trong chỉ tính mạt lưu thủ đoạn, bất quá trải qua ta giúp ngươi điều trị, trừ ta ra, lại cũng không có người có thể giúp ngươi giải trừ cổ độc,
những này tam âm băng phách cổ sẽ ở trong cơ thể ngươi sinh sôi sinh trưởng, ngày đêm càng không ngừng hấp thụ ngươi dương nhiệt chi khí, ta nếu là không giúp ngươi, nhiều nhất một năm ngươi liền sẽ nhận hết tra tấn mà chết, kỳ thật chết không đáng sợ, trước khi chết không phải người tra tấn mới đáng sợ. Phú Pháp Quân trong mắt Hứa Thuần Lương đơn giản chính là một ác ma, dùng nhất bình thản ngữ khi nói độc ác nhất, nhưng hắn lại rõ ràng Hứa Thuần Lương đối với mình tuyệt không phải phô trương thanh thế đe dọa, người ta nói đến ra liền làm được đến. Phú Pháp Quân biểu hiện được vẫn kiên cường, ta cùng lắm thì vừa chết, từ nay về sau ngươi chính là cùng chúng ta toàn bộ bì môn là địch, dù có thông thiên chi năng cũng chạy không thoát chúng ta bì môn trả thù, còn có người nhà của ngươi bằng hữu, chúng ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, tốt, hắn rút ra cắm ở Vũ Pháp Quân chi câu trên huyệt đại châm, không đợi Vũ Pháp Quân đưa cánh tay nâng lên, lại như thiểm điện đâm vào Vũ Pháp Quân tay trái dương chỉ huyệt, lần này là nghiêng đi cắm nhập, Vũ Pháp Quân đau đến kêu thảm một tiếng, quanh thân co quắp, một loại trước nay chưa từng có rét lạnh bao phủ toàn thân của hắn. Vũ Pháp Quân biết đây là cổ trùng bắt đầu hấp thụ trong cơ thể hắn dương nhiệt chi khí dấu hiệu. Hứa Thuần Lương không nhanh không chậm nói, con người của ta ghét nhất người khác dùng người nhà cùng bằng hữu đến uy hiếp ta, bì môn lại như thế nào? Nếu là đối một mình ta, chúng ta oan có đầu nợ có chủ, ta cũng lấy phương pháp giống nhau đối phó các ngươi, nếu là châm đối với người nhà ta, ta mặc kệ ngươi bì môn tín đồ có 1.000 vẫn là 1 vạn, có bao nhiêu ta giết nhiều ít, có bao nhiêu gia tộc ta liền diệt đi nhiều ít, người già trẻ em, gà vịt heo chó ta một cái sẽ không để qua. Phú Pháp Quân huyết dịch cũng nhanh ngưng kết. Không chỉ là bởi vì thể nội cổ trùng hấp thụ hắn dương nhiệt chi khí, càng là bởi vì trên tâm lý bị Hứa Thuần Lương triệt để trấn nhiếp. Hứa Thuần Lương nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, thành thành thật thật nói cho ta, ngươi là phụng người nào mệnh lệnh mà đến như thế nào xâm nhập vào Trường Hưng. Phú Pháp Quân còn đang nỗ lực cò kè mặc cả, ngươi trước giúp ta loại trừ cổ độc lại nói. Hứa Thuần Lương khinh thường nhìn qua hắn, ngươi không phải một cái kẻ ngu, ngươi cảm thấy mình còn có tư cách đề cập với ta điều kiện sao? Phú Pháp Quân mím môi, tính mạng của mình đã hoàn toàn bị Hứa Thuần Lương nắm nơi tay, nếu như mình kiên trì, hẳn phải chết không nghi ngờ, từ đây người vừa rồi thủ đoạn đến xem, hắn đã dám làm như thế liền có đào thoát pháp luật chế tài bản lĩnh, càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, Hứa Thuần Lương vừa rồi đã phô bày mê hồn thôi miên bản lĩnh, mình kiên định như vậy ý chí đều bị hắn mê hoặc, tướng kia bình chuẩn bị cho hắn độc thủy uống hạ đi. Phú Pháp Quân trong lòng ảm đạm, vô luận mình có nguyện ý hay không. Hứa Thuần Lương đều có biện pháp để cho mình nói ra, khác biệt duy nhất chính là chủ động cùng bị động khác nhau. Hứa Thuần Lương nói khẽ, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, ta cho ngươi một cái cơ hội thuyết phục ta, để cho ta có không giết ngươi lý do. Phú Pháp Quân tại một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau, rốt cuộc nói, ngươi nhớ kỹ Vũ Viên Nghĩa sao? Hứa Thuần Lương tự nhiên nhớ kỹ, Vũ Viên Nghĩa chính là thần nông thuốc đông y trồng căn cứ lão bản. Người này đánh lấy chồng thuốc đông y cờ hiệu xử lý phạm pháp sinh ý, người này tướng nhi tử Trần Thế Hiền tự sát kia món nợ tính tại Hoa Trục Nguyệt trên đầu, mấy chuyến ngư hại Hoa Trục Nguyệt không thành, không nghĩ tới hắn ngay tiếp theo mình cũng hận lên. Hứa Thuần Lương nói, người cùng Vũ Viên Nghĩa là quan hệ như thế nào? Vũ Pháp Quân nói, ta là hắn con nuôi. Hứa Thuần Lương tướng một cây đại châm từ Vũ Pháp Quân tay phải rút ra, nhuốm máu cây kim chống đỡ Vũ Pháp Quân cổ họng nói. Xem ra ngươi dưỡng phụ đối ngươi cũng là ân trọng như núi a. Phú Pháp Quân nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cũng không phải người tốt lành gì, cho ta hạ độc, bức ta vì hắn làm việc. Hứa Thuần Lương lưu ý đến hắn dùng tới một cái cũng chữ, ở ngay trước mặt chính mình nói như vậy, hiển nhiên là đem mình cũng về đến người xấu một hàng, đối phó Vũ Pháp Quân loại người này tự nhiên không thể quá mức nhân từ, bởi vì cái gọi là ác nhân còn cần ác nhân ma. Hứa Thuần Lương nói, nếu như chỉ là nhằm vào ta, các ngươi không cần tốn hao như thế đại chu lần, đừng nói cho ta ngươi chui vào Hoa Niên liền vẻn vẹn là vì tướng ta bước đi. Phú Pháp Quân thừa nhận bước đi Hứa Thuần Lương chỉ là nguyên nhân một trong, bì môn còn có một cái mục đích chính là muốn trưởng khống Hoa Niên lớn khỏe mạnh, tiến tới trưởng khống toàn bộ Trường Hưng bệnh viện. Dù sao thời đại đang thay đổi, theo lão bách tính phòng lừa gạt ý thức đề cao, bì môn cũng bởi vì khi thì biến, bọn hắn cũng thông qua phương pháp khác nhau hướng truyền thống bệnh viện tiến hành thẩm thấu. Chính quy bệnh viện công bởi vì chế độ quan hệ muốn thực hiện mục đích này độ khó không nhỏ, cho nên Trường Hưng loại này công tư hợp doanh bệnh viện liền trở thành bọn hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Hứa Thuần Lương nói, như thế nói đến, ngươi là muốn thông qua trưởng khống Bùi Lâm đạt tới cái này một mục đích. Phú Pháp Quân nhẹ gật đầu, lúc này cổ độc phát tác càng phát ra lợi hại, theo tam tiêu kinh dương nhiệt chi khí không khô trôi qua,
rét lạnh đã để hắn như rơi vào hầm băng, bờ môi run rẩy đến liền nói chuyện bình thường đều không được. Một khi tâm lý phòng tuyến bị xé rách, đối phương hỏi cái gì, hắn liền đáp cái đó, hắn đem như thế nào trưởng khống Bùi Lâm quá trình nói một lần, Hứa Thuần Lương mặc dù đoán được Vũ Pháp Quân bắt lấy Bùi Lâm nhược điểm, lại không nghĩ tới là nàng giết người nhược điểm. Vũ Pháp Quân vậy mà có được Bùi Lâm giết người thu hình lại, thủ đoạn của người nọ cũng không phải bình thường. Bất quá Vũ Pháp Quân cũng thừa nhận hắn cùng Bùi Lâm là đôi bên cùng có lợi, đâm tổn thương Đường Thiên Nhất cùng Hàn Văn Thắng chính là hắn giúp Bùi Lâm làm. Hứa Thuần Lương lại hỏi Vũ Pháp Quân một vấn đề, Vũ Viên Nghĩa hiện tại người ở chỗ nào? Vũ Pháp Quân nói, hắn không tại cảnh nội, ta lần trước cùng hắn liên hệ. Thời điểm, hắn thân ở Las Vegas, chưa hề đều là hắn. Hắn liên lạc với ta. Hứa Thuần Lương cho rằng Vũ Pháp Quân hẳn là không tất yếu đối với chuyện này nói láo, đưa tay tại Vũ Pháp Quân trên thân điểm hai lần, Vũ Pháp Quân lập tức cảm giác thể nội huyết dịch khôi phục lưu động, thân thể nhiệt độ cũng bắt đầu dần dần tăng trở lại. Hứa Thuần Lương nói, người muốn từ chức. Vũ Pháp Quân nói, Bùi Lâm chết rồi, Hoa Niên phái một cái gọi Phùng Trung Á người đến phụ trách lớn khỏe mạnh nghiệp vụ, từ khi Bùi Lâm sau khi chết, anh em nhà họ Đường hai cùng Triệu Phi Dương ở giữa ngăn cách càng ngày càng sâu, ta lưu tại đây đã không có ý nghĩa. Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái, Triệu Phi Dương gần nhất biến hóa có chút lớn a, lại dám cùng anh em nhà họ Đường khiêu chiến, phải biết hắn mặc dù là Trường Hưng bệnh viện viện trưởng. Nhưng viện trưởng này vẫn là Hoa Niên tập đoàn bổ nhiệm, hiện tại Hoa Niên nắm trong tay Trường Hưng 80% cổ phần, nói trắng ra là chính là một cái cao cấp người làm công, hắn có cái gì lực lượng cùng Hoa Niên khiêu chiến. Dựa theo Vũ Pháp Quân thuyết pháp, Triệu Phi Dương cực hận Đường Kinh Vĩ huynh đệ, Dương Mộ Phong cùng Bùi Lâm tình cũ anh em nhà họ Đường đã sớm biết, chính là bọn hắn đem Dương Mộ Phong lấy được Hoa Niên lớn khỏe mạnh, cũng lợi dụng Dương Mộ Phong kiềm chế Bùi Lâm. Để Bùi Lâm ngoan ngoãn vì bọn họ làm việc Bùi Lâm không cam tâm nhiều lần bị uy hiếp, về sau mới có tìm hắn hỗ trợ mướn người đâm tổn thương Đường Thiên Nhất cùng Hàn Văn Thắng, cho Đường ra một bài học. Bùi Lâm sau khi chết, Triệu Phi Dương cho rằng bi kịch của nàng hoàn toàn là Đường ra một tay tạo thành, tính tình cải biến cũng là bởi vì này mà lên. Vũ Pháp Quân thấp giọng nói, Triệu Phi Dương hiện tại cũng không đồng dạng, Bùi Lâm trái tim cứu sống Kiều Như Long, Kiều Như Long thiếu hắn một cái nhân tình, còn nhận con của hắn làm nghĩa tử. Ta nghe nói Hương Giang tế thế chữa bệnh ném tư công ty trách nhiệm hữu hạn cố ý tiếp nhận Trường Hưng. Hứa Thuần Lương chưa từng nghe nói qua cái công ty này, trong lòng yên lặng ghi lại, tướng Vũ Pháp Quân tay trái đại châm cũng lấy xuống, đứng lên nói ta còn có việc, liền không giúp ngươi thu thập. Vũ Pháp Quân nói, cổ độc sự tình. Hứa Thuần Lương nói, ngươi trước thể nghiệm mấy ngày, dù sao nhất thời bán hội không chết được người. Vũ Pháp Quân vẻ mặt cầu xin, con hàng này quá không phải người. Cái này còn có thể nghiệm, ngươi làm là tiệm bánh gato ăn thử miễn phí sao? Hứa Thuần Lương trước khi rời đi, lại nghĩ tới một sự kiện, đúng rồi, ngươi chớ vội từ chức, chờ ta dò nghe lại nói. Vũ Pháp Quân trong lòng tự nhủ Hứa Thuần Lương làm sao quan tâm mình từ chức tới. Nghĩ lại, chẳng lẽ hắn cho là mình còn có giá trị lợi dụng, liền trước mắt mà nói, nếu như Hứa Thuần Lương muốn lợi dụng mình ngược lại là chuyện tốt, như quả không có giá trị lợi dụng Hứa Thuần Lương mới sẽ không quản sống chết của hắn. Mặc dù Vũ Pháp Quân cùng Đinh Tứ chuyện này cũng không quan hệ, nhưng là cũng không có nghĩa là Đinh Tứ bị đâm chỉ là sự kiện ngẫu nhiên, Đồng Hỷ Tiêu đám người kia rõ ràng là cái chuyên môn xử lý phạm pháp hoạt động đội, bọn hắn thường xuyên xử lý phạm pháp loạn kỳ cương hoạt động, dùng cái này kiếm chắc phạm pháp lợi ích lần này nhất định phải tìm hiểu nguồn gốc, đem bọn hắn cái kia đội tất cả đều cho móc ra, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt rõ ràng. Hứa Thuần Lương lại đi thăm vừa mới thức tỉnh Đinh Tứ trạng thái tinh thần còn có thể. Bất quá vừa động xong giải phẫu, còn phải thành thành thật thật nằm ở trên giường. Thư Viễn Hàng cũng tại phòng bệnh, tự mình bàn giao bồi người một chút thuật hậu chú ý hạng mục, lúc đầu những sự tình này không cần hắn ra mặt, nhưng là Hứa Thuần Lương bằng hữu hắn đều tự thân đi làm, cái này khiến Đinh Tứ người nhà cũng phi thường cảm giác động. Hứa Thuần Lương cùng hắn cùng rời đi phòng bệnh, sau khi ra cửa, Hứa Thuần Lương nói, Viễn Hàng ca, tạ ơn. Thư Viễn Hàng nói, cùng ta còn khách khí làm gì? Hứa Thuần Lương đưa ra ban đêm mời hắn ăn cơm, Thư Viễn Hàng lắc đầu, biểu thị đêm nay Triệu Phi Dương đã cùng hắn đã hẹn, cùng một cái chữa bệnh đầu tư công ty người phụ trách ăn cơm, đối phương muốn gặp hắn một chút, lúc đầu hắn cũng không nghĩ ra tịch, nhưng Triệu Phi Dương thỉnh tình mời, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Hứa Thuần Lương không khỏi nhớ tới Vũ Pháp Quân trước đây kia lời nói, chẳng lẽ đối phương chính là Hương Giang tế thế chữa bệnh đầu tư công ty? Hứa Thuần Lương cũng không hỏi nhiều, coi như hắn hỏi.
đoán chừng Thư Viễn Hàng cũng không rõ ràng, dù sao Thư Viễn Hàng là cái chuyên tâm học thuật người, đối y học bên ngoài đồ vật hứng thú không lớn. Đi vào bãi đỗ xe lấy xe, còn chưa kịp khởi động, Bạch Lan liền gọi điện thoại tới nói muốn cùng hắn gặp mặt một lần, có thể nói bọn hắn có thể cùng đi ăn tối. Hứa Thuần Lương làm sơ châm trước vẫn là đáp ứng, Bạch Lan đi vào Đông Châu, vô luận mục đích thực sự là cái gì, làm địa chủ đều hẳn là có chút biểu thị. Hứa Thuần Lương biểu thị mình lập tức tuyển địa phương, chờ chọn tốt địa điểm liền đem vị trí cho nàng gửi tới. Bên này vừa cúp điện thoại, Bạch Lan liền phát tới địa chỉ, nguyên lai nàng đã chọn tốt địa phương, ngay tại chính vụ trung tâm phụ cận Nam Hồ ngắm trăng, một nhà ở vào mới thành Nam Hồ đảo giữa hồ vốn riêng quán cơm, đã người nhà tất cả an bài xong, chứng minh đã sớm chuẩn bị, Hứa Thuần Lương cũng liền không có khách khí với nàng, đối Bạch Lan hắn từ đầu đến cuối cảnh giác, nàng này tuyệt không phải một cái bình thường tác gia. Hứa Thuần Lương cho Mạc Hàm gọi điện thoại, để nàng điều tra một chút Hương Giang tế thế chữa bệnh đầu tư công ty hữu hạn bối cảnh. Mạc Hàm người tại Nam Giang nghe Hứa Thuần Lương nghe ngóng chuyện này, nói khẽ ta còn chưa nghe nói qua này nhà công ty, hoặc là ảnh hưởng không đủ lớn, hoặc là vừa mới thành lập. Hứa Thuần Lương tướng này nhà công ty có khả năng đầu tư Trường Hưng sự tình báo cho nàng, Mạc Hàm cũng cảm thấy nhà này đột nhiên xuất hiện đầu tư công ty hẳn là có bối cảnh, nàng lập tức liền bắt đầu điều tra một chút. Có tin tức lập tức thông chi hắn. Hứa Thuần Lương tướng bệnh viện trước mắt dự định phân hai chạy bộ kế hoạch lại hướng nàng nói rõ một lần, kỳ thật trước đây đã cùng với nàng tiết lộ chuyện này. Mặc Hàm đối với cái này thật không có quá kịch liệt phản ứng, cùng bệnh truyền nhiễm loại này bệnh viện công làm hợp tác, mấu chốt không tại bệnh viện bản thân, bởi vì bệnh viện quyền lực có hạn, nhất định phải từ thượng tầng vào tay. Mặc Hàm cho rằng nếu như nhà này y ném công ty tiếp nhận Trường Hưng chưa chắc là một chuyện xấu. Đại biểu Trường Hưng cùng Hoa Niên tập đoàn ở giữa triệt để chạm cắt đứt liên lạc, cũng liền mang ý nghĩa từ đây sẽ không nhận Hoa Niên tập đoàn nợ nần nguy cơ ảnh hưởng trái chiều. Trường Hưng vấn đề đạt được giải quyết, trước có xe sau có triệt, giữa bọn hắn hợp tác cũng sẽ trở nên thuận lợi rất nhiều. Mạc Hàm cũng nói cho Hứa Thuần Lương một cái mới tình trạng, Loan Ngọc Xuyên đề nghị bọn hắn hợp tác tổng hợp bệnh khu tận lực vẫn là phải yếu hóa bệnh truyền nhiễm cái này khái niệm, mặc dù bọn hắn lấy trị liệu bệnh truyền nhiễm tăng trưởng. Nhưng là đặt ở tổng hợp bệnh viện tuyên truyền đặc sắc phòng ngược lại không được lý tưởng hiệu quả, dù sao lão bách tính đối bệnh truyền nhiễm phổ biến tồn tại e ngại tâm lý. Đề nghị gia nhập phe thứ 3 hợp tác, tốt nhất là cấp tỉnh quyền uy bệnh viện, thông qua loại phương pháp này đến đề thăng bệnh viện giá trị. Bệnh truyền nhiễm viện trước mắt chỉ là một cái cấp 3 ớt đẳng chuyên khoa bệnh viện, tại lực ảnh hưởng cùng lực hấp dẫn bên trên đều tồn tại không đủ, chỉ bằng chiêu bài của bọn họ còn chưa đủ sáng. Hứa Thuần Lương lập tức nghĩ tới Loan Ngọc Xuyên cùng tỉnh nhân y quan hệ, hẳn là bọn hắn muốn mượn lần này đầu tư cơ hội, để tỉnh nhân y tham gia mới bệnh viện quản lý. Thương nhân trục lợi, không bài trừ các loại sân khấu kịch dựng tốt, đem bọn hắn vắng vẻ một bên khả năng, Trường Hưng chính là cái có sẵn ví dụ. Hứa Thuần Lương nói, hợp tác không phải là không thể được, nhưng là nhất định phải lấy bệnh viện chúng ta làm chủ, quyền quản lý nhất định phải tại chúng ta. Mạc Hàm nói, liền biết ngươi sẽ có loại phản ứng này. Có thể hay không có chút cách cục, chỉ cần có tiền kiếm, ngươi quản hắn ai quản lý. Hứa Thuần Lương nói, vậy nhưng không đồng dạng, bệnh viện để cho ta phụ trách chuyện này, ta liền phải đối bệnh viện phụ trách, ta không thể giống có ít người như thế vì mấy lượng bạc vụn liền đem bệnh viện bán đi, cái này gọi ranh giới cuối cùng ngươi hiểu không hiểu. Mạc Hàm nói, thật là nghĩ không ra ngươi vẫn là cái có điểm mấu chốt người. Hứa Thuần Lương nói, đây chính là ngươi cùng ta lớn nhất phân biệt. Mạc Hàm nói, ngươi không sợ đắc tội ta, công ty từ bỏ đầu tư bệnh viện các ngươi dự định. Dưa hái xanh không ngọt, người yêu ném không ném, ta chỉ có thể nói coi như không có các ngươi xích đạo vốn liếng, ta cũng giống vậy có thể đem tân y viện dựng lên, cái này gọi tới đi tự do, tự giác tự nguyện, tiền kiếm nhiều kiếm ít không chỗ vị, bệnh viện cần kiếm tiền, nhưng kiếm tiền mục đích không phải là vì phong phú chúng ta hầu bao của mình, mà là vì tốt hơn phục vụ đại chúng, tăng lên nước ta chỉnh thể phòng dịch trình độ. Mạc Hàm nói, Hứa Thuần Lương, chúng ta quen biết lâu như vậy, ta mới phát hiện ngươi là có tình hoài người. Hứa Thuần Lương nói, nếu như không có tình hoài chỉ biết là kiếm tiền cái kia còn tính người sao. Mạc Hàm thế mà không có sinh khí, nói khẽ, song phương mục tiêu nhất trí, lực hướng một chỗ làm, kia mới gọi hợp tác. Hứa Thuần Lương trầm mặc một hồi nói, người đây là tại câu dẫn ta sao. Hứa Thuần Lương, người đi chết đi. Bạch Lan ngồi tại che nắng rủ dưới. Nhìn qua trời chiều bao phủ Nam Hồ, đắm chìm trong tiếp thiên liên lá vô tận bích tuyệt mỹ bầu không khí bên trong.
Một thân hiu nhàn ăn mặc Hứa Thuần Lương xuất hiện tại phía sau của nàng, Bạch tiểu thư thật có nhã hứng a. À. Bạch Lan nói, ta lần đầu tiên tới Đông Châu, vốn cho rằng đó là cái địa phương nhỏ, không có nghĩ tới đây còn cất giấu một chỗ như thế tú lệ phong cảnh. Hứa Thuần Lương nói, Đông Châu tự nhiên phong quang tại Bình Hải hoàn toàn chính xác không có chỗ xếp hạng, nhưng cũng không phải là cái gì địa phương nhỏ, chỉ cần ngươi đối Trung Hoa cổ đại sử có chút hiểu rõ, liền sẽ không loại suy nghĩ này. Đông Châu lịch sử có hơn 6.000 năm, xây thành trì sử cũng có hơn 2.600 năm. Bạch Lan nói, đó cùng nước ta lịch sử không sai biệt lắm. Hứa Thuần Lương cười lên ha hả. Bạch Lan không biết hắn vì sao muốn bật cười, người cười cái gì. Hứa Thuần Lương nói, Bạch tiểu thư thật sự là hài hước, ta mặc dù không biết viết tiểu thuyết, đối quý quốc lịch sử cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng ta cũng biết các ngươi kiến quốc thời gian là 1948. Bạch Lan nói, từ đàn quân kiến quốc đến bây giờ, quốc gia chúng ta lịch sử cũng có hơn 6.000 năm. Hứa Thuần Lương nói, đàn quân chỉ là trong thần thoại nhân vật đi, căn cứ sử ký chỗ ghi chép, Thương Trụ Vương thúc phụ khi tử tại Vũ Vương phạt trụ về sau, xuất lĩnh 5.000 thương triều di dân đông rời đến bán đảo Bắc Bộ, tại kia mà kiến quốc, đồng thời bị Chu Vũ Vương phong là quốc quân, ta cảm thấy thuyết pháp này còn càng có thể tin một chút. Bạch Lan thừa nhận hoàn toàn chính xác có dạng này thuyết pháp. Hứa Thuần Lương nói, bất quá các ngươi Nam Bắc là hai quốc gia, cho nên như lời ngươi nói lịch sử đều là phía Bắc, các ngươi lịch sử chỉ có thể từ 1948 tính lên, đây là trước mắt trên quốc tế đại đa số người cách nhìn, Bạch tiểu thư sẽ không tức giận a. Bạch Lan tháo kính râm xuống, một đôi mắt đẹp nhìn qua Hứa Thuần Lương, mỗi người đều sẽ có giải thích của mình, lịch sử mị lực ngay tại ở khác biệt góc độ giải đọc, chúng ta vẫn là buông xuống tranh luận chỉ nói hữu nghị. Hôm nay nhiều thua lỗ Hứa tiên sinh là ta chỉ đường, không phải chúng ta còn không biết muốn đi nhiều ít chặng đường oan uổng. Hứa Thuần Lương nói, Bạch tiểu thư đi Thanh Sơn mỏ thực địa khảo sát cảm giác như thế nào? Bạch Lan nói, cảnh khu ngay tại phong bế cải tạo, chúng ta cũng không lấy được cho phép vào nhập. Hứa Thuần Lương thế mới biết Bạch Lan vồ hụt. Lúc này một phục vụ viên tới thông chi bọn hắn bữa tối đã chuẩn bị xong. Hai người tiến vào lân cận nước Nhã Gian, vừa ăn vừa nói chuyện. Hoàn cảnh không tệ, món ăn phẩm tướng cũng không tệ, hương vị chỉ có thể được xưng tụng, Hứa Thuần Lương đánh giá món ăn ở đây là hình thức lớn hơn nội dung. Hứa Thuần Lương cho rằng Bạch Lan hẳn không phải là chuyên tới du sơn ngoạn thủy, nàng tìm mình cũng không phải là vì biểu đạt cảm ơn. Bạch Lan bưng ly rượu lên nói, kinh thành ký bán sự tình ta cũng không kịp hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn, lần này lại giúp ta thiếu ngươi ân tình thật sự là càng ngày càng nhiều, thật lo lắng một ngày kia không trả nổi. Đổi thành người khác Hứa Thuần Lương có lẽ sẽ mượn cơ hội trêu chọc, nhưng hắn đối Bạch Lan đề không nổi cái này hào hứng, không phải là bởi vì nàng không đủ xinh đẹp, mà là phát giác được nàng tiếp cận mình động cơ rất không đơn thuần. Hứa Thuần Lương cùng với nàng đụng một cái chén rượu nói, ngươi cũng không thiếu ta cái gì, hai chuyện này đều là tiện tay mà thôi, đổi thành những người khác ta cũng sẽ hỗ trợ. Bạch Lan nói, thực không dám giấu giếm, ta lần này là ứng Nhạc Tinh tập đoàn mời đi theo. Nhạc Tinh tập đoàn tổng giám đốc Lý Bình Tinh tiên sinh, tuổi thơ có đoạn thời gian là tại Thanh Sơn mỏ vượt qua, Lý tiên sinh phụ mẫu huynh đệ, ngay tại cái này Thanh Sơn mỏ bị Nghê Hồng người sát hại. Hứa Thuần Lương nói, hắn mời ngươi qua đây giúp hắn người nhà viết sách lập truyền. Bạch Lan nói, lịch sử không nên bị quên mất. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nếu là viết tiểu thuyết, ngàn vạn phải tôn trọng lịch sử, không thể xuyên tạc lịch sử. Bạch Lan cười nói, ngươi đối ta tựa hồ một mực ôm có thành kiến. Dừng lại một chút nói bổ sung, hẳn là đối quốc gia của ta. Hứa Thuần Lương nói, cũng không tính được cái gì thành kiến Thanh Sơn mỏ đa số lao công đều là quốc gia chúng ta, bị tiểu quỷ tử tàn khốc bóc lột cũng là bọn hắn, cuối cùng phát động Thanh Sơn mỏ khởi nghĩa, cùng tiểu quỷ tử đánh nhau cũng là bọn ta người, ta hy vọng ngươi thực sự cầu thị viết, chớ vì đột xuất vì kia cái gì tổng giám đốc liền không để ý đến chân tướng sự thật. Đem người khác thành tích sử dụng trên người mình là bán đảo người thói quen. Bọn hắn thậm chí không lấy là hổ thẹn ngược lại cho là vinh. Bạch Lan nói, người góc độ của ta khác biệt, ta đã muốn viết, khẳng định sẽ tôn trọng chân tướng lịch sử, nhưng là tiểu thuyết chủ đề sẽ quay chung quanh Lý tiên sinh một nhà vận mệnh chìm nổi, đúng, người có hay không tương quan tư liệu lịch sử có thể cung cấp cho ta. Hứa Thuần Lương tại Thanh Sơn mỏ lịch sử phương diện biết không nhiều, nhưng là hắn nhận biết phương diện này người, văn lữ cục phó cục trưởng Tiếu Đông chính là phương diện này chuyên gia. Ngay trước Bạch Lan trước mặt, Hứa Thuần Lương cho Tiếu Đông gọi điện thoại. Tiếu Đông nghe nói về sau ngựa bên trên biểu thị có thể cung cấp trợ giúp,
bọn hắn viện bảo tàng có cái bộ môn chuyên môn siêu tập địa phương tư liệu lịch sử, bởi vì gần nhất Thanh Sơn mỏ di chỉ bị liệt là Đông Châu văn lữ trọng điểm công trình một trong, cho nên chỉnh lý phân loại không ít Thanh Sơn mỏ tư liệu lịch sử. Hứa Thuần Lương cùng Bạch Lan sau khi nói qua, Bạch Lan lại kính hắn một chén rượu, hy vọng Hứa Thuần Lương ngày mai có thể theo nàng đi nhận thức một chút. Hứa Thuần Lương cũng không phải vô duyên vô cớ trợ giúp Bạch Lan, mặc dù Bạch Lan tài mạo song toàn, đối với mình cũng xem là tốt, nhưng Hứa Thuần Lương từ vừa mới bắt đầu nhận biết nàng liền hoài nghi động cơ của nàng, hiện lúc nghe nàng cùng Nhạc Tinh tập đoàn còn có liên hệ, lại thêm một cái tâm nhãn, nói bóng nói gió hỏi thăm Nhạc Tinh tập đoàn có phải hay không có đầu tư Đông Châu kế hoạch. Bạch Lan tựa hồ cũng không đối Hứa Thuần Lương sinh ra lòng nghi ngờ, gật đầu nói, lần này cùng ta cùng đi đến Lý Sương Hách tiên sinh là Nhạc Tinh hải ngoại đầu tư người phụ trách. Hứa Thuần Lương nói, người giúp ta vuốt một vuốt thôi. Bạch Lan kinh ngạc đến môi anh đào hé mở đôi mắt đẹp trợn lên, không biết hắn làm sao lại nói ra những lời này. Hứa Thuần Lương cười nói, đừng hiểu lầm, vuốt một vuốt, chính là giúp ta làm rõ ràng mấy người quan hệ. Bạch Lan nói, ta không có hiểu lầm a. Chính là nghe không hiểu ngươi có ý tứ gì. Nàng đối Bác Đại tinh thâm Trung Hoa văn hóa cũng biết rất sâu, nếu là luận đến một từ đa nghĩa, một câu hai ý nghĩa, người Trung Quốc nói mình thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Hứa Thuần Lương nói, ta trước đây nhận biết mấy cái bán đảo người, một cái gọi Lý Sương Mẫn, ở Kinh Thành bị ta đánh qua một cái gọi Lý Sương Hữu, danh xưng là Lý Sương Mẫn ca ca, hắn tựa như là Minh Đức tập đoàn, đã từng đi Đông Châu Thương vụ ủy ban khiếu nại qua ta. Ta sớm tối đến đánh cho hắn một trận, hiện tại tới cái này gọi Lý Sương Hách, giữa bọn hắn là quan hệ như thế nào? Bạch Lan nói, bọn hắn hẳn là quan hệ thân thích, Lý Sương Hách là Lý Bình Tinh tiên sinh tiểu nhi tử, kỳ thật hôm nay hắn liền ngồi ở trong xe, ngươi nhìn thấy cái kia gọi Lý Huyền Bân, hắn là Lý Sương Hách tiên sinh nhi tử, Lý Bình Tinh tiên sinh cháu trai, về phần ngươi nói Lý Sương Hữu cùng Lý Sương Mẫn, hai người bọn họ là huynh đệ, bất quá bọn hắn cùng Lý Bình Tinh tiên sinh cũng không phải là trực hệ người thân. Hứa Thuần Lương nói, Hoàng Hữu Long đâu? Bạch Lan nói, người đây là muốn để ta giúp người một mực lột xuống dưới. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này bán đảo đại tài nữ cũng không gì hơn cái này, lột vuốt không phân A, khó trách vừa rồi mình để nàng hỗ trợ vuốt một vuốt thời điểm, nàng sẽ biểu hiện ra như thế kinh ngạc biểu lộ, hóa ra nàng là đem vuốt một vuốt đương thành lột một lột. Hứa Thuần Lương cũng đủ xấu, thuận Bạch Lan nói, đã muốn lột liền phải lột thuận. Bạch Lan nhẹ gật đầu, phi thường phối hợp nói ra, vậy ta liền giúp ngươi tiếp lấy lột, Lý Bình Tinh tiên sinh hết thảy có 7 con trai, chỉ có một đứa con gái, nữ nhi này gọi Lý Sương Cơ, cũng chính là Hoàng Hữu Long thê tử. Hứa Thuần Lương bừng tỉnh đại ngộ nói, minh bạch. Bạch Lan nói, còn có cái gì muốn hỏi? Hứa Thuần Lương nói, ngươi cùng Lý gia lại là quan hệ như thế nào? Bạch Lan nói, ta từ nhỏ phụ mẫu đều mất, ở cô nhi viện lớn lên, là Lý Bình Tinh tiên sinh nuôi dưỡng ta lớn lên, cung cấp ta đi học. Hứa Thuần Lương đánh giá Bạch Lan, còn tưởng rằng nàng là cái ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên nhà giàu nữ đâu, không nghĩ tới cũng là nhà nghèo khổ hài tử, nếu nàng không có nói láo. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi tác gia đều sẽ viết cố sự. Bạch Lan nghiêm mặt nói, ta không phải nói cố sự, ta sẽ không cầm cha mẹ của mình nói đùa. Hứa Thuần Lương ý thức được mình câu nói này thật có chút quá mức, áy náy nói, thật xin lỗi. Không sao, ta biết ngươi một mực đối ta ôm lấy thành kiến, đó là bởi vì ngươi đối ta không đủ giải. Hứa Thuần Lương cười nói, Bạch Lan, lời này của ngươi liền không đúng, ta đối với ngươi nơi nào có thành kiến. Bạch Lan nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta tiếp cận ngươi ôm lấy không thể cho ai biết mục đích. Hứa Thuần Lương nói, ta không có cảm thấy ngươi đang tận lực tiếp cận ta à. Bạch Lan nhẹ giọng thở dài nói, ta cũng không phủ nhận, ta đối với ngươi có hảo cảm, trên người ngươi có loại đặc thù lực hấp dẫn. Hứa Thuần Lương nói, thôn các ngươi người đều trực tiếp như vậy sao? Bạch Lan mỉm cười cười nói, đối ngươi có hảo cảm không có nghĩa là ta yêu ngươi, trong thôn các ngươi người phổ biến đều bản thân cảm giác tốt đẹp. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ lời này vẫn là giữ lại đối trong thôn các ngươi người nói đi, bưng ly rượu lên nói, cảm ơn ngươi đêm nay mời, ta có chút không thắng tử lực. Bạch Lan ý vị thâm trường nói, hy vọng ngươi là rượu không say người người tự say. Hứa Thuần Lương cảm khái nói, như thế rượu ngon giai nhân muốn không say cũng khó khăn. Bạch Lan đưa mắt nhìn qua trên tường hai câu thơ, nhẹ nhàng ngâm tụng nói, ta có một bầu rượu, đủ để an ủi phong trần, vì sao chỉ có hai câu. Ta nhớ được sau hai câu nên là, tận nghiêng giang hải bên trong, tặng uống người trong thiên hạ.
Hứa Thuần Lương nói, bài thơ này là người thời nay lợi dụng cổ nhân hai câu thơ viết tiếp mà thành, lúc ấy trên mạng có thật nhiều phiên bản, người chỗ đọc thuộc lòng chính là truyền bá rộng nhất một bản, nhưng nguyên tác cũng không phải là cái này. Bạch Lan nói, nguyên tác là cái gì? Người cũng giúp ta lột một lột. Hứa Thuần Lương kém chút không có nâng cốc cho cười phun ra ngoài, bán đảo tài nữ đem cái này lột chữ hoạt học hoạt dụng, đáng tiếc tình cảnh không đúng, đã đối phương khiêm tốn thỉnh giáo, Hứa Thuần Lương không ngại giúp nàng mở mang tầm mắt, tăng trưởng một chút gặp biết. Hứa Thuần Lương nói, đầu đôi câu xuất xứ là Đường Đại Vi ứng vật viết cho hắn cháu trai, toàn thơ nên là, đáng thương tuyết trắng khúc, chưa gặp tri âm người. Thi hoảng sợ nhung lữ dưới, phí thời gian hoài hải tân. Khe cây ngậm hướng mưa, núi chim lộng dư xuân, ta có một bầu rượu, có thể an ủi phong trần. Bạch Lan cho rằng nguyên tác còn không bằng thì sửa chi tác tùy tính thoải mái, đại khí bàng bạc. Hứa Thuần Lương nói, muốn hoàn chỉnh lý giải một bài thơ, nhất định phải hiểu rõ thi nhân ngay lúc đó sáng tác bối cảnh, cái này đông bính tây thấu cải biên chi tác mặc dù cũng không tệ, nhưng là chỉ còn lại hào hùng thoải mái cũng không trong thực tế cho. Nguyên tác là này thơ là Vi Ứng Vật viết cho cháu trai Lô Trắc, làm tại loạn An Sử sau năm thứ ba, lúc ấy đại đường thịnh thế sụp đổ, loạn trong giặc ngoài, xã hội dung chuyển bất an. Đã từng hoàn khố thiếu niên, kinh lịch thế sự tôi luyện về sau, nhân sinh chuyển hướng, từ đây mây trôi nước chảy, trời cao đất rộng. Đầu hai câu cảm thán nhân sinh giống như tuyết trắng mùa xuân như vậy cao nhã từ khúc, rất khó gặp được tri âm người thưởng thức. Tiếp xuống giảng thuật mình đã từng mê mang cùng bất an, đã từng phí thời gian tuế nguyệt. Cũng chính đối ứng bên trên một câu cao siêu quá ít người hiểu, khuyên nhủ cháu trai không muốn bởi vì nhất thời thất ý mà từ bỏ. Bạch Lan nghe đến mê mẩn, nếu như không phải Hứa Thuần Lương giải đọc, nàng còn thật không biết nguyên tác thế mà bao hàm nhiều như vậy thâm ý. Sáng sớm khe núi trong rừng, mưa móc óng ánh, chim tước kêu to nhắc nhở lấy đã lúc đến cuối xuân. Hai câu này vừa mừng vừa lo, phù hợp thi nhân cuộc đời mình khắc họa, cũng như loạn An Sử trước sau đại đường. Ta có một bầu rượu, có thể an ủi phong trần, toàn thơ vẽ rồng điểm mắt chi bút, ám chỉ thi nhân trải qua thế sự, tâm đã tang thương, chuyện xưa như sương khói cũng không cần nói nữa. Giơ lên rượu, kính đã từng, kính phương xa, như thế liền đủ để an ủi nhân thế tang thương. Bạch Lan nói khẽ ta hiểu được đây là một người lang bạt kỳ hồ, tang thương nửa đời rốt cục khám phá công danh lợi lộc, lựa chọn buông xuống cố sự. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, Bạch tiểu thư ngộ tính ở trong thôn các người cũng không thấy nhiều. Bạch Lan nói, Hứa tiên sinh tài hoa tại thôn các người càng là phượng mao lân giác. Nàng bưng ly rượu lên nói, sao không uống vào cái này một bầu rượu, bỏ xuống trong lòng thành kiến đâu. Hứa Thuần Lương nói, buông xuống thành kiến dễ dàng. Buông xuống chấp niệm rất khó khăn, tha thứ ta nói thẳng, ta từ trong mắt ngươi thấy được một loại nào đó chấp niệm. Bạch Lan mỉm cười nói, ta chấp niệm tuyệt không phải ngươi. Hứa Thuần Lương về đến nhà về sau nhớ tới Bạch Lan đưa cho tiểu thuyết của mình cung điện vua chúa. Bạch Lan đêm nay chủ động nói lên thân thế của nàng, nàng là ở cô nhi viện lớn lên, một cái phụ mẫu đều mất cô nhi, nhớ kỹ vừa mới xem hết cung điện vua chúa quyển sách kia thời điểm. Hứa Thuần Lương còn tưởng rằng quyển sách này tác giả là cái nào đó khổ đại cừu thâm Bắc Hàn bác gái, chẳng lẽ Bạch Lan thật có Bắc Hàn sinh hoạt kinh lịch. Bất quá có thể viết ra loại này tiểu thuyết chưa hẳn đều có bản thân kinh lịch, nếu không liền gọi hồi ức ghi chép. Một cái ưu tú sáng tác người thông qua siêu tập tài liệu kết hợp lịch sử hoàn toàn chính xác có thể đạt tới đánh cháo tình trạng. Bạch Lan lần này tới Đông Châu không phải liền là muốn siêu tập Thanh Sơn mỏ tư liệu, viết một bản Lý Bình Tinh gia tộc sử sao. Nghĩ muốn cầm tới phương diện này tư liệu, biện pháp đơn giản nhất vẫn là tìm Lưu Hải Dư hỗ trợ, bất quá Lưu Hải Dư người này xáo lộ quá sâu, muốn từ chỗ của hắn chiếm tiện nghi cũng không dễ dàng như vậy. Hứa Thuần Lương suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn Mặc Hàm làm đối tượng hợp tác, Mặc Hàm mặc dù không phải làm công tác tình báo, nhưng là nàng tại siêu tập tình báo phương diện cũng có vượt qua người ta một bậc năng lực, mà lại bọn hắn cùng Nhạc Tinh có thù, để nàng đi điều tra Lý Bình Tinh gia tộc căn bản không cần động viên. Mặc Hàm nói cho Hứa Thuần Lương, Lý Bình Tinh phụ thân gọi Lý Phát Nguyên, hắn cũng không phải cái gì kháng Nhật anh hùng, hoàn toàn chính xác tại Thanh Sơn mỏ sinh hoạt qua một đoạn thời gian, bất quá khi đó hắn là làm Nhật Phương nhân viên kỹ thuật xuất hiện, về phần hắn làm qua cái gì không rõ ràng, về sau không biết nguyên nhân gì đắc tội đông doanh người, bị quỷ tử giết cả nhà, Lý Bình Tinh lúc ấy còn nhỏ, tại mỏ bên trên công nhân trợ giúp hạ chạy ra ngoài. Hứa Thuần Lương nhìn qua phương diện này một chút thư. Lúc ấy bán đảo đã bị Nhật Phương thực dân, phái tới tham gia xâm lược chiến tranh có 200.000 người, đám người này được xưng là hai quỷ tử, so tiểu quỷ tử còn muốn hung tàn ngoan độc,
hắn độ cao hoài nghi cái này Lý Phát Nguyên là hai quỷ tử bên trong một cái. Mặc Hàm có chút hiếu kỳ Hứa Thuần Lương vì sao đột nhiên đối với mấy cái này sự tình cảm thấy hứng thú, Hứa Thuần Lương đem Nhạc Tinh tập đoàn đã phái người tới khảo sát sự tình nói, cũng đem Bạch Lan sự tình báo cho nàng. Mặc Hàm lập tức tinh thần tỉnh táo, để Hứa Thuần Lương nhiều hơn tiếp cận Bạch Lan, thông qua Bạch Lan thăm dò Nhạc Tinh tập đoàn mục đích. Hứa Thuần Lương vừa nghe liền hiểu, Mặc Hàm đây là để cho mình đánh tình cảm bài, thậm chí không tiếc hy sinh nhan sắc, nhịn không được kháng nghị nói, cái này không thể được, ta làm việc là có điểm mấu chốt. Mặc Hàm nói, người danh giới cuối cùng đều thấp qua mặt biển, cái này Bạch Lan không đơn giản, nàng cùng Lý Bình Tinh quan hệ tuyệt không chỉ là nàng nói như vậy, chưa chừng người ta cũng tại cho ngươi chơi mỹ nhân kế đâu. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cùng ta nghĩ đến cùng đi. Mặc Hàm đề nghị, gặp được loại tình huống này ngươi tốt nhất là tương kế tự kế, nhìn nàng một cái đến tột cùng muốn từ ngươi nơi này được cái gì, dù sao dung mạo của nàng cũng không kém, ngươi không ăn thiệt thòi. Hứa Thuần Lương nói, nếu nàng muốn mạng của ta đâu? Mặc Hàm nói, ngươi không phải tự xưng là mị lực vô song sao? Dứt khoát để nàng thích ngươi, đem nàng xúi dục, để nàng trở thành người của chúng ta, trợ giúp chúng ta đối phó Nhạc Tinh. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đối mị lực của ta có lòng tin như vậy. Mặc Hàm nói, ngươi liền Mai Như Tuyết đều có thể bỏ xuống, còn có cái gì là ngươi làm không được. Luận đến vô tình phương diện này ta chưa từng thấy ai so với ngươi còn mạnh hơn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đánh giá cao ta. Mặc Hàm nói, nam nhân luôn luôn đánh giá thấp mình lãnh huyết, nữ nhân tài cao đánh giá mình vô tình. Ngươi liền rất vô tình, vì đạt được mục đích không tiếc hy sinh ta nhan sắc. Mặc Hàm nói, đạo cao một thước ma cao một trượng, cái này Bạch Lan 89/10 chính là Nhạc Tinh phái tới sắc dụ ngươi, lấy đạo của người trả lại cho người, ta ngược lại muốn xem các ngươi đến tột cùng ai chiếm thượng phong. Hứa Thuần Lương thở dài nói, tại sao ta cảm giác mình ngay tại ngươi dẫn đạo bước kế tiếp chạy bộ hướng xa đọa, tương lai của ta nếu là biến thành cặn bã nam, ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Mặc Hàm nói, tin tưởng mình, ngươi sẽ không thay đổi, bởi vì ngươi vốn chính là. Tại Văn Lữ Cục Phó Cục trưởng Thiếu Đông an bài xuống, Đông Châu Viện Bảo tàng Địa phương Tư liệu Lịch sử Văn phòng người phụ trách Trình chủ nhiệm nhiệt tình tiếp đãi Hứa Thuần Lương cùng Bạch Lan một nhóm. Văn phòng người phụ trách chuyên môn chuẩn bị một chút, có chút tư liệu còn là lần đầu tiên cung cấp cho người đến chơi tham quan. Thanh Sơn Mỏ đối Đông Châu mà nói cũng không có được đặc biệt ý nghĩa quan trọng, Đông Châu lịch sử lâu đời, di tích đông đảo, nổi danh nhất chính là Lưỡng Hán văn hóa, dựa theo Đông Châu Văn Lữ Bộ môn mạch suy nghĩ. Về sau Thanh Sơn Mỏ sẽ bị định vị là chủ nghĩa yêu nước giáo dục căn cứ, ai cũng sẽ không cho là Thanh Sơn Mỏ di chỉ sẽ trở thành lôi cuốn điểm du lịch. Liên quan tới Thanh Sơn Mỏ tư liệu có không ít, nhưng Bạch Lan quan tâm nhất chỉ là Lý Phát Nguyên tài liệu tương quan. Viện Bảo tàng phương diện cung cấp một chương hình cũ, tấm hình này bên trong đứng tại mấy tên quỷ tử sĩ quan bên cạnh chính là Lý Phát Nguyên. Nhìn từ ngoài, Lý Phát Nguyên trải lấy bên trong phân mang theo kính mắt, mặc đồ vét áo mũ chỉnh tề. Xem xét cũng không phải là phổ thông công nhân. Trình chủ nhiệm giới thiệu nói, liên quan tới cái này Lý Phát Nguyên tư liệu không nhiều, căn cứ chúng ta trước mắt hiểu rõ đến tình huống, hắn năm đó là làm Nhật Phương nhân viên kỹ thuật đi vào Thanh Sơn Mỏ, trợ giúp thiết kế giếng mỏ, phụ trách mỏ bên trên an toàn, về sau bởi vì Thanh Sơn Mỏ một lần lún sự cố cho Phương tạo thành rất tổn thất lớn, cho nên Lý Phát Nguyên bị xử bắn, quỷ tử liền người nhà của hắn đều không có buông tha. Hứa Thuần Lương nhìn Bạch Lan một chút, Bạch Lan lực chú ý cũng không tại trên tấm ảnh, xin chỉ thị một chút Trình chủ nhiệm, nàng muốn nhìn một chút năm đó lưu lại mỏ bên trên tập san cùng báo chí. Trình chủ nhiệm kể một chút chú ý hạng mục, Bạch Lan mang tới mũ khẩu trang cùng thủ sáo, đây là vì phòng ngừa cho văn vật tạo thành tổn hại, kỳ thật cũng không phải cái gì trọng yếu văn vật. Bạch Lan cẩn thận liếc nhìn tập san, thấy rất cẩn thận, Trình chủ nhiệm an bài một vị trợ thủ cùng đi, mời Hứa Thuần Lương tới phòng làm việc uống trà. Hứa Thuần Lương đại danh tại Văn Lữ Cục có thể nói không ai không biết không người không hay, lần này lại là Phó Cục trưởng Thiếu Đông tự mình bàn giao, Trình chủ nhiệm hay là vô cùng coi trọng. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà hỏi, cái này Lý Phát Nguyên chính là một cái công trình sư sao? Trình chủ nhiệm nói, liên quan tới hắn tư liệu không nhiều, chúng ta bây giờ có thể xác định là, ngay lúc đó thật có mấy chục tên bán đảo người tới, bọn hắn không phải phổ thông thợ mỏ, có công trình sư, có nhân viên quản lý. Kỳ thực kháng chiến thời điểm, bọn hắn là giúp đỡ quân Nhật xâm lược chúng ta, bị chúng ta xưng là hai quỷ tử, so chân chính đông doanh quỷ tử còn hung ác còn xấu. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu.
Trình chủ nhiệm hạ giọng nói, ta nghe nói cái này Lý Phát Nguyên là Nhạc Tinh tập đoàn tổng giám đốc phụ thân. Hứa Thuần Lương nói, không sai, vị này nữ tác gia chính là qua tới cho bọn hắn Lý gia viết sách lập truyền. Trình chủ nhiệm nhíu mày một cái nói, sẽ không phải đem Thanh Sơn mỏ khởi nghĩa viết thành là bọn hắn dẫn đầu a. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ta đây không rõ ràng, dù sao cũng là người ta viết tiểu thuyết. Trình chủ nhiệm nghiêm mặt nói, Hứa chủ nhiệm, chuyện này chúng ta phải coi trọng, vạn nhất nàng viết ra tiểu thuyết nói xấu quốc gia chúng ta làm sao bây giờ. Đến lúc đó ta cung cấp cho nàng vật liệu chẳng phải là tương đương trợ trụ vi ngược. Hứa Thuần Lương nói, không có khoa trương như vậy, Nhạc Tinh cái kia tổng giám đốc Lý Bình Tinh, năm đó nếu như không là dựa vào chúng ta Thanh Sơn mỏ thợ mỏ trợ giúp, sớm đã bị tiểu quỷ tử giết, điểm này bọn hắn cũng là thừa nhận. Lúc này Bạch Lan đi tới, nàng nghĩ đập một chút ảnh chụp mang đi, cho nên tới trưng cầu Trình chủ nhiệm đồng ý. Trình chủ nhiệm bởi vì mới vừa rồi cùng Hứa Thuần Lương nói chuyện trong lòng có cảnh giác, biểu thị chụp ảnh không phải là không thể được, nhưng là dính đến tình trọng điểm văn vật, nhất định phải đánh trước báo cáo, nếu như thượng cấp đồng ý, mới có thể quay chụp. Bạch Lan nghe hắn nói như vậy cũng không có miễn cưỡng, một lần nữa trở về lật xem những tài liệu kia. Không bao lâu Hứa Thuần Lương đưa tới, ta nói, ngươi chuẩn bị nhìn tới khi nào? Bạch Lan nói, ngươi nếu là có sự tình làm việc của ngươi đi, ta một người từ từ xem là được. Hứa Thuần Lương nói, kia ta đi trước. Vừa rồi tiếp vào Nghiêm Hồi Ý điện thoại để hắn lập tức trở lại, nhưng là trong điện thoại không nói cụ thể sự tình gì, dù sao lộ ra cấp tốc dáng vẻ. Hứa Thuần Lương trở lại bệnh viện, Nghiêm Hồi Ý trong phòng làm việc chờ lấy hắn đâu, trong văn phòng còn có một hơn 30 tuổi nam tử, từ Nghiêm Hồi Ý thái độ đối với hắn đến xem, người này hẳn là lai lịch không nhỏ. Nghiêm Hồi Ý đem hắn giới thiệu cho Hứa Thuần Lương, nguyên lai người này là thư ký mới Uông Kiến Minh thư ký Tương Chí Minh. Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, Tương Chí Minh tìm đến mình làm gì? Dù sao đi qua giữa bọn hắn không hề có quen biết gì. Tương Chí Minh chậm rãi đứng dậy, đánh giá Hứa Thuần Lương nói, ngươi chính là Hứa Thuần Lương đồng chí A. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tâm hắn nói cái này Nghiêm Hồi Ý cũng đủ hồ đồ, trong điện thoại cũng không theo chính mình nói một tiếng. Nghiêm Hồi Ý cũng có chỗ khó xử của mình. Tương Chí Minh đi vào sau biểu lộ thân phận để hắn đem Hứa Thuần Lương cho kêu đến, còn chuyên môn bàn giao đừng bại lộ thân phận của mình. Tương Chí Minh nhìn Nghiêm Hồi Ý một chút, Nghiêm Hồi Ý nói ta ra ngoài làm ít chuyện, hắn nhìn ra Chí Minh có một số việc không muốn để cho mình nghe thấy, cho nên lựa chọn né tránh. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ Nghiêm Hồi Ý cũng quá hèn mọn, Tương Chí Minh đơn giản là cái thư ký thôi, không phải hắn nghiêu bức, là hắn đối tượng phục vụ nghiêu bức. Hứa Thuần Lương nói, Tưởng thư ký, chúng ta vẫn là đi phòng khách chuyện vãn đi. Hắn nói như vậy, một là tại giữ gìn Nghiêm Hồi Ý tôn nghiêm, hai là không quen nhìn Tương Chí Minh ăn nói có ý tứ dáng vẻ. Không đợi Tương Chí Minh đồng ý, Hứa Thuần Lương đã từ văn phòng đi ra ngoài. Nghiêm Hồi Ý vốn định mình ra ngoài cho hắn hai đằng, thật không nghĩ đến Hứa Thuần Lương căn bản liền không cho vị này lớn bí mặt mũi, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hắn thấy được Tương Chí Minh trên mặt vẻ giận. Hiển nhiên là không cao hứng. Tương Chí Minh nguyên bản định cùng Hứa Thuần Lương tại trong phòng viện trưởng làm việc nói, nhưng Hứa Thuần Lương xoay người rời đi, hắn cũng không thể lưu lại, chỉ có thể đi theo Hứa Thuần Lương đi ra ngoài, rời đi thời điểm thậm chí không có cùng Nghiêm Hồi Ý đánh chào hỏi. Hứa Thuần Lương đi phòng khách, cái này gián tiếp đợi thất thuộc về viện xử lý, Hứa Thuần Lương sau khi đi vào liền ngồi xuống. Tương Chí Minh cùng theo vào, phát hiện Hứa Thuần Lương không chờ hắn liền ngồi xuống. Sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, người này đến tột cùng là không hiểu chuyện vẫn là có chủ tâm cố ý. Hứa Thuần Lương rõ ràng chính là có chủ tâm cố ý, hắn làm người làm việc chưa hề đều là ngươi mời ta một thước, ta kính ngươi một trượng, cái này Tương Chí Minh đi vào về sau liền lôi kéo khuôn mặt, ta lại không nợ ngươi cái gì. Con hàng này đi vào bệnh truyền nhiễm viện, viện trưởng Nghiêm Hồi Ý đều đối với hắn tất cung tất kính, nhưng hắn căn bản không có đem Nghiêm Hồi Ý để vào mắt, Hứa Thuần Lương trong lòng khó chịu. Đừng quản Nghiêm Hồi Ý năng lực thế nào, người ta hiện tại dù sao cũng là lão đại của mình, đối mình còn có ơn chi ngộ, ở ngay trước mặt ta không cho lão đại ta mặt mũi chính là không nể mặt ta. Tương Chí Minh đứng ở nơi đó, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Hứa Thuần Lương, hắn vốn định trên khí thế chấn nhiếp Hứa Thuần Lương, nhưng người ta căn bản cũng không ăn hắn bộ này. Hứa Thuần Lương khinh thường nhìn hắn một cái, đừng câu thúc a, ngồi. Tương Chí Minh đầu ông một chút, người này nói cái gì? Ta câu thúc, ta là miệt thị ngươi, chẳng lẽ ta biểu đạt đến mức không đúng chỗ?
Tương Chí Minh đối Hứa Thuần Lương ôm lấy địch ý không phải là không có nguyên nhân, gần nhất hắn nghe được một cái thuyết pháp nói có người ngay tại tự mình dày đặc đi lại, muốn thay thế mình gánh nhậm Uông Bí Thư thư ký. Tương Chí Minh thật vất vả mới chờ đến cơ hội này, mỗi ngày tại Uông Bí Thư trước mặt tích cực biểu hiện, cẩn trọng, chịu mệt nhọc, hắn cũng không muốn để cho người ta thay thế, hắn phi thường rõ ràng thư ký mới vừa tới, mình chỉ là lâm thời sai khiến, có thể hay không đạt được Uông Bí Thư tán đồng còn cần một đoạn thời gian khảo nghiệm kỳ. Tương Chí Minh hôm nay tới là bởi vì Uông Bí Thư muốn đi trước Nguy Sơn đảo thị sát cấp quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết tình huống, tại buổi sáng văn lữ hội nghị bên trong. Văn lữ cục trưởng Lý Ngọc Sơn chuyên môn nâng lên Hứa Thuần Lương thúc đẩy nhà máy rượu suối nước nóng hạng mục. Uông Bí Thư bởi vì việc này để hắn an bài Hứa Thuần Lương ngày mai cùng đi cùng một chỗ tiến về Nguy Sơn đảo đi một chuyến. Tương Chí Minh cho rằng đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt, mặc dù Hứa Thuần Lương cấp bậc rất thấp, trên lý luận không đủ tư cách trở thành hắn đối thủ cạnh tranh, có thể làm quyết định là Uông Bí Thư, chỉ cần Uông Bí Thư nguyện ý, tại Đông Châu bất luận cái gì cố hữu quy tắc đều có thể bị đánh phá. Tương Chí Minh vốn định cho Hứa Thuần Lương một hạ mã uy, nhưng Hứa Thuần Lương căn bản mặc sắc hắn, Tương Chí Minh hiện tại ngược lại đem mình làm lúng túng, không ngồi đi, Hứa Thuần Lương ngồi ở chỗ đó, làm được bản thân giống như cùng lãnh đạo làm báo cáo, ngồi xuống đi, Hứa Thuần Lương đem đừng câu thúc nói trước, ta thân phận gì? Ta ở trước mặt ngươi sẽ câu thúc. Tương Chí Minh ý thức được mình đánh mất tiên cơ, hắn kéo ra cái ghế ngồi xuống, tiểu Hứa, ta là đại biểu Uông Bí Thư tới. Câu nói này có song trọng hàm nghĩa, bảo ngươi tiểu Hứa là nhắc nhở ngươi chỉ là một cái hàng tiểu bối, ta đại biểu Uông Bí Thư tới, ngươi không tôn trọng ta chẳng khác nào không tôn trọng Uông Bí Thư. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi nói Uông Bí Thư là Kiến Minh ca sao? Tương Chí Minh đầu lại ông lập tức, hắn xưng hô Uông Bí Thư cái gì? Kiến Minh ca, bọn hắn đến cùng quan hệ thế nào? Chẳng lẽ còn có ta không biết liên hệ? Hứa Thuần Lương một kiếm đứt cổ. Trực tiếp đem Tương Chí Minh rãnh máu đem thả không, người nhà cùng ta nghiêu bức cái gì? Cáo mượn oai hùm, muốn lợi dụng Uông Kiến Minh khí thế đến ép ta. Cùng ta nhăn mặt rõ ràng là coi ta là thành địch giả tưởng, lão tử đối ngươi vị trí căn bản không hứng thú, ta nếu là có hứng thú, còn không phải ta vật trong bàn tay. Tương Chí Minh càng phát ra lúng túng, gật đầu nói, chính là Uông Bí Thư. Hắn cảm giác được tim đập của mình gia tốc, tại Hứa Thuần Lương trước mặt đã không có bất kỳ ưu thế có thể nói. Hứa Thuần Lương nói đi, tìm ta làm gì? Tương Chí Minh ổn định một hạ cảm xúc, tướng mình đến đây mục đích nói cho hắn. Hứa Thuần Lương cười nói, chỉ chút chuyện như vậy, ngươi gọi điện thoại cho ta không được sao, không cần thiết chuyên môn đi một chuyến. Tương Chí Minh nói, Uông Bí Thư yêu cầu. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cái này nói chuyện ta giống như nhớ ra rồi, hai ngày trước tại Kiến Minh ca trong nhà lúc ăn cơm, hắn đề cập với ta. Tương Chí Minh cả người đều không tốt. Hứa Thuần Lương hẳn là cố ý nói cho mình nghe, không bài trừ hắn thổi như bức khả năng, bất quá vạn nhất là thật đâu. Uông Bí Thư mời hắn đi trong nhà ăn cơm, quan hệ này cũng không a, nếu như hắn cùng mình cạnh tranh, mình khẳng định không có phần thắng. Hứa Thuần Lương nhìn qua khí diễm hoàn toàn không có Tương Chí Minh, trong lòng tự nhủ con hàng này chính là điển hình đem nhầm bình đài là có thể lực, nghĩ sĩ diện cũng phải đợi đến ngươi đem vị trí ngồi vững vàng lại nói, lúc đầu lão tử không muốn cùng ngươi đoạt người bí thư này. Nhưng nhìn ngươi này tấm hùng dạng, lưu ngươi tại Uông Bí Thư bên người cũng không giúp đỡ được cái gì, sớm tối đến làm ra lừa trên gạt dưới, che đậy nghe nhìn sự tình, vì Đông Châu suy nghĩ, ta cũng không thể để loại người như ngươi lưu tại Uông Kiến Minh thân bên cạnh. Hứa Thuần Lương suy nghĩ, đi Nguy Sơn đảo, có thể a, an bài Tần Chính Dương biểu hiện tốt một chút, mình đang giúp đỡ trợ giúp, cơ hội này liền để cho Tần Chính Dương. Nếu như Tần Chính Dương làm Uông Bí Thư thư ký, đối sau này mình khai triển công việc có lợi thật lớn. Tương Chí Minh hiện tại đã hối hận đến chuyến này, nếu như hắn biết Hứa Thuần Lương nguyên bản đối thư ký chi vị không có chút nào hứng thú, lại bởi vì lần này gặp mặt sinh ra xử lý hắn ý nghĩ, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không thân từ chạy chuyến này. Hứa Thuần Lương liền chén nước đều không cho hắn ngược lại, nhìn Tương Chí Minh một chút, còn có sự tình khác sao? Tương Chí Minh lắc đầu. Hứa Thuần Lương giơ cổ tay lên. Nhìn một chút hắn Rolex địch thông cầm, ta quay đầu còn có buổi họp, liền không giúp ngươi. Tương Chí Minh hôm nay tới là một chút mặt mũi không có mò được, xám xịt đứng lên, xám xịt rời đi. Tương Chí Minh vừa đi, Nghiêm Hồi Ý liền đi tới phòng khách, có chút khẩn trương nói, Tưởng thư ký đi. Đi rồi. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, không đi còn dự định lưu hắn ăn cơm à. Nghiêm Hồi Ý nói, hắn tìm ngươi làm gì?
Hứa Thuần Lương nói, ngày mai để cho ta bồi Uông Bí Thư đi một chuyến Nguy Sơn Đảo, giới thiệu một chút tình huống ban đầu. Nghiêm Hồi Ý nói, nên không là, muốn trọng dụng ngươi đi. Hắn còn thật là có chút khẩn trương, thật vất vả mới đưa tới vị này đại tướng, còn thật không nỡ thả đi. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở nói, ta chỗ nào đều không đi. Hứa Thuần Lương cho Tần Chính Dương gọi điện thoại, thông chi hắn bí thư ngày mai muốn đi Nguy Sơn Đảo thị sát tin tức. Tần Chính Dương trước mắt chưa nhận được thông báo, nghe xong lập tức khẩn trương lên. Hứa Thuần Lương để hắn không cần khẩn trương, nên làm cái gì còn là thế nào xử lý, tuyệt đối đừng làm cái gì, tận lực chuẩn bị nghênh đón hoạt động. Mặc dù Hứa Thuần Lương chỉ cùng Uông Kiến Minh gặp qua một lần, nhưng là cũng có thể nhìn ra người này làm sự tình tương đối thiết thực, hắn cũng không thích hình thức bên trên đồ vật, nếu như Tần Chính Dương ở ngoài mặt bỏ công sức phản mà đưa đến tác dụng phụ. Tần Chính Dương cũng kỳ quái, Hứa Thuần Lương nhanh như vậy liền cùng Uông Bí Thư leo lên quan hệ. Hứa Thuần Lương cũng không có cùng hắn vòng vo thấp giọng nói, Uông Bí Thư bên người còn thiếu một vị thích hợp thư ký, người có hứng thú hay không? Tần Chính Dương một viên tim đập bịch bịch, Uông Bí Thư không phải đã có thư ký, gọi Tương Chí Minh văn chương viết không tệ. Hứa Thuần Lương nói, kia hàng không được, Uông Bí Thư khẳng định chướng mắt hắn, người nếu là có ý nghĩ này, ta giúp người suy nghĩ một ít biện pháp. Tần Chính Dương trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Hứa Thuần Lương đủ ý tứ a, loại chuyện tốt này thế mà cái thứ nhất nghĩ đến mình, bất quá hắn coi như lý trí, Hứa Thuần Lương mặc dù có năng lực, nhưng là hắn cùng vị này bí thư quan hệ đến đáy thế nào còn khó nói, đi qua Hứa Thuần Lương có thể thông qua Mai Như Tuyết hỗ trợ thúc đẩy, hiện tại bọn hắn đều chia tay, còn có thể thông qua ai ảnh hưởng đến thư ký mới lựa chọn. Tần Chính Dương nói, huynh đệ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá loại sự tình này vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi là hoài nghi ta không có bản sự này. Không phải, ta là không muốn ngươi vì ta sự tình cầu người. Hứa Thuần Lương nói, tiện tay mà thôi, ngươi chờ tin tức tốt đi. Hứa Thuần Lương sở dĩ muốn trợ giúp Tần Chính Dương, nguyên nhân chủ yếu là Tần Chính Dương hoàn toàn chính xác có năng lực như thế, hắn thấy nếu như Tương Chí Minh loại người này lưu tại Uông Bí Thư bên người. Khẳng định làm không công việc tốt, nói không chừng sẽ còn cho Giang thư ký mang đến phiền phức. Tần Chính Dương người này biết đại thể, hiểu được tiến thối, cũng là chân thật người làm việc, lại có cơ sở kinh nghiệm làm việc, hắn hẳn là có thể có được Uông Kiến Minh thưởng thức. Hứa Thuần Lương cho Diệp Thanh Nhã đi một chiếc điện thoại, đem ý nghĩ của mình báo cho nàng, Diệp Thanh Nhã trở lại kinh thành về sau đã cho Hứa Thuần Lương gọi qua điện thoại, hỏi hắn có phải hay không đã suy nghĩ kỹ, định đem hắn đề cử cho Uông Kiến Minh làm thư ký. Hứa Thuần Lương trước đây đã khéo lời từ chối, hắn là cái thích tự do người, lại không thích phá vỡ lông mày khom lưng, coi như gặp được lại anh minh lãnh đạo, mặt mũi công phu vẫn là phải dưới, để hắn làm loại này hầu hạ người công việc. Hắn chắc chắn sẽ không khoái hoạt. Diệp Thanh Nhã gặp qua Tần Chính Dương, nàng mặc dù không hiểu rõ Tần Chính Dương, nhưng là nàng cho rằng Hứa Thuần Lương đề cử người khẳng định không sai được. Hứa Thuần Lương để nàng đợi Uông Kiến Minh đi Nguy Sơn Đảo thị sát về sau lại gọi cú điện thoại này, để Uông Kiến Minh trước đối Tần Chính Dương có cái ấn tượng. Diệp Thanh Nhã để Hứa Thuần Lương chớ nóng vội tắt điện thoại, nàng đưa di động đưa cho giao cho ra ra. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Diệp Lão Thanh âm, Thuần Lương a, người tiểu tử này tại sao lâu như thế không đến xem ta? Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian kêu một tiếng ra ra, giải thích mình vừa mới tiếp thủ công tác mới. Trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác bận bịu một chút, bất quá cuối tháng sẽ đi kinh thành, đến lúc đó nhất định đến nhà thăm viếng hắn. Diệp lão nói, ta bên này có vị bằng hữu nghĩ hàn huyên với ngươi hai câu. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ Diệp lão bằng hữu sẽ không phải là Kiều lão đi, mình cùng Kiều lão hiện tại nhưng không có nhiều nói nhưng trò chuyện. Thuần Lương, nghe được thanh âm bên đầu điện thoại kia, Hứa Thuần Lương mới biết Diệp lão vị bằng hữu này lại là gia gia của mình. Hứa Thuần Lương mặc dù biết Gia Gia cũng ở kinh thành, nhưng là hắn rất hiếu kỳ Gia Gia làm sao lại cùng Diệp Lão cùng một chỗ. Hứa Trường Thiện nói cho cháu trai, là Diệp Lão chuyên phái người tới đón hắn tới nhà làm khách, còn nói bọn hắn đều là Hứa Thuần Lương Gia Gia, đều là người một nhà, cho nên lần này phải tất yếu gặp mặt một lần. Hứa Thuần Lương suy đoán đây hết thảy đều là Diệp Thanh Nhã an bài, nàng đến Đông Châu thời điểm, mình trong lúc vô tình nhắc lên Gia Gia ở kinh thành thăm bạn sự tình. Lúc đầu coi là Diệp Thanh Nhã đối chuyện ngoại giới cũng không chú ý, nghĩ không đến tâm tư của nàng như thế tinh tế tỉ mỉ. Hứa Trường Thiện trong điện thoại không nói thêm gì, kỳ thật hắn lúc đầu không muốn tới quấy rầy Diệp gia, bởi vì trước đây cùng Kiều lão gặp nhau cũng không thoải mái, Kiều lão mặc dù thái độ đối với hắn phi thường nhiệt tình,
nhưng là Hứa Trường Thiện vẫn có thể cảm giác được Kiều lão đối đãi bọn nhỏ chuyện tình cảm có chút hờ hững. Hứa Trường Thiện cho rằng dẫn đến hai đứa bé chia tay nguyên nhân căn bản vẫn là giai tầng khác biệt. Diệp gia là cùng Kiều gia cùng một giai tầng tồn tại, nếu như không phải Diệp lão nhiệt tình mời, lại phái Diệp Thanh Nhã tự mình đến đón hắn, Hứa Trường Thiện là sẽ không tới chuyến này. Bất quá hắn không nghĩ tới đi vào sau người Diệp gia đối với hắn nhiệt tình như vậy, Diệp lão lại là như thế bình dị gần gũi. Hứa Trường Thiện trong điện thoại chỉ là nói cho cháu trai mình ở kinh thành phi thường vui vẻ, lại nhiều Diệp lão cái này bạn đánh cờ, hai người còn tương hỗ luận bàn ngũ cầm hí đâu. Hứa Thuần Lương trong lòng ấm áp, Diệp gia đối với chuyện này làm được đủ ý tứ, tôn trọng người nhà của hắn mới là đối với hắn lớn nhất tôn trọng, liền hướng về phía Diệp lão cách làm, nhận cái này ra ra không oan. Hứa Thuần Lương sáng sớm hôm sau liền đi Nguy Sơn Đảo, hắn cùng Tương Chí Minh đã nói trước, hắn trực tiếp đi Nguy Sơn Đảo chờ lấy, không muốn cùng theo thị lý thị sát đội ngũ cùng một chỗ, dù sao hắn hiện tại là bệnh truyền nhiễm viện. Đi vào Nguy Sơn Đảo bến tàu thời điểm, Trương Hải Đào đã mở ra Hiền Hồng Nông Trường Q7 ở nơi đó chờ lấy hắn. Hứa Thuần Lương mặc dù rời đi văn lữ cục, nhưng là cấp quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết trung tâm chỉ huy cũng không giải tán. Văn lữ cục cân nhắc đến Trương Hải Đào ngay tại chỗ quan hệ, đem hắn lưu dụng, Trương Hải Đào cũng không cho Hứa Thuần Lương mất mặt, công việc làm được cũng là nghiêm túc. Nghe nói Hứa Thuần Lương hôm nay tới, lúc đầu Vương Kim Vũ là muốn đi qua đón hắn, nhưng lâm thời nông trường có việc, liền cùng Trương Hải Đào nói một tiếng, Trương Hải Đào tranh thủ thời gian mở ra nông trường xe lại tới. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương, Trương Hải Đào cái mũi lại có chút chua, vẫn còn có chút cảm xúc, Hứa Trấn Trưởng, ta vẫn luôn muốn đi nhìn người, nhưng lại lo lắng người không muốn gặp ta. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ta có cái gì không muốn gặp ngươi? Ta lại không làm gì mất mặt xấu hổ sự tình. Trương Hải Đào nhanh đi mở cửa xe. Hứa Thuần Lương ngồi xuống, để hắn trước tiên đem mình đưa đến trấn chính phủ, rời đi Nguy Sơn Đảo thời gian mặc dù không tính là lâu, thế nhưng là trên đảo biến hóa không nhỏ. Đầu tiên là con đường tu không sai biệt lắm, biến sạch sẽ, ngay tại thi công công trường đều kéo vây cản. Hứa Thuần Lương nói cho Trương Hải Đào hôm nay thư ký mới muốn tới, may mình tới trước, không phải Trương Hải Đào mở chiếc xe này tới đón hắn cũng quá chiêu diêu, còn có đừng có lại gọi mình Hứa Trấn Trưởng. Hiện tại công việc của mình cương vị phát sinh biến động, hắn hiện tại đã không phải là Hồ Sơn Trấn Phó Trấn Trưởng, tự mình xưng hô như vậy ngược lại là không có gì, nhưng trước mặt người khác dạng này liền không tốt. Trương Hải Đào đổi giọng xưng hô hắn là Hứa chủ nhiệm, đem gần nhất Hồ Sơn Trấn phát sinh đại sự đơn giản tự thuật một chút, chẳng những khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện kiến thiết tốc độ kinh người, liền đại hằng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn cũng một lần nữa làm trở lại, bên kia cũng là khí thế ngất trời kiến thiết cảnh tượng. Minh Đức tập đoàn tài chính đúng chỗ về sau, đại hằng chủ đề công viên cũng tăng nhanh kiến thiết tốc độ, bộ phận trên nước hạng mục đã lắp đặt hoàn tất, đang tiến hành an toàn điều thử. Dựa theo kế hoạch cố gắng cuối tháng 7 có thể mở cửa bán, cấp quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết cuối cùng đi lên quỹ đạo. Hứa Thuần Lương tại trấn chính phủ xuống xe, Trương Hải Đào nói cho hắn biết Vương Kim Vũ hôm nay tương đối bận rộn, bất quá sắp xếp xong xuôi tiệc tối, Đông Nghiễm Sinh cũng sẽ có ghế. Đây cũng là cân nhắc đến giữa trưa Hứa Thuần Lương phải bồi cùng trọng yếu lãnh đạo, coi như an bài, hắn cũng chưa chắc rút đến xuất thân. Hứa Thuần Lương cũng có một đoạn thời gian không có đến đây, quyết định nay trễ không đi, sáng sớm ngày mai lại trở về, Đông Nghiễm Sinh nếu biết chính mình tới, không bồi hắn ăn bữa cơm nhưng không thể nào nói nổi. Hứa Thuần Lương bên này xuống xe, bên kia Tần Chính Dương liền chạy tới, nhiệt tình nắm chặt Hứa Thuần Lương tay, Thuần Lương, như thế sớm a. Hứa Thuần Lương cười nói, Tần bí thư tốt, tới đánh cái tiền trạm. Tần Chính Dương mời hắn tới phòng làm việc ngồi, trên đường đi gặp được không ít lão đồng sự, nhìn thấy Hứa Thuần Lương đều cười chào hỏi, Hứa Thuần Lương thế mà không có sinh ra người đi trà lạnh cảm giác, đương nhiên đây cũng là bởi vì Tần Chính Dương tại Hứa Thuần Lương bên người cùng đi nguyên nhân. Dựa theo thị lý sắp xếp thời gian, Uông bí thư một nhóm đại khái tại 10 rưỡi sáng đến, thời gian còn sớm, Tần Chính Dương cũng không có tận lực chuẩn bị. Chỉ là căn dặn mọi người riêng phần mình đều thủ vững tốt cương vị của mình. Rót một chén trà đặt ở Hứa Thuần Lương trước mặt, Tần Chính Dương cảm khái nói, nghĩ không ra Uông bí thư mới vừa lên đảm nhiệm liền đến Nguy Sơn Đảo. Hứa Thuần Lương nói, chứng minh Uông bí thư đối cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu kiến thiết là phi thường chú ý. Hứa Thuần Lương hỏi Tần Chính Dương suy tính được thế nào, Tần Chính Dương đương nhiên muốn cho Uông Kiến Minh làm thư ký, chỉ là hắn vẫn cảm thấy chuyện này có chút không thực tế. Giống Uông Kiến Minh dạng này cấp bậc tại thư ký lựa chọn bên trên khẳng định là tương đương thận trọng, coi như hắn đối Tương Chí Minh không hài lòng, cũng không có khả năng đến phiên mình, người cạnh tranh không nên quá nhiều,
mà lại trước đây hắn cùng Uông Bí Thư chưa từng có bất luận cái gì tiếp xúc, Hứa Thuần Lương đi qua hoàn toàn chính xác có thể tại Chu Thư Ký trước mặt nói chuyện, nhưng bây giờ Đông Châu đã là Uông Bí Thư đương gia, nếu như bọn hắn quan hệ của hai người không tệ, Hứa Thuần Lương cũng sẽ không bị thanh lui về nguyên đơn vị. Tần Chính Dương chỉ nói mình đối công việc bây giờ còn tương đối hài lòng, kỳ thật đoạn thời gian gần nhất công việc coi như thuận lợi, quấy nhiễu hắn hai vấn đề khó khăn không nhỏ đều đã được đến giải quyết, tiếp tục lưu lại Hồ Sơn Trấn đạp an tâm thật kiền tới mấy năm, lấy năng lực của hắn cũng có thể đi lên một bước. Hứa Thuần Lương nhắc lên chuyện này trước đó, Tần Chính Dương nghĩ đến kế tiếp điểm dừng chân cũng chính là lấy sau tiến nhập huyện khu cấp ban lãnh đạo. Cho người đứng đầu làm thư ký, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, cảm thấy kia là thiên phương dạ đàm. Hứa Thuần Lương cũng không có cảm thấy là thiên phương dạ đàm, liền hắn đều có thể nhìn ra Tương Chí Minh vô luận cách cục năng lực vẫn còn đều tồn đang vấn đề, lại càng không cần phải nói Uông Kiến Minh. Hiện tại là cái cơ hội tốt nhất, Uông Kiến Minh nếu như nhận cùng Tần Chính Dương năng lực, lại thêm Diệp Thanh Nhã trợ giúp, Tần Chính Dương thay vào đó khả năng cực lớn. Tần Chính Dương trò chuyện khởi khu công nghệ cao gần nhất cấp lãnh đạo biến động rất lớn, Chu thư ký đi qua thư ký Trương Tùng hiện tại đi khu công nghệ cao đảm nhiệm quản ủy hội chủ nhiệm kiêm đảng công quan lớn. Hứa Thuần Lương nghe nói về sau trong lòng thầm nghĩ, đều nói tan đàn xẻ nghé, tiền nhiệm lãnh đạo thư ký bình thường tại lãnh đạo rời chức sau không có khả năng thu hoạch được trọng dụng, mà Trương Tùng lại phá vỡ cái này một ma chú, chứng minh người này vẫn là có bản lĩnh, đồng thời cũng tồn tại một loại khả năng, đó chính là Chu thư ký rời đi Đông Châu trong chuyện này, Trương Tùng nhưng có thể tạo được tác dụng nhất định. Tần Chính Dương cách nhìn cùng Hứa Thuần Lương giống nhau, nhạc phụ của hắn nhận biết Trương Tùng, lúc đầu muốn thông qua cái này quan hệ đem hắn điều đi khu công nghệ cao, Tần Chính Dương thận trọng suy nghĩ một chút về sau, vẫn là quyết định từ bỏ cái này cơ hội, nếu như Trương Tùng coi là thật phản bội qua Chu thư ký, như vậy dạng này người nhất định là đi không xa, ta cùng ngươi bấu víu quan hệ có lẽ có thể có được ngắn hạn lợi ích, nhưng là lâu dài đến xem cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. 10 giờ sáng, Tần Chính Dương tuyển chọn tỉ mỉ 5 tên thành viên ban ngành cùng Hứa Thuần Lương cùng đi đến bến tàu nghênh đón Uông Bí Thư một nhóm, người quá ít lộ ra vắng vẻ, đối lãnh đạo thị sát công việc không đủ coi trọng, quá nhiều người lại lộ ra tận lực, thiết thực lãnh đạo bình thường không thích loại này hưng sư động chúng tràng diện. Cùng đi Uông Bí Thư tới khảo sát có mười mấy người, lần này Bí Thư cũng không để cho người ta thông chi Nguy Sơn huyện, mặc dù Tần Chính Dương thông lệ hướng trong huyện làm báo cáo, nhưng là trong huyện lãnh đạo cũng không dám lộ diện. Thư ký mới vừa tới, đối tính tình của hắn còn đoán không ra, tại không có đạt được thông báo tình huống dưới mạo nhiên tiến đến Nguy Sơn đảo nói không chừng sẽ còn để lãnh đạo không cao hứng. Uông Kiến Minh hôm nay một thân thường phục, mới vừa tới đến trên bến tàu, liền bắt đầu mưa. Tương Chí Minh tranh thủ thời gian bung dù, muốn vì Uông Kiến Minh che mưa, Uông Kiến Minh thấp giọng nói, không cần. Hắn cũng không muốn người khác dùng dạng này ảnh chụp đến chế tạo văn chương. Tần Chính Dương nhanh chân nghênh đón tiếp lấy, hắn nhìn qua dự báo thời tiết, cũng trước đó chuẩn bị dù che mưa, cho đến đây mỗi vị lãnh đạo phân phát một đem cây dù, kỳ thật mưa không tính lớn. Tần Chính Dương tự mình tướng dù đưa cho Uông Kiến Minh, Uông Bí Thư, ta là Hồ Sơn Trấn người phụ trách Tần Chính Dương. Uông Kiến Minh đánh giá Tần Chính Dương, mỉm cười nói, ta đột nhiên quyết định tới xem một chút không có có ảnh hưởng đến các ngươi công việc bình thường a. Tần Chính Dương lắc đầu nói, không có. Chúng ta vẫn luôn tại trông mong Uông Bí Thư tới xem một chút, cho chúng ta chỉ điểm phát triển phương hướng đâu. Uông Kiến Minh trong lòng tự nhủ cái này Tần Chính Dương vẫn là rất biết cách nói chuyện, ánh mắt rơi đang giúp đỡ phát dù Hứa Thuần Lương trên thân, tiểu Hứa, ngươi làm sao không theo đại bộ đội cùng một chỗ tới a? Hứa Thuần Lương cười nói, Uông Bí Thư ta trước tới thông gió báo tin tức a. Uông Kiến Minh cười ha ha, hướng Tương Chí Minh nói, Tưởng Thư Ký, ngươi là thế nào truyền đạt? Tương Chí Minh nói, ta chính là dựa theo chỉ thị của ngài truyền đạt. Hiện tại tất cả mọi người đã nhìn ra, Uông Kiến Minh cùng Hứa Thuần Lương là quen thuộc, Tương Chí Minh trong lòng càng thấp thỏm, Hứa Thuần Lương sẽ không phải thật đem từ mình cho đỉnh a. Tần Chính Dương âm thầm mừng rỡ, Hứa Thuần Lương không có nói ngoa, hắn cùng Uông Bí Thư rất quen, chẳng lẽ mình thật có hy vọng lên làm Bí Thư thư ký. Tần Chính Dương nói, Uông Bí Thư, người tính trước nhìn địa phương nào? Uông Kiến Minh nói, khách theo chủ liền, ngươi nhìn xem an bài đi. Tần Chính Dương trước hết mời những người lãnh đạo lên xe, vòng xoay một tuần, để đến đây khảo sát những người lãnh đạo làm quen một chút Nguy Sơn đảo toàn cảnh, dọc đường khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện thời điểm, Tần Chính Dương giới thiệu đây là tại xây khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện. Uông Kiến Minh đưa ra vào xem, ô tô lái vào bản mẫu làm mẫu khu, có người sớm thông chi người phụ trách nơi này,
trước mắt phụ trách bên này công trình chính là Vương Phương Điền. Tần Chính Dương hướng Uông Kiến Minh giới thiệu, cái này một công trình từ chủ hoạch kiến lập đến thi công đều là Hứa Thuần Lương bày ra cũng tham dự, Hứa Thuần Lương đối tình huống nơi này quen thuộc nhất, vẫn là để Hứa Thuần Lương giới thiệu. Giữa bằng hữu liền nên tương hỗ thành tựu, Hứa Thuần Lương trợ giúp mình cũng không thể đoạt công lao của hắn, tại nhiều như vậy trước mặt lãnh đạo cường điệu Hứa Thuần Lương cống hiến, cũng là đối Hứa Thuần Lương hồi trước lọt vào bất công đối đợi một loại lên tiếng ủng hộ. Hứa Thuần Lương thuyết minh sơ qua một chút hạng mục kiếp trước kiếp này, tự nhiên vừa hung ác đạp Hoa Niên tập đoàn hai cước. Uông Kiến Minh nghe nói Hoa Niên không những không có đầu tư, cuối cùng còn bộ đi 2 ức chuyển nhượng phí, không khỏi nhíu mày, những năm gần đây, tình trạng như vậy nhìn mãi quen mắt, chui quốc gia chỗ trống, đào chủ nghĩa xã hội góc tường, loại hành vi này chính là tay không bắt sói, nhất định phải tra rõ, Đông Châu phạm vi bên trong quyết không cho phép hiện tượng như vậy tồn tại. Uông Kiến Minh lời nói này trịch địa hữu thanh, hộ tống khảo sát bọn thuộc hạ lắng ngắt như tờ, Hứa Thuần Lương tiểu tử này là thực có can đảm a, đây là trước mặt mọi người cáo trạng, Hoa Niên tập đoàn khẳng định là đắc tội hắn. Uông Kiến Minh đi công nhìn, đối trước mắt kiến thiết đồng hồ tốc độ bày ra hài lòng, cho rằng khỏe mạnh dưỡng lão phương hướng không sai, nhưng là nhất định phải chú ý bảo hộ lão bách tính bản thân lợi ích, phổ thông lão bách tính để giành được điểm dưỡng lão tiền không dễ dàng, mà lại những người lớn tuổi này là trên xã hội yếu thế quần thể, nơi đó chính phủ nhất định phải tăng cường giám thị, tướng duy hộ quyền lợi của bọn hắn rơi xuống thực chỗ. Đại Hằng bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn cùng khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục tính chất cùng loại. Uông Kiến Minh liền không có đi công trường, ở trên xe nhìn tiểu trấn quy mô, cường điệu gần nhất phòng xí bạo lôi không ngừng, tăng cường tài chính giám thị, phòng ngừa bọn hắn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, bảo đảm công trình chất lượng cùng thi công tiến độ. Tần Chính Dương nghiệp vụ năng lực rất mạnh, vô luận Uông Kiến Minh nói ra vấn đề gì, hắn đều có thể ngay đầu tiên làm ra chính xác trả lời, cái này khiến Uông Kiến Minh phi thường hài lòng. Sau đó bọn hắn đi Đại Hằng chủ đề công viên kiến thiết khu. Uông Kiến Minh đưa ra 2 vấn đề, một là kỳ hạn công trình, dựa theo lúc đầu hợp đồng, chủ đề nhạc viên chỉnh thể hoàn thành hẳn là qua sang năm trước cuối năm, trên nước chủ đề nhạc viên làm xong ngày nên là tháng 5, từ trước mắt tiến độ đến xem, làm xong ngày khẳng định là muốn chỉ hoãn. Còn có một vấn đề chính là quy hoạch, Đại Hằng tập đoàn 2 độ sửa lại chủ đề nhạc viên quy hoạch, hiện tại chủ đề công viên khu diện tích so ban sơ rút nhỏ 1/3, ngay trước Đại Hằng tập đoàn Nguy Sơn đảo sự nghiệp bộ phụ trách người trước mặt. Uông Kiến Minh không khách khí chút nào vạch đây chính là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, giảm bớt chủ đề công viên diện tích, gia tăng thương phẩm nơi ở diện tích, quy hoạch dạng này biến động là như thế nào thu hoạch được thông qua. Uông Kiến Minh yêu cầu Đại Hằng tập đoàn phương diện nhất định phải làm ra giải thích, hắn để ngành tương quan đối Đại Hằng quy hoạch biến động tiến hành một lần nữa xét duyệt, nếu như Đại Hằng phương diện không cách nào làm ra giải thích hợp lý, như vậy hắn sẽ truy cứu Đại Hằng tập đoàn trách nhiệm. Tần Chính Dương chỉ là Hồ Sơn trấn người phụ trách, hắn nhưng lưng không dậy nổi như thế lớn nổi, Đại Hằng tập đoàn quy hoạch biến động hắn mặc dù cũng ký tên, nhưng vậy cũng là thượng cấp bộ môn định ra đến về sau đi cái đi ngang qua sân khấu, nhưng khi lấy nhiều người như vậy trước mặt, Tần Chính Dương mặt mũi cũng có chút không nhịn được. Kỳ thật Tần Chính Dương đối Đại Hằng tập đoàn sửa đổi quy hoạch thu nhỏ chủ đề công viên diện tích cách làm cũng phi thường khó chịu, hắn muốn ngăn cản, nhưng là vượt ra khỏi quyền lực của hắn phạm vi. Uông Bí Thư nổi giận thời điểm, Tần Chính Dương cúi cái đầu, chỉ có thể thừa nhận công việc của mình thất trách. Bất quá hôm nay đi theo Uông Kiến Minh cùng đi đến còn có quy hoạch cục xây dựng người phụ trách, còn có trong thành phố phân công quản lý lãnh đạo, bọn hắn so Tần Chính Dương càng thêm thấp thỏm, đã suy nghĩ tướng cái này nổi nấu hướng Chu Thư Ký trên thân chụp, dù sao Chu Thư Ký đã đi trong tỉnh, hiện tại thực quyền không nhiều bằng lúc trước. Mưa so xuống thuyền thời điểm lớn hơn rất nhiều. Bất quá Uông Kiến Minh vẫn là không có bung dù, hắn không bung dù, người khác cũng không tiện bung dù, nghiêng gió mưa phùn rất nhanh liền đem trên thân cho làm cho chiều hồ hồ. Không ít tâm tình của người ta cũng không trên không dưới, vị này thư ký mới giỏi về phát hiện vấn đề, nghĩ ở trước mặt hắn hổ lộng qua nhưng không dễ dàng như vậy. Lúc đầu Hiển Hồng nông trường cũng không tại Uông Kiến Minh thị sát phạm vi bên trong, dựa theo trước đó cho ra quá trình. Uông thư ký thị sát xong Đại Hằng chủ đề nhạc viên sẽ đi trấn chính phủ mở một hội nghị, nhằm vào tồn tại vấn đề tiến hành lấy luật, nhưng Uông Kiến Minh đang khảo sát Đại Hằng về sau đường tắt Hiển Hồng nông trường thời điểm đặc biệt hỏi một câu đây là địa phương nào. Tần Chính Dương báo cáo nói, nơi này chính là Nguy Sơn đảo Hiển Hồng nông trường, từ nơi đó chứ danh nông dân xí nghiệp ra Đông Nghiễm Sinh một tay khởi đầu. Uông Kiến Minh biểu thị muốn đi nông trường nhìn xem, Tần Chính Dương lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị cho Vương Kim Vũ gọi điện thoại.
nói cho hắn biết muốn đi qua khảo sát để hắn làm tiếp đãi chu đáo chuẩn bị. Tại Nguy Sơn đảo kiến thiết cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu trước đó, Hiển Hồng nông trường có thể nói là trên đảo bề ngoài đảm đương, phàm là cấp trên đến khảo sát đều sẽ đi Hiển Hồng nông trường, bất quá bây giờ theo từng cái cỡ lớn xí nghiệp cùng nhà đầu tư vào ở, Hiển Hồng nông trường cũng đã mất đi ngày xưa quang hoàn. Căn cứ tương lai quy hoạch, Hiển Hồng nông trường thổ địa cũng tại thu thập phạm vi bên trong, có thể đoán được, về sau nông trường thổ địa lại không ngừng thu nhỏ. Đồng Nghiễm Sinh đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ, cũng không thể độn lấy thổ địa không khai phá. Cho nên gần nhất hắn đã bắt đầu tại Cổ Tuyền trấn cầm địa, tiến hành trọng tâm chuyển di, nhìn tình hình bây giờ, hắn về sau có thể bảo trụ hiện hữu thổ địa 1/3 cũng không tệ rồi. Đương nhiên chính phủ cũng không có bạc đãi hắn, sẽ đưa cho hắn một bút không ít tiền đền bù. Đồng Nghiễm Sinh từ khi nhi tử trở về sau, cả người trở nên bình hòa rất nhiều, đổi thành đi qua ai lấy đi thổ địa của hắn cùng cầm mệnh của hắn không sai biệt lắm, nhưng bây giờ hắn đã sớm coi nhẹ hết thảy, tiền tài chính là vật ngoài thân, người một nhà có thể đoàn tập hợp một chỗ mới là hạnh phúc lớn nhất, Đồng Nghiễm Sinh sớm liền có thể công thành lui thân, sở dĩ không hề từ bỏ Hiển Hồng nông trường cũng là bởi vì nông trường còn có không ít người muốn nuôi gia đình, nếu là hắn khoanh tay đứng nhìn, những người này liền sẽ thất nghiệp. Uông Kiến Minh lại ngăn trở Tần Chính Dương. Hắn hướng Hứa Thuần Lương nói, tiểu Hứa, ngươi theo giúp ta qua xem một chút đi, liền hai người chúng ta, không cần kinh động nông trường phương diện. Người chung quanh đều nghe được, Uông thư ký đây là ý gì? Đây là dự định cải trang vi hành sao, còn chuyên môn cường điệu để Hứa Thuần Lương bồi tiếp đi qua. Tất cả mọi người trong lòng nhất là thấp thỏm chính là Tương Chí Minh, song, Uông thư ký cùng Hứa Thuần Lương quan hệ quá mật thiết, mình 8/9 muốn bị loại. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Liền dựa vào Uông thư ký ý tứ, để lái xe đem bọn hắn đặt ở cửa nông trường, hai người cùng đi vào. Hứa Thuần Lương không biết Uông Kiến Minh trong hồ lô muốn làm cái gì, dù sao người ta là lãnh đạo, hắn muốn làm gì mình chỉ có thể bồi tiếp. Uông Kiến Minh lúc này chống lên dù, đưa mắt nhìn qua phía trước nói, Hiển Hồng nông trường quy mô không nhỏ a. Hứa Thuần Lương nói, Nguy Sơn đảo đi qua nghèo rất mồng tơi a, dân bản xứ hơn phân nửa đều là đánh cá mà sống, có rất ít người trồng trọt. Hiển Hồng nông trường là cái thứ nhất dẫn đầu lão bách tính làm quy mô trồng, quy mô nuôi dưỡng, là kéo theo phương kinh tế làm ra tương đối quan trọng tác dụng. Uông Kiến Minh nở nụ cười, người cùng Hiển Hồng nông trường rất quen sao? Hứa Thuần Lương gật đầu nói, rất quen thuộc. Uông Kiến Minh nói, nơi này khởi đầu người gọi Đông Nghiễm Sinh a. Hứa Thuần Lương nói, người cũng đã được nghe nói tên của hắn. Uông Kiến Minh nói, đại anh hùng nha, hắn có hay không tại? Hứa Thuần Lương nói tại, ngẩng đầu nhìn thấy nơi xa bên hồ trên đồng cỏ hai tiểu hài tử ngay tại đá bóng, một cái là Đông Niệm Tổ, một cái là Hoàng Tử Thuần, đứa nhỏ này vốn là hoàng tứ bà tôn nữ, về sau bị Đông gia thu dưỡng, hiện tại hai đứa bé đều nghỉ, trong khoảng thời gian này liền ở tại Hiển Hồng nông trường. Đông Nghiễm Sinh ngồi tại xe điện bên trong, nhìn qua hai đứa bé, lớn tiếng nói, đừng đùa, lên xe, mưa lớn. Hiện tại Đông Nghiễm Sinh lớn nhất hứng thú chính là bồi tiếp bọn nhỏ chơi đùa. Hứa Thuần Lương cất giọng nói, Đông Thúc. Đông Nghiễm Sinh nheo mắt lại theo tiếng xem ra, hắn đương nhiên nhận ra Hứa Thuần Lương, bất quá Hứa Thuần Lương bên người cái kia hắn cũng không nhận ra. Đông Nghiễm Sinh mở ra xe điện nghênh đón, Thuần Lương, người hôm nay không phải có tiếp đợi nhiệm vụ sao? Hứa Thuần Lương nói, vừa vặn đi ngang qua, trước tới xem một chút người. Đông Nghiễm Sinh xe chạy tới trước mặt bọn hắn. Hô, lên xe, mưa lớn. Uông Kiến Minh cùng Hứa Thuần Lương lên xe, chiếc này xe điện cũng là tứ phía gió lùa, bởi vì Uông Kiến Minh trước đó đã thông báo, cho nên Hứa Thuần Lương không có làm rõ thân phận của hắn, chỉ nói Uông Kiến Minh là bằng hữu của mình. Đông Nghiễm Sinh cảm giác Uông Kiến Minh có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời không nhớ tới ở nơi nào gặp qua, lại mở ra xe điện đem hai cái tiểu gia hỏa cho hống lên xe. Hai đứa bé nhìn thấy Hứa Thuần Lương đều cùng hắn đặc biệt thân. Một trái một phải nắm lấy tay của hắn bá 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 nói không ngừng. Uông Kiến Minh cũng không có bất kỳ cái gì kiểu cách nhà quan, ngồi tại Đông Nghiễm Sinh bên cạnh nói, Đông Tổng, người cái này nông trường cũng không nhỏ a. Đông Nghiễm Sinh cười nói, ta trước kia tới thời điểm tất cả đều là hoang sơn dã lĩnh, Nguy Sơn đảo giao thông không tiện, vận chuyển chi phí cao, ai sẽ tới đây đầu tư, ai, thế giới này biến hóa quá nhanh, nghĩ không ra năm đó cái này chim không gảy phân địa phương thế mà thành đầu tư nóng thổ. Uông Kiến Minh nở nụ cười, Đông Tổng đối Nguy Sơn đảo tương lai thấy thế nào? Đông Nghiễm Sinh nói, thực không dám giấu giếm a, ta làm sinh trưởng ở địa phương dân bản xứ, đã ngóng nhìn Nguy Sơn đảo phi tốc phát triển lại sợ phát triển.
Uông Kiến Minh nói, kỳ vọng quê quán trở nên càng ngày càng tốt, lại lo lắng phát triển mang cho tòa hòn đảo này biến hóa quá lớn, đã mất đi lúc đầu phong mạo. Đông Nghiễm Sinh nhìn Uông Kiến Minh một chút, tiểu Uông, người cái này sức hiểu biết có thể a. Uông Kiến Minh cười nói, tạ ơn Đông Tổng khích lệ. Ngồi ở phía sau Hứa Thuần Lương có chút muốn cười, Đông Nghiễm Sinh nếu như biết ngồi ở bên cạnh hắn chính là thư ký mới, sợ sẽ không như thế xưng hô người ta. Đông Nghiễm Sinh nói, đừng Đông Tổng dài Đông Tổng ngắn, ngươi là Thuần Lương bằng hữu, liền giống như hắn gọi ta âm thanh Đông Thúc chứ sao. Hứa Thuần Lương ho khan một tiếng, cái này giống như có chút không ổn đâu. Uông Kiến Minh ngược lại không có cảm thấy có gì không ổn, Đông Thúc, ta nghe Thuần Lương nói người quá khứ là chiến đấu anh hùng. Hứa Thuần Lương cũng không có đã nói với hắn, đoán chừng Uông Kiến Minh việc của mình trước làm qua điều tra. Đông Nghiễm Sinh nói, kia không tính là gì, ai cũng không phải sinh ra tới liền muốn làm anh hùng, bảo vệ quốc gia là nghĩa vụ của chúng ta, trên chiến trường anh dũng giết địch đó là chúng ta phải làm, anh hùng, ha ha, sống sót những người này thành anh hùng, người đã chết đều biến thành liệt sĩ, chân chính anh hùng là ta những cái kia hy sinh bọn chiến hữu. Xe điện đi thẳng tới cửa biệt thự, Đông Nghiễm Sinh để hai đứa bé đi tắm trước thay quần áo, thỉnh khách nhân ngồi xuống, tự mình cho bọn hắn pha ấm phổ nhị. Uông Kiến Minh phẩm miệng phổ nhị trà nói, Đông Thúc, người có cái trà nhà máy tại Điền Nam. Đông Nghiễm Sinh nói, ta cầm xuống cái kia trà nhà máy cũng coi là cơ duyên xảo hợp đi. Hắn nhìn qua Uông Kiến Minh nói, tiểu Uông, người ở nơi nào a? Uông Kiến Minh nói, quê quán Tương Tây. Đông Nghiễm Sinh nhẹ gật đầu, Tương Tây a. Người đi qua. Đông Nghiễm Sinh gật đầu nói, đi qua một lần. Người có bằng hữu ở nơi đó sao? Đông Nghiễm Sinh nói, là ta chính ủy, hắn cũng họ Uông, hy sinh tại người Âm Sơn trong chiến dịch, tôn trọng người nhà của hắn ý nguyện, đem cho cốt của hắn mang đến cố hương an táng, lúc ấy là ta cùng một vị khác chiến hữu đưa qua đi. Hứa Thuần Lương trong lòng hơi động, vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy Uông Kiến Minh một mình đến đây Hiển Hồng nông trường có chút kỳ quái, nghe hắn cùng Đông Nghiễm Sinh đối thoại, chợt nhớ tới, Uông Kiến Minh phụ thân Uông Chính Nghĩa chính là hy sinh tại người Âm núi trong chiến dịch. Chẳng lẽ Đông Nghiễm Sinh trong miệng chính ủy chính là hắn? Uông Kiến Minh từ trong túi lấy ra một con dùng vỏ đạn chế thành đồng chạm canh gác, nhẹ nhẹ đặt ở Đông Nghiễm Sinh trước mặt. Đông Nghiễm Sinh nhìn thấy cái này cái còi, bờ môi không tự chủ được nhếch lên, hắn vươn tay cầm lên cái kia thanh cái còi, nhìn một chút phía trên khắc chữ, Đông Nghiễm Sinh bờ môi run rẩy lên, ngẩng đầu nhìn Uông Kiến Minh, khó trách từ mình tại nhìn thấy hắn lần đầu tiên đã cảm thấy quen mặt, quá giống, hắn quá như chính mình chính ủy. Đông Nghiễm Sinh nói, ngươi là Quang Minh. Uông Kiến Minh nhũ danh là Quang Minh, ngoại trừ người nhà bên ngoài rất ít người biết, Uông Kiến Minh gật đầu nói, Đông Thúc, là ta. Đông Nghiễm Sinh duỗi ra hai tay dùng sức bắt lấy Uông Kiến Minh bả vai, như thế dùng sức, bắt được Uông Kiến Minh đều cảm thấy có chút thịt đau. Đông Nghiễm Sinh kích động nói, hảo tiểu tử, ngươi nhiều năm như vậy đều đi nơi nào. Ngươi biết không biết, ta về sau đi Tương Tây tìm ngươi, nghe nói ngươi đi Kinh Thành. Về sau liền không còn có tin tức của ngươi. Uông Kiến Minh nói, Đông Thúc, cha ta hy sinh không lâu sau, mẹ ta cũng qua đời, ta đi Kinh Thành nhà ra ra bên trong, ta cũng là hai năm này mới đến tin tức của ngài. Đông Nghiễm Sinh nhìn qua Uông Kiến Minh vành mắt đều đỏ, hài tử, nhìn thấy ngươi trưởng thành ta thật cao hứng, nhanh nói cho ta một chút, ngươi những năm này đều đi nơi nào? Hiện đang làm công việc gì? Kết hôn chưa? Có oa nhi không có? Hứa Thuần Lương thầm than cái này quanh đi quẩn lại, nghĩ không ra còn có cái tầng quan hệ này đâu, Uông Kiến Minh giấu cũng đủ sâu, nói cái gì đến Hiển Hồng nông trường khảo sát, kỳ thật chính là tới tiếp hắn Đông Thúc, khó trách không để cho hắn người theo tới, hắn là không muốn người khác biết cùng Đông Nghiễm Sinh cái tầng quan hệ này. Để cho mình bồi tiếp tới, liền chứng minh hắn tín nhiệm chính mình. Hứa Thuần Lương cũng không có quấy giày hai người bọn hắn ôn chuyện, đi hống hai cái tiểu hài chơi, tỉnh đến bọn họ chạy tới quấy giày. Uông Kiến Minh lại không giấu giếm, tướng mình những năm này kinh lịch cùng công việc bây giờ nói cho Đông Nghiễm Sinh. Đông Nghiễm Sinh nghe nói hắn hiện tại thành Đông Châu thị người đứng đầu, trong lòng càng là vui mừng, chính ủy nếu là biết con của hắn có tiến bộ như vậy, cũng có thể mỉm cười cửu tuyên. Đông Nghiễm Sinh gặp được con của cố nhân, trong lòng kích động dị thường, hắn lập tức an bài chuẩn bị cơm trưa, phải thật tốt chiêu đãi Uông Kiến Minh. Uông Kiến Minh nói cho Đông Nghiễm Sinh hôm nay là không thể lưu lại tới ăn cơm. Hắn đến Nguy Sơn đảo nhiệm vụ là khảo sát, còn có thật nhiều đồng chí đang chờ, giữa trưa nhất định phải tại trong trấn ăn công việc bữa ăn. Đông Nghiễm Sinh biết hắn thân phận bây giờ không hề tầm thường, cũng không tốt ép ở lại,
để Uông Kiến Minh gần nhất bớt thời gian mang người nhà cùng một chỗ tới làm khách. Uông Kiến Minh sảng khoái đáp ứng. Hứa Thuần Lương chờ bọn hắn trò chuyện không sai biệt lắm, mở ra nông trường Land Rover Range Rover mang theo Uông Kiến Minh trở về trong trấn. Rời đi nông trường về sau, mưa không thấy nhỏ xu thế ngược lại càng lúc càng lớn, Uông Kiến Minh nói, tiểu Hứa, chúng ta qua trước khi đến ta còn không dám xác định Đông Nghiễm Sinh chính là ta Đông Thúc, cho nên không có sớm nói cho ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, kia cái còi là hắn cho ngài làm. Uông Kiến Minh nói, Đông Thúc hộ tống cha ta cho cốt về nhà, ta chịu không được sự đả kích này, hắn bồi ta một tuần lễ, cái này đồng chạm canh gác, là năm đó cha ta ở tiền tuyến làm cho ta, dùng vỏ đạn cho ta làm cái này cái còi, còn chưa kịp giao cho ta, Đông Thúc chuyên môn đem cái còi mang theo trở về, ta vẫn luôn giữ ở bên người, mỗi khi muốn ta tra thời điểm ta liền sẽ thổi lên đồng chạm canh gác, Đông Thúc nói qua, ta mỗi lần thổi lên cái còi thời điểm, cha ta liền sẽ tới nhìn ta. Nói đến đây, Uông Kiến Minh hai mắt có chút ẩm ướt, mặc dù trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng hắn vẫn không cách nào quên phụ thân của mình. Hứa Thuần Lương cũng bị Uông gia tình phụ tử cảm động, nói khẽ Uông thư ký người khi còn bé nhất định nếm qua không ít khổ a. Uông Kiến Minh nói, có lẽ đều là trưởng thành đại giới đi. Hắn nhìn qua bên ngoài mông lung cảnh vật, một lát sau lại nói, người đối trước mắt công việc hài lòng không? Hứa Thuần Lương nói, còn tốt. Uông Kiến Minh nói, có suy nghĩ hay không qua đổi cái hoàn cảnh, tỉ như đến bên cạnh ta công việc. Hứa Thuần Lương có chút ngoài ý muốn, Uông Kiến Minh thế mà chủ động hướng mình ném tới cành ô liu. Hứa Thuần Lương nói, Uông thư ký, người bên người không phải đã có thư ký rồi. Uông Kiến Minh nở nụ cười, hắn không thích hợp, câu nói này liền mang ý nghĩa Tương Chí Minh triệt để bị loại. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ hắn không thích hợp, ta cũng chưa chắc thích hợp. Đoán chừng Diệp Thanh Nhã vẫn là giúp chính mình nói chuyện, Uông Kiến Minh hẳn là thưởng thức mình, nhưng là trong đó cũng có tình thành phần, không phải lấy Uông Kiến Minh ổn nặng phong cách, khẳng định còn muốn quan sát một đoạn thời gian. Hứa Thuần Lương nói, Uông thư ký, kỳ thật chuyện này không tới phiên ta cho ý kiến, ta ngược lại thật ra có cái người thích hợp đề cử, người nếu là cảm thấy không ổn, ta liền không nói. Uông Kiến Minh cười nói, để ta đoán một chút, người nghĩ đề cử Tần Chính Dương có đúng hay không? Hứa Thuần Lương nói, tại Uông thư ký trước mặt ta liền thừa nước đục thả câu cơ hội đều không có. Uông Kiến Minh nói, ta nhớ kỹ, quay đầu ta lại tổng hợp tìm hiểu một chút, hắn hẳn là so Tương Chí Minh mạnh hơn rất nhiều. Hứa Thuần Lương nghe xong liền biết chuyện này có cửa, bên người thư ký cái này chức vị phi thường trọng yếu, Uông Kiến Minh chịu chắc chắn lúc gần đây bên trong giải quyết vấn đề này. Thị lý khảo sát đoàn sau khi đi, Tần Chính Dương cũng như chút được gánh nặng, nói đến kỳ quái. Uông Kiến Minh một nhóm vừa mới lên thuyền, mưa đã tạnh rồi. Hứa Thuần Lương cùng Tần Chính Dương vai sóng vai đứng tại trên bến tàu nhìn qua phà đi xa, Tần Chính Dương thở dài nhẹ nhõm. Hứa Thuần Lương nói, chúc mừng ngươi thuận lợi thông qua lãnh đạo kiểm duyệt. Tần Chính Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đa tạ huynh đệ giúp đỡ. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đừng vội lấy cảm ơn ta, Uông thư ký đối ngươi ấn tượng không tệ, ta đoán chừng gần đây ngươi sẽ tiếp vào điều lệnh. Làm tốt về Đông Châu chuẩn bị đi. Tần Chính Dương trong lòng trở nên kích động, nếu như có thể trở thành Uông Kiến Minh bên người thư ký, kia là hắn tha thiết ước mơ sự tình, nhưng cái này mộng biến thành sự thật trước đó còn chỉ có thể là mộng, hắn không dám xác định chuyện này có thể hay không phát sinh, hiện tại trong lòng tràn đầy chờ mong. Hứa Thuần Lương lại liên hệ Diệp Thanh Nhã để nàng không cần phải gấp gọi cú điện thoại này, không phải còn muốn thiếu Uông Kiến Minh một cái nhân tình, Hứa Thuần Lương có loại dự cảm. Uông Kiến Minh hẳn là thưởng thức Tần Chính Dương, coi như không có Diệp Thanh Nhã điện thoại, hắn đại khái suất cũng chọn dùng Tần Chính Dương tới lấy thay Tương Chí Minh. Hứa Thuần Lương cho rằng gần đây liền sẽ có mặt mày, hắn còn đánh giá thấp Uông Kiến Minh làm việc hiệu suất, Uông Kiến Minh trở về ngày thứ ba liền hạ đạt điều lệnh, để Tần Chính Dương đi phòng thư ký làm việc báo đến. Tần Chính Dương tiếp vào điều lệnh về sau, cả người đều đắm chìm trong lớn lao trong vui sướng, mặc dù hắn có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn là không nghĩ tới như thế thiên đại hảo sự thật rơi vào trên đầu của mình, Tần Chính Dương phi thường rõ ràng, mình sở dĩ có thể bị Uông thư ký chọn lựa tất cả đều là bởi vì Hứa Thuần Lương, có thể nói Hứa Thuần Lương chính là mạng hắn bên trong quý nhân, đương nhiên hắn hiện tại vẫn còn khảo hạch kỳ, có thể hay không đạt được Uông Kiến Minh nhận cùng còn phải xem bản thân hắn về sau công việc biểu hiện. Cho nên Tần Chính Dương tiếp vào thông chi về sau, tướng vui sướng trước tiên chia sẻ cho Hứa Thuần Lương mà không là lão bà của hắn. Hứa Thuần Lương biết được tin tức này về sau không có chút nào ngoài ý muốn, nếu như Uông Kiến Minh không chọn Tần Chính Dương mới kỳ quái,
hắn cũng tin tưởng Tần Chính Dương khẳng định sẽ làm tốt phần công tác này. Nhạc Tinh tập đoàn liên quan tới Ngụ Lại Đông Châu kiến thiết Trung Hàn sản nghiệp vườn đàm phán đã chính thức triển khai, có Tần Chính Dương cái này hữu lực nội tuyến, Hứa Thuần Lương trước tiên đạt được tương quan tin tức, quả nhiên, Nhạc Tinh tập đoàn dã tâm rất lớn, để mắt tới khu mỏ quặng lớn mảnh thổ địa, ở trong đó liền bao gồm bệnh truyền nhiễm viện cánh đồng. Tại Nhạc Tinh tập đoàn cường đại vốn liếng dưới, bệnh truyền nhiễm viện căn bản không có bất kỳ ưu thế có thể nói, bọn hắn là toàn ngạch cấp phát đơn vị, cần quốc gia tài chính bồi dưỡng. Mà Nhạc Tinh là muốn rèn đúc Trung Hàn sản nghiệp vườn, ném từ già khu mỏ quặng, đem toàn bộ lạc hậu già khu mỏ quặng chế tạo thành Đông Châu kinh tế dê đầu đàn. Dựa theo bình thường biện pháp, trong thành phố sẽ một lần nữa hoạch cho bọn hắn một khối thổ địa, thậm chí có thể nhiều cho bọn hắn một chút tài chính bên trên phụ cấp, để đổi lấy bọn hắn là Trung Hàn sản nghiệp vườn nhường đường. Trong thành phố mặc dù không có minh xác tỏ thái độ, nhưng là phân công quản lý lãnh đạo đã đem cục vệ sinh cùng tật khống lãnh đạo kêu lên trưng cầu ý kiến. Nghiêm Hồi Ý lòng nóng như lửa đốt, thật vất vả mới đưa kiến thiết dùng cho quay lại vuông vức tốt, cái này còn không có chính thức khởi công đâu, liền sinh ra khó khăn trắc trở. Viện ban lãnh đạo trong hội nghị, tất cả mọi người nhìn ra Nghiêm Hồi Ý lo nghĩ, bí thư Tôn Vi Dân chẳng những không có giống như bọn họ lo lắng, ngược lại cảm thấy có chút cười trên nỗi đau của người khác, từ khi Hứa Thuần Lương đi vào bệnh truyền nhiễm viện. Nghiêm Hồi Ý giống như được một thanh vô kiên bất tồi bảo đao, khắp nơi vung vẩy làm to chuyện, rất có bệnh truyền nhiễm viện bên trong ngoài ta còn ai tư thế. Nhân sinh nào có thuận buồm xuôi gió, hiện tại cọng rơm cứng mà xuất hiện, nếu như Nhạc Tinh cầm xuống già khu mỏ quặng thật trở thành hiện thực, như vậy ngươi nhất định phải làm người ta nhường đường, bệnh truyền nhiễm viện là quốc gia bỏ tiền kiến thiết, người ta Nhạc Tinh là tới đầu tư, bệnh truyền nhiễm viện xây cho dù tốt, tối đa cũng chính là kéo theo khu vực vệ sinh phòng dịch trình độ. Người ta Nhạc Tinh tập đoàn là trên quốc tế nổi danh tập đoàn, muốn xây cái này Trung Hàn sản nghiệp vườn có thể kéo theo toàn bộ khu mỏ quặng bay lên. Thậm chí có thể kéo theo toàn bộ Đông Châu phát triển kinh tế. Cả hai đều không phải là một cái lượng cấp, ai có thể mang cho Đông Châu lợi ích lớn hơn nữa đều rõ ràng, đồ đần cũng biết làm sao tuyển. Phó Viện trưởng Phan Tuấn Phong lo lắng nói, qua đi vào thành phố cho hai chúng ta khối tiến hành lựa chọn, một là khu mỏ quặng mảnh đất này. Còn có một mảnh đất tại công việc ở cảng khu tới gần lưu tập phụ cận, nếu như quyết định để chúng ta là bên trong Hàn sản nghiệp vườn nhượng bộ, chỉ sợ rất có thể đem lưu tập mảnh đất kia cho chúng ta. Đàm Duyệt lập tức đứng ra phản đối, không được nơi đó quá xa, cùng Hán huyện sát bên, chung quanh tất cả đều là nông thôn, phụ cận lớn nhất tổng hợp thể chính là nhà tang lễ. Vài người khác cũng nhao nhao phát biểu ý kiến của mình. Nghiêm Hồi Ý đưa ánh mắt về phía Tôn Vi Dân, Tôn Bí Thư, ngươi. Ngươi cũng nói một chút ý kiến. Tôn Vi Dân trong lòng thầm mắng, nguyên lai ngươi gọi ta Tôn Bí Thư thời điểm cũng có thể không cả lăm, chứng minh ngươi đi qua đều là có chủ tâm cố ý. Hắn lạnh nhạt nói, hiện ở trong thành phố đều không có đưa ra đổi chỗ sự tình, mọi người gấp thật sao? Phó Viện trưởng Triệu Hồng Hà nói, trong đám đã trưng cầu chúng ta ý kiến, cá nhân ta cảm thấy hẳn là chủ động tìm tới cấp nói rõ tình huống, khu mỏ quặng như thế lớn, cũng không kém chúng ta mảnh đất này a. Phan Tuấn Phong nói, mấu chốt là tương lai quy hoạch S2 tại chúng ta mảnh đất này trước có trạm điểm. Đàm Duyệt nói, trong bọn họ Hàn sản nghiệp vườn làm sản xuất mậu dịch, trạm xe lửa điểm đối bọn hắn tới nói dâu ria, nhưng là đối với chúng ta bệnh truyền nhiễm viện tới nói liền không đồng dạng, nếu thật là đem chúng ta cánh đồng đổi thành đến lưu tập đi, bệnh nhân làm sao vượt qua. Đây không phải là tương đương đem bệnh viện chúng ta triệt để biên duyến hóa sao. Tôn Vi Dân nói, ta có thể lý giải tâm tình của mọi người. Nhưng ta cảm thấy chuyện này gấp cũng vô dụng, nếu như bên trong thật ra ngoài Đông Châu toàn cục phát triển cân nhắc, để chúng ta làm ra một chút hy sinh cùng nhượng bộ, chúng ta cũng chỉ có thể phục tùng đúng hay không. Liền Phan Tuấn Phong cũng có thể cảm giác được Tôn Vi Dân đối với chuyện này lười biếng, thân là bệnh truyền nhiễm viện bí thư, thái độ này rõ ràng không có đem mình làm bệnh viện một phần tử. Phan Tuấn Phong nói Tôn Bí Thư, chúng ta không thể ngồi chờ chết a. Tại cố gắng của mọi người hạ bệnh truyền nhiễm viện thật vất vả mới có lần này bay lên phát triển cơ hội, nếu như chúng ta cái gì đều không làm, chẳng phải là tương đương bỏ mặc tới tay con vịt bay mất. Chúng ta đến ít đi tướng ý kiến của mình phản hồi cho lãnh đạo thành phố, muốn để bọn hắn biết kinh tế muốn bắt, nhưng toàn dân khỏe mạnh phòng dịch công việc cũng phải bắt. Tôn Vi Dân nói, ta cũng không nói gì đều không làm, nhưng các ngươi phải hiểu rõ, mảnh đất này là trong thành phố phê cho chúng ta. Những người lãnh đạo cân nhắc vấn đề bình thường sẽ từ toàn cục xuất phát, một cái là tuyên bố muốn đầu tư 150 ức Mỹ Kim Trung Hàn sản nghiệp vườn,
một cái là trông cậy vào chính phủ tài chính cấp phát cùng ngân hàng cho vay mới có thể dựng lên chuyên khoa cấp 3 ất đẳng bệnh viện, nếu như hai chọn một, các ngươi chọn cái nào? Tôn Vi Dân câu nói này đem tất cả mọi người cho đang hỏi, đáp án rõ ràng. Tôn Vi Dân thấy không người lại nói tiếp, cố ý thở dài nói, ta chỉ là nhắc nhở mọi người, không muốn chỉ nhìn chằm chằm chiến tích, muốn đối diện hiện thực, đầu não muốn thanh tỉnh một chút. Tan họp về sau, Nghiêm Hồi Ý cùng Phan Tuấn Phong không hẹn mà cùng lựa chọn lưu lại, Phan Tuấn Phong hướng Nghiêm Hồi Ý nói, Nghiêm Viện, ta dự định đi tật khống trung tâm đi một chuyến, cùng thường chủ nhiệm gặp mặt câu thông một chút. Dựa theo kiến trúc quy hoạch, sau khi xây xong bệnh truyền nhiễm viện cũng vì tật khống trung tâm dự lưu lại ký túc xá, phải nói song phương có được cộng đồng lợi ích. Nghiêm Hồi Ý gật đầu nói ta lại đi một chuyến, lội cục vệ sinh cùng cục lãnh đạo hảo hảo câu thông một chút. Hai tâm tình người ta đều có chút ngưng trọng, cảm giác thay đổi chuyện này khả năng rất nhỏ, Tôn Vi Dân có câu nói không có nói sai, bọn hắn cùng Nhạc Tinh tập đoàn căn bản không thấu đáo cạnh tranh tính. Phan Tuấn Phong sầu mi khổ kiểm đi hướng bãi đỗ xe, cùng Hứa Thuần Lương gặp thoáng qua thời điểm cũng không có chú ý đến, vẫn là Hứa Thuần Lương chào hỏi hắn Phan Tuấn Phong mới từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Phan Viện, xe an bài cho ngài tốt. Phan Tuấn Phong nhẹ gật đầu, Trung Hàn Sản nghiệp vườn tin tức là Hứa Thuần Lương cái thứ nhất khoác lộ ra ngoài, lúc bắt đầu bọn hắn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng hiện tại xem ra chuyện này biến thành thật. Phan Tuấn Phong nói, tiểu Hứa, Trung Hàn Sản nghiệp vườn sự tình ngươi nghe ai nói? Hứa Thuần Lương nói, còn nhớ rõ ngày đó chúng ta đi đón Nam Giang Ngân hàng hình chủ nhiệm sự tình sao? Phan Tuấn Phong nhẹ gật đầu, nhớ kỹ a. Hắn ấn tượng phi thường khắc sâu, lúc đương thời lượng hào hoa ô tô lạc đường, còn có tương lai từ bán đảo đại Mỹ nữ tìm Hứa Thuần Lương hỏi đường, hai người hay là quen biết cũ. Hứa Thuần Lương nói cho Phan Tuấn Phong, trong chiếc xe kia ngồi chính là Nhạc Tinh tập đoàn đại biểu, chuyên môn phụ trách hải ngoại đầu tư Lý Sương Hách. Phan Tuấn Phong nghe xong liền tinh thần tỉnh táo, Thuần Lương, người đã cùng bọn hắn nhận biết có thể hay không thử cùng bọn hắn câu thông một chút, để bọn hắn đừng nhìn chằm chằm chúng ta mảnh đất này, mỏ như thế lớn. Bọn hắn làm bọn hắn Trung Hàn sinh nghiệp vườn, chúng ta xây bệnh viện của chúng ta, vì sao cần phải nghĩ trưng dụng chúng ta mảnh đất này đâu? Bọn hắn cùng chúng ta hoàn toàn có thể cùng tồn tại a. Hứa Thuần Lương nói, căn cứ ta được đến tin tức, bây giờ còn chưa xác định, chỉ là Nhạc Tinh tập đoàn đơn phương đưa ra bọn hắn ý nghĩ, trong thành phố còn không có làm ra chính thức trả lời chắc chắn. Hứa Thuần Lương tới thời gian mặc dù không dài, nhưng Phan Tuấn Phong cũng đã khắc sâu nhận thức đến tiểu tử này thần thông quảng đại. Phan Tuấn Phong nói, tiểu Hứa, Nhạc Tinh thực lực hùng hậu, bọn hắn cái này đầu tư 15 tỷ đô la Trung Hàn sản nghiệp vườn, trong thành phố khẳng định sẽ bật đèn xanh, chúng ta không cạnh tranh được người ta. Hứa Thuần Lương vui vẻ lên, Phan Viện, người đây là chướng người ta chí khí diệt uy phong mình, bọn hắn Nhạc Tinh có tiền nữa, nhiều bức nữa thì phải làm thế nào đây? Đừng quên đây là tại thổ địa của chúng ta bên trên, nếu như bọn hắn không gây ta nhóm, ôm đầu tư cùng có lợi mục đích mà đến, mọi người bình an vô sự. Nếu như bọn hắn dám can đảm xâm phạm chúng ta lợi ích, phía sau làm hại người không lợi mình sự tình, ta chắc chắn sẽ không tha bọn hắn. Phan Tuấn Phong cho rằng Hứa Thuần Lương câu nói này nói có chút lớn, đừng nhìn Hứa Thuần Lương tại bệnh truyền nhiễm viện có thể làm mưa làm gió, nhưng đối diện đối thủ không giống, Nhạc Tinh như thế lớn tập đoàn, liền lãnh đạo thành phố đều muốn đối với người ta lễ nhượng ba phần, muốn cho Nhạc Tinh nhượng bộ nhưng không dễ dàng như vậy. Phan Tuấn Phong nói, nếu như bọn hắn thật đưa ra muốn chúng ta, trong thành phố cũng ủng hộ, người có thể có biện pháp nào? Hứa Thuần Lương nói, hắn có kế trương lương, ta có thang trèo tường. Phan Tuấn Phong nói, ta suy nghĩ vẫn là phòng ngừa chu đáo, vừa rồi chúng ta mở cái tiểu hội, mọi người chia ra hành động, phòng ngừa chu đáo, tận lực đem chúng ta tố cầu phản hồi đi lên, hy vọng lãnh đạo tận khả năng không nên động chúng ta quy hoạch. Hứa Thuần Lương nói câu người không thích nghe. Người tìm ai đều vô dụng, ta đoán chừng trong thành phố đại khái suất sẽ động chúng ta mảnh đất này. Phan Tuấn Phong nói, vậy ngươi vừa mới còn nói có biện pháp. Hứa Thuần Lương nói, ta đương nhiên có biện pháp, nhưng không đến cuối cùng một bước ta không thể xốc lên lá bài tẩy của ta, không phải liền mất linh. Phan Tuấn Phong nói, được, ngươi nếu có thể bảo trụ chúng ta địa, ta đề cử ngươi vào đảng. Hứa Thuần Lương nói, có người đề cử. Phan Tuấn Phong nói, nhân viên gương mẫu. Ta đề cử ngươi làm thị nhân viên gương mẫu, giúp ngươi tranh thủ 5-4 huy hiệu. Hứa Thuần Lương chăm chú, quân tử nhất ngôn. Phan Tuấn Phong nói, tứ mã nan truy. Hai người còn nghi thức cảm giác 10 phần nắm tay, Phan Tuấn Phong nhưng thật ra là không có chút nào tin tưởng,
đừng quản Hứa Thuần Lương đem lời nói được bao lớn, hắn dù sao không thể nằm ngửa, hiện tại muốn hết sức làm chút chuyện, liên hợp tật khống bên trong tâm, tranh thủ cục vệ sinh lãnh đạo ủng hộ, đem đúng trọng tâm ý kiến phản hồi cho lãnh đạo cấp trên, hắn thậm chí đều làm dự tính xấu nhất, thực sự không được, bọn hắn có thể nhường ra bộ phận diện tích, một lần nữa tuyên chỉ chuyện này đối với bọn họ phát triển quá bất lợi. Xế chiều hôm đó Hứa Thuần Lương bớt thời gian đi một chuyến Đông Châu Viện Bảo tàng, tham gia nhạc tinh tập đoàn hướng Đông Châu Văn Lữ Cục quyên tiền nghi thức. Nhạc tinh tập đoàn quả nhiên tài đại khí thô, lần này góp 5.000 vạn nhân dân tệ, khoản này quyên tiền là định hướng quyên cho Thanh Sơn Mỏ Di Chỉ Công Viên, lúc đầu nghĩ tại Di Chỉ Công Viên hiện trường tổ chức, cân nhắc đến mấy ngày nay liên tiếp hạ mưa, mà lại Di Chỉ Công Viên bên kia chính đang kiến thiết, con đường lầy lội không chịu nổi, cho nên quyết định đổi đến Đông Châu Thị Viện Bảo tàng trong phòng tiến hành. Trọng yếu như vậy quyên tiền nghi thức, Văn Lữ Cục Cục trưởng Lý Ngọc Sơn, Phó Cục trưởng Tiếu Đông, Phó Cục trưởng Phạm Lý Đạt đều đích thân tới hiện trường. Nhạc tinh tập đoàn phương diện Lý Sương Hách, Lý Huyền Bân phụ tử đều qua tới tham gia quyên tặng nghi thức. Hứa Thuần Lương là tiếp vào Bạch Lan mời sau tới. Hiện trường đến không ít ký giả truyền thông, Hứa Thuần Lương lúc tiến vào gặp được bản địa truyền thông người Thiết Mỹ Chân cùng Mã Tây, bọn hắn chính đang nghị luận đâu, như thế đại nhất bút quyên tiền, tại Đông Châu Văn Lữ giới vẫn là thứ nhất lần. Hứa Thuần Lương cùng bọn hắn lên tiếng chào, lúc này quyên tiền nghi thức đã chính thức bắt đầu. Văn Lữ Cục trưởng Lý Ngọc Sơn đại biểu Đông Châu Văn Lữ Cục từ nhạc tinh phó tổng Lý Sương Hách trong tay tiếp nhận 5.000 vạn quyên tặng, hiện trường vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Hứa Thuần Lương thấy được trong đám người Bạch Lan, đi vào bên người nàng, Bạch Lan nhìn hắn một cái nói, làm sao hiện tại mới đến. Hứa Thuần Lương so ước định thời gian đến chậm 20 phút, Hứa Thuần Lương cười nói, ta chính là tới tham gia náo nhiệt. Các người thật biết chế tạo ảnh hưởng a, quyên 5.000 vạn đánh quảng cáo. Bạch Lan nhỏ giọng nói, liền biết trong miệng ngươi không có lời gì tốt, Lý Tổng là nhớ năm đó chi tình, cho nên mới quyên tặng khoản này khoản tiền dùng để bảo hộ Thanh Sơn Mỏ Di Chỉ. Thật muốn đánh quảng cáo, ai sẽ hoa 5.000 vạn làm cái này trồng tốn công mà không có kết quả sự tình. Hứa Thuần Lương nói, các người góp số tiền kia về sau có phải hay không liền có thể danh chính ngôn thuận khảo sát Thanh Sơn Mỏ. Bạch Lan phàn nàn nói, người này trong lòng không có thiện niệm. Lúc này Lý Sương Hách đại biểu nhạc tinh tập đoàn nói chuyện, hắn nói đúng tiếng Hàn, tại Hứa Thuần Lương nghe tới đều là lặp đi lặp lại, hiện trường mặc dù có phiên dịch, nhưng Hứa Thuần Lương đối với hắn nội dung nói chuyện cũng không có hứng thú gì, không phải là cái gì Trung Hàn bạn tốt cái gì nhạc tinh tập đoàn đi vào Đông Châu là vì tìm kiếm cùng có lợi, trợ giúp phát triển kinh tế địa phương. Hứa Thuần Lương từ trong đám người thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Minh Đức tập đoàn Lý Sương Hữu, hắn xuất hiện ở đây cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hắn cùng Lý Sương Hách là thân thích, Minh Đức tập đoàn phía sau lão bản vẫn là vui tinh. Lý Sương Hữu cũng nhìn thấy Hứa Thuần Lương, hai mắt bên trong tràn đầy địch ý, Hứa Thuần Lương nguyên bản không muốn phản ứng hắn, nhưng Lý Sương Hữu chủ động hướng Hứa Thuần Lương đi tới. Hứa Trấn Trưởng, Lý Sương Hữu nhìn qua Hứa Thuần Lương ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hứa Thuần Lương vẫn còn có chút phong độ, mỉm cười. Lý Sương Hữu lại lắc đầu, đúng rồi, ta quên, hiện tại ngươi đã không tại Hồ Sơn Trấn, cũng không tại Văn Lữ Cục, nghe nói ngươi phạm sai lầm, ta vẫn luôn rất quan tâm ngươi đây. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, so với ngươi quan tâm, ta tình nguyện tiếp nhận Bạch Tiểu Thư, cùng ngươi so sánh nàng cần phải chân thành nhiều. Bạch Lan liếc hắn một cái, con hàng này thật là xấu, cái gì đều có thể đem mình nhấc lên. Lý Sương Hữu nói, kỳ thật lúc trước ngươi không nên phản đối Minh Đức tập đoàn cùng Đại Hằng hợp tác, thân là nhân viên chính phủ, không nên công báo tư thủ A, Hồ Sơn Trấn hiện tại lãnh đạo liền so ngươi muốn khai sáng được nhiều. Trên mặt của hắn tràn ngập đắc ý, ngươi Hứa Thuần Lương phản đối thì sao? Minh Đức cùng Đại Hằng hợp tác còn không phải thành công. Cuối cùng xám xịt rời đi người kia là ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thật giống như rất đắc ý A. Hắn hướng Bạch Lan nói, vị này Lý Tổng rất có năng lực. Phía sau đánh ta báo nhỏ cáo, hắn cùng ta có chút tự oán, đệ đệ của hắn Lý Sương Mẫn ở kinh thành hướng nữ đồng học cái chén bên trong hạ dược bị ta đánh qua. Bạch Lan không nói chuyện, cũng không đi mở, nhìn bộ dáng của nàng có chút bất đắc dĩ, ý là hai người các ngươi mâu thuẫn đừng liên lụy đến ta. Lý Sương Hữu nói, nghe nói người bây giờ đi Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện, còn đảm nhiệm mới viện chủ Hoài Kiến Lập làm chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, người có ý kiến. Lý Sương Hữu cười nói, đáng tiếc các người tân y viện chỉ sợ muốn tuyển cái khác địa phương. Hứa Thuần Lương nhiều hứng thú nhìn qua Lý Sương Hữu,
Lý Sương Hữu ngươi là đại biểu mình vẫn là đại biểu Nhạc Tinh? Lý Sương Hữu nhếch miệng, hướng Bạch Lan nói, Bạch tiểu thư, ngươi không có nói cho vị bằng hữu kia của ngươi, Trung Hàn sản nghiệp vườn sắp ngụ lại mỏ, Đông Châu phương diện đã đáp ứng sẽ vì bên ta cung cấp hết thảy tiện lợi, Nhạc Tinh Đông Châu tổng bộ tuyên chỉ ngay tại các ngươi mới viện, ha ha, ha ha ha, ngươi tin tức cũng quá mất linh thông. Lý Sương Hữu nói xong nghênh ngang rời đi. Hứa Thuần Lương hướng Bạch Lan nói, nếu như không phải xem ở mặt mũi ngươi bên trên ta không phải quất hắn không thể. Bạch Lan tức giận nói, ân oán của các ngươi không liên quan gì tới ta, ngươi đừng nhắc lên ta. Đây chính là ngươi nói. Hứa Thuần Lương vén tay áo lên liền phải đuổi tới đi, bị Bạch Lan một phát bắt được cánh tay, đừng làm rộn. Trùng hợp trải qua Lý Huyền Bân nhìn thấy màn này, hắn cau mày nhìn qua Bạch Lan nắm chắc Hứa Thuần Lương cánh tay tay, sau đó có chút không hiểu nhìn qua Bạch Lan. Bạch Lan có chút lúng túng buông tay ra, chưa từng nghĩ Hứa Thuần Lương phản tay nắm lấy cổ tay của nàng, không coi ai ra gì nói ta nghe ngươi. Lý Huyền Bân đỏ ngầu cả mắt, hắn từng bước một đi hướng Hứa Thuần Lương, buông nàng ra. Hứa Thuần Lương nheo mắt lại nhìn qua Lý Huyền Bân, ngươi tính là cái gì a? À? Hứa Thuần Lương không những không có buông ra Bạch Lan tay, ngược lại cầm thật chặt. Lý Huyền Bân triệt để bị chọc giận, như cùng một đầu nổi giận hùng sư hướng Hứa Thuần Lương vọt tới. Một quyền đánh về phía Hứa Thuần Lương mặt. Hứa Thuần Lương muốn chính là làm hắn tức giận, Lý Sương Hữu ngươi không phải hướng ta khiêu khích sao? Ta không đánh ngươi mặt, ngươi còn chưa đủ tư cách, Lý Huyền Bân là dễ chính Miêu Hồng Lý ra đời thứ ba, Nhạc Tinh tương lai người thừa kế chi một, Hứa Thuần Lương đánh lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền phát hiện người này thích Bạch Lan, mà lại đối với mình tràn ngập địch ý, chọc giận một cái dạng này người rất dễ dàng, quốc gia này nhiều người mấy đều có cái tự phụ lại trục mau bệnh. Càng hơn là Lý Huyền Bân loại này giàu đời thứ ba càng là coi trời bằng vung. Hứa Thuần Lương buông ra Bạch Lan cổ tay, bằng tốc độ kinh người lấn hướng về phía trước, dịch ra Lý Huyền Bân công kích, bắt lấy cổ tay của hắn, một cái lưng đeo, tướng Lý Huyền Bân lưng ngã văng ra ngoài. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Lý Huyền Bân thân thể trùng điệp ngã xuống ở hậu phương trên mặt bàn, phía trên bày biện nghi thức cần sâm panh rượu ngon, lần này bị Lý Huyền Bân đâm đến chén bàn bừa bộn. Bạch Lan khoảng cách Hứa Thuần Lương gần nhất, nàng mặc dù có trở ngại dừng đây hết thảy phát sinh suy nghĩ, nhưng biến hóa tới quá nhanh, căn bản không kịp đứng ở xung quanh mấy vị lễ nghi tiểu thư phát ra từng tiếng khoa trương thét lên. Các phương truyền thông bị bất thình lình biến hóa hấp dẫn lực chú ý, từng cái thay đổi ống kính quay chụp cái này không tưởng tượng được tràng diện. Cảnh sát cùng bảo an đều lao đến, không hẹn mà cùng tướng Hứa Thuần Lương vây. Hứa Thuần Lương phát hỏa chỉ lấy bọn hắn liền mắng, đều mẹ nó mù a. Hắn đánh trước ta, ta là phòng vệ chính đáng. Lý Sương Hữu cùng hai tên Lý gia bảo tiêu lao đến, từ dưới đất đỡ dậy Lý Huyền Bân. Lý Huyền Bân hai tay bị vỡ vụn pha lê cắt vỡ nhiều chỗ, hắn điên cuồng đẩy ra người bên cạnh, giận dữ hét, thả ta ra. Ta muốn giết hắn, ta muốn. Một thân ảnh vào tới phụ cận, nâng tay lên hung hăng rút Lý Huyền Bân một cái vang dội cái tát, lại là phụ thân của hắn Lý Sương Hách. Lý Sương Hách sắc mặt tái xanh nói, nghiệt chướng. Ai bảo ngươi ở chỗ này nổi điên? Hứa Thuần Lương tách ra ngăn trở hắn cảnh sát cùng bảo an, không nhịn được nói, bên cạnh đi hẳn là đứng tại bên nào cũng không biết. Lý Ngọc Sơn cũng hoảng hồn, người ta chính quyền tiền đâu, ngươi để người ta nhi tử đánh, làm không tốt cái này 5.000 vạn liền bị ngươi đánh cho chạy, kỳ thật bọn hắn căn bản không có mời Hứa Thuần Lương, cũng không biết rõ Hứa Thuần Lương làm sao lại cùng Lý Huyền Bân phát sinh xung đột. Bạch Lan nói rõ một chút tình huống, nàng là tình hình thực tế nói. Đích thật là Lý Huyền Bân trước xông lên công kích Hứa Thuần Lương. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra, hồng nhan họa thủy, đều là bởi vì cái này Bạch Lan, Lý Huyền Bân ghen ghét thôi, xông lên muốn đánh Hứa Thuần Lương, kết quả thực lực không đủ, ngược lại để Hứa Thuần Lương cho cái lưng rộng vượt, trước mặt mọi người xấu mặt, chuyện này chỉ có thể quái chính hắn. Lý Huyền Bân trước bị Hứa Thuần Lương ngã cái thất điên bát đảo, lại trước mặt nhiều người như vậy bị phụ thân đánh một bàn tay, cái này cũng chưa tính. Mình thích Bạch Lan thế mà không vì hắn nói chuyện, Lý Huyền Bân uất ức cực kỳ, nhưng khi phụ thân bột lại không dám phát tác, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Phát sinh loại sự tình này, Lý Sương Hách cũng không muốn ở lâu, không đợi quyên tặng nghi thức kết thúc liền cáo từ rời đi, hắn đi lần này, Nhạc Tinh phương diện người tất cả đều đi. Văn Lữ cục bên này có chút luống cuống, Lý Ngọc Sơn cùng Tiếu Đông cùng ra ngoài chịu tội, nước người nhiều khi vẫn là quá thiện lương. Đối với mấy cái này cái gọi là ngoại tân quá khách khí, thật tình không biết càng là như thế càng là cổ vũ bọn họ khí diễm. Đứng ở đằng xa Phạm Lý Đạt lặng lẽ hướng Hứa Thuần Lương giơ ngón tay cái lên,
tiểu tử này là thật không sợ sự tình a. Nhạc Tinh tập đoàn hiện tại thế nhưng là Đông Châu thượng khách, Hứa Thuần Lương vì nữ nhân liền đem tài phiệt bảo bối tôn tử đánh, muốn là bởi vì việc này 5.000 vạn quyên tiền không kết quả việc nhỏ, nhưng vạn nhất Trung Hàn sản nghiệp vườn bởi vì cái này khởi sự kiện sinh biến, chỉ sợ hắn nhưng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Hứa Thuần Lương từ đám kia cảnh sát cùng bảo an chú mục bên trong rời đi viện bảo tàng, đến đi ra bên ngoài Bạch Lan đuổi tới, Hứa Thuần Lương, ngươi chờ một chút. Hứa Thuần Lương dừng bước lại, ngươi tìm ta làm gì? Còn ngại hại ta không đủ. Bạch Lan nói, ai hại ngươi rồi? Ngươi người này đầu óc có phải bị bệnh hay không a? Hứa Thuần Lương nói, có phải hay không là ngươi trước bắt lấy tay ta, cố ý để Lý Huyền Bân trông thấy, dùng hành động như vậy chọc giận hắn hướng ta công khai nổi lên. Bạch Lan cũng tức giận, Hứa Thuần Lương, ngươi người này quả thực là vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng là ngươi cố ý nắm tay của ta. Là ngươi cố ý khích giận Lý Huyền Bân, là ngươi đang lợi dụng ta có được hay không? Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở nói, ngươi có cái gì để cho ta lợi dụng? Bạch Lan nói, ngươi nghe nói bệnh viện các ngươi muốn cho Nhạc Tinh nhường đường cho nên trong lòng khó chịu, cố ý khích giận Lý Huyền Bân, tại trường hợp công khai chế tạo sự cố, ý đồ phá hư Trung Hàn sản nghiệp vườn rơi xuống đất. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đem ta thấy đơn giản như vậy. Thật muốn ngăn cản các ngươi ta còn cần tự mình động thủ. Bạch Lan nói, Hứa Thuần Lương, ta tuyên bố trước, ta chính là tới siêu tập tiểu thuyết tài liệu, Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình ta không quan tâm, cũng không có tham dự, ngươi đừng nhìn ta một bức khổ đại cừu thâm dáng vẻ, tại ngươi tâm bên trong liền nghĩ ta là một cái người xấu. Hứa Thuần Lương nói, Bạch Đại tác gia, ta cũng tuyên bố một chút, ta hôm nay sở dĩ đánh Lý Huyền Bân là bởi vì Lý Sương Hữu đắc tội ta, chúng ta là lễ nghi chi bang, bằng hữu tới có rượu ngon, xài sói đến đấy có săn súng. Ta đánh Lý Huyền Bân là cho Lý Sương Hữu điểm nhan sắc nhìn xem, mà lại con hàng này trước bất kính với ta, xông lên công kích ta. Lý Sương Hữu không có nói sai, ngươi liền là công báo tư thù. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi nếu là nói như vậy ta cũng không có cách, vừa rồi hai cái nam nhân ưu tú vì ngươi tranh giành tình nhân ra tay đánh nhau, ta nói như vậy ngươi đáy lòng có phải hay không dễ chịu một chút đâu. Bạch Lan nói, ngươi nhưng thật vô sỉ, sự tình gì đều hướng trên người của ta đẩy. Hứa Thuần Lương nói, dù sao tuyệt đại đa số người đều sẽ như thế cho rằng. Đó cũng là ngươi cố ý chế tạo sự cố, để người khác cho rằng như vậy. Hứa Thuần Lương nói, ta cho ngươi cái đề nghị a, ngươi vẫn là cách ta xa một chút, Lý Huyền Bân cháu trai kia tâm tư đố kỵ quá nặng, từ hắn ngày đầu tiên gặp ta liền đối ta ôm định ý sâu đậm. Bạch Lan nói, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi không cần hướng ta giải thích. Dù sao hai người quan hệ thế nào ta đều không để ý. Lúc này Trần Ngọc Sơn cùng Tiếu Đông hai người trở về, sắc mặt của bọn hắn rất khó coi, Bạch Lan chỉ phương hướng lối ra, biểu thị mình đi trước. Bạch Lan vừa đi, Trần Ngọc Sơn liền không ngừng kêu khổ nói, tiểu Hứa a, ngươi làm sao vẫn là xúc động như vậy, người ta là ngoại tân, lại là trọng yếu như vậy trường hợp, như thế nào đi nữa cũng không thể đánh người a. Hứa Thuần Lương nói, Trần Cục, là hắn đánh trước ta. Ta muốn không hoàn thủ tương đương đem chúng ta toàn thể người Trung Quốc mặt đều cho mất đi, cũng không thể vì kia 5.000 vạn quyên tiền, ta liền nén giận thụ cái này nhỏ bổng tử khi dễ a. Việc quan hệ quốc gia vinh nhục đại sự ta không thể nhịn. Tiếu Đông nói, tiểu Hứa, chúng ta nhưng không phải là vì quyên tiền, người khả năng không biết người ta Nhạc Tinh tập đoàn lần này tới Đông Châu là vì Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình, Lý Sương Hách liền là phụ trách chuyện này, người đem người nhà nhi tử đánh. Vạn nhất người ta bởi vì việc này từ bỏ Trung Hàn sản nghiệp vườn kế hoạch, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Trần Ngọc Sơn nói, đúng đấy, trong thành phố phi thường trọng thị chuyện này. Hứa Thuần Lương nói, hai người các ngươi đừng sợ ta ai làm nấy chịu, ta hiện tại cũng không phải văn lữ cục, coi như truy trách cũng đuổi không kịp ngươi trên người chúng. Tiếu Đông nói, chúng ta không phải sợ gánh trách nhiệm, mà là, ai? Tiểu Hứa, người cái này bạo tính tình thực sự sửa đổi một chút. Hứa Thuần Lương biết hai người bọn họ đều sợ sự tình, chẳng thèm cùng bọn họ tiếp tục nói tiếp, biểu thị mình còn có sự tình đi trước. Trên đường lại gặp được Tiết Mỹ Chân lặng lẽ nói cho Hứa Thuần Lương, vừa rồi đã tiếp vào thông chi, Hứa Thuần Lương trước công chúng hạ đánh Lý Huyền Bân sự tình tất cả truyền thông đều không cho truyền ra hoặc đăng báo, yêu cầu bọn hắn tướng đập tới hình ảnh ảnh chụp tất cả đều xóa bỏ, nếu như ai cố ý đem việc này tiết lộ ra ngoài, tạo thành bất kỳ không tốt hậu quả từ chính bọn hắn phụ trách. Hứa Thuần Lương minh bạch hẳn là kinh động thị lý, nói không chừng Nhạc Tinh sẽ đi cáo mình hắc trạng. Kỳ thật hiện trường không ít người đều thấy được,
là Lý Huyền Bân công kích trước Hứa Thuần Lương, Tiết Mỹ Chân vẫn là bảo lưu lại một chút video chứng cứ, không phải là vì tin tức, là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, thời khắc mấu chốt có thể vì Hứa Thuần Lương cung cấp video chứng cứ. Hứa Thuần Lương mới sẽ không cho là sự tình hôm nay sẽ ảnh hưởng đến Nhạc Tinh tại Đông Châu đầu tư, đầu tiên Nhạc Tinh chuẩn bị tại Đông Châu kiến thiết Trung Hàn sản nghiệp vườn khẳng định không phải nhất thời hưng khởi, qua trước khi đến đã tiến hành nhiều lần khảo sát, tiếp theo bọn hắn là vì giành lợi ích mà đến, không phải tới làm việc thiện. Nếu như bọn hắn bởi vì việc này từ bỏ Trung Hàn sản nghiệp vườn kế hoạch, Hứa Thuần Lương phản lại cảm thấy là chuyện tốt. Có thể là song phương đều tận lực khống chế ảnh hưởng, cho nên chuyện này cũng không có khuếch tán ra, trong thành phố cũng không có người tìm Hứa Thuần Lương nói chuyện truy cứu trách nhiệm của hắn. Ở đây đa số người đều giải đọc là Hứa Thuần Lương cùng Lý Huyền Bân bởi vì mỹ nữ tác gia Bạch Lan tranh giành tình nhân cho nên ra tay đánh nhau, kết quả vẫn là Hứa Thuần Lương lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép nhỏ Bồng Tử. Trung Hàn sản nghiệp vườn tin tức bay đầy trời, Nhạc Tinh tập đoàn hướng Đông Châu thị chính thức đưa ra yêu cầu của bọn hắn, tại kế hoạch của bọn hắn bên trong muốn bắt lại khu mỏ quảng bao quát Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện mới viện cánh đồng ở bên trong mảng lớn thổ địa. Trung Hàn sản nghiệp vườn tổng thể quy hoạch diện tích đạt 50 cây số vuông. Không gian bố cục là sinh thành dung hợp khu hạch tâm cùng lâm cảng sản nghiệp nguyên bộ khu. Sinh thành dung hợp khu hạch tâm dựa vào già khu mỏ quặng, quy hoạch diện tích 40 bình phương công bên trong. Lâm cảng sản nghiệp nguyên bộ khu, dựa vào kênh đào bên trong cảng bến tàu, quy hoạch diện tích 10 cây số vuông. Trọng điểm phát triển ô tô, nguồn năng lượng mới trang bị cùng điện tử tin tức sản nghiệp, tích cực bồi dưỡng lâm cảng sản nghiệp cùng hiện đại nghề phục vụ. Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện những người lãnh đạo chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, Nhạc Tinh tập đoàn muốn quy hoạch phạm vi đem bọn hắn mới viện cánh đồng toàn bộ cho vẽ đi vào, cái này mang ý nghĩa, nếu như Đông Châu phương diện cùng ý, bọn hắn liền không thể không từ bỏ thật vất vả mới đến cánh đồng, muốn tìm cái khác địa chỉ mới. Đôi này Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện tương lai phát triển là cực kỳ bất lợi, trong thành phố trước mắt còn không có nhằm vào Nhạc Tinh tập đoàn yêu cầu làm ra minh xác trả lời chắc chắn. Nhưng là đã bắt đầu trưng cầu các phe ý kiến. Già khu mỏ quảng từ khi mỏ than ngừng sản xuất về sau, lớn mảnh thổ địa ở vào bỏ trống trạng thái, một mực khuyết thiếu chỉnh thể quy hoạch cùng hệ thống khai phát, Trung Hàn sản nghiệp vườn nếu như có thể thuận lợi ngụ lại già khu mỏ quảng, chẳng những có thể lấy bản sống già khu mỏ quảng kinh tế, còn có thể dẫn đầu Đông Châu không nóng không lạnh công việc ở cảng khu thực hiện kinh tế bay lên, đôi này Đông Châu sự phát triển của tương lai rất là trọng yếu. Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện mấy vị lãnh đạo cả đám đều rũ cụp lấy mặt, bọn hắn đã ý thức được chuyện này cuối cùng kết cục, trong thành phố khẳng định sẽ thỏa mãn Nhạc Tinh tập đoàn yêu cầu. Trung Hàn sản nghiệp vườn hạng mục này chẳng những Đông Châu tại tranh, tới gần Hải Châu cũng đang tranh thủ, mà lại Hải Châu có được hải cảng, điều kiện được trời ưu ái, ưu thế càng thêm rõ ràng, nếu như Nhạc Tinh tập đoàn điều kiện không chiếm được đầy đủ, người ta khả năng ngược lại đi tìm mặt khác thành thị tiến hành hợp tác. Phan Tuấn Phong tiến về công trường thị sát thời điểm, phát hiện bên này công việc còn tại đều đâu vào đấy tiến hành, Hứa Thuần Lương vừa vặn cũng tại, tới cùng hắn lên tiếng chào hỏi, Phan Viện, người sao lại tới đây? Phan Tuấn Phong mặt ủ mày trao nói, tiện đường tới xem một chút. Hứa Thuần Lương nói, tuyến ống con đường trải đã cơ bản hoàn thành, có thể chuẩn bị xuống một bước công trình đấu thầu. Phan Tuấn Phong thở dài, không vội. Hứa Thuần Lương biết mà còn hỏi, hôm qua lại không vội. Phan Tuấn Phong trong lòng tự nhủ ngươi còn có thể không rõ ràng. Nhớ tới Hứa Thuần Lương hai ngày trước còn cùng mình thổi như bước tới, người ta Nhạc Tinh tập đoàn đã chính thức đưa ra yêu cầu, hiện ở trong thành phố chính đang trưng cầu ý kiến, rõ ràng là muốn bọn hắn đem cho nhường lại. Phan Tuấn Phong nói, nếu là Trung Hàn sản nghiệp vườn chính thức rơi xuống đất, chúng ta 8-9 phần 10 muốn cho người ta đằng chỗ ngồi. Hứa Thuần Lương nói, mọi thứ cũng phải có cái tới trước tới sau a. Trong thành phố trước đem khối này hứa cho chúng ta, cũng không thể lật lọng a. Phan Tuấn Phong nói, người ta đầu tư hơn 100 triệu đô la, người cảm thấy chúng ta có thể cùng người ta đánh đồng sao? Hứa Thuần Lương nói, ném 1.000 ức sau cùng mục đích vẫn là từ chúng ta nơi này kiếm tiền, muốn kiếm tiền liền phải thành thành thật thật tuân thủ quy tắc của chúng ta, nếu không chúng ta cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Phan Tuấn Phong cười khổ nói, người nói không tính a. Hứa Thuần Lương nói, ta nói không tính người nói cuối cùng a. Phan Tuấn Phong lắc đầu nói, ta nói cũng không tính, chuyện này đến Uông Thư Ký định đoạt. Hứa Thuần Lương nói, sai, Đông Châu sự tình Uông Thư Ký nói cũng không tính, đến Lão Bách tính định đoạt. Lúc này Chu Mãnh mang theo một đám bảo an tới xin phép nghỉ, Hứa Thuần Lương khoát tay áo ra hiệu bọn hắn nhanh đi bận bịu,
bên kia nhận thầu phòng ăn Dương Khánh Nguyên cũng tới xin phép nghỉ, cũng nói có chuyện trọng yếu đi xử lý. Những này xin nghỉ phép người trên cơ bản đều là già khu mỏ quặng công nhân thôn. Phan Tuấn Phong có chút buồn bực, hôm nay làm sao xin nghỉ phép nhiều như vậy? Hứa Thuần Lương nói, Phan Viện, người còn nhớ rõ lúc trước bọn hắn phản đối chúng ta ở chỗ này kiến thiết bệnh truyền nhiễm viện sao? Phan Tuấn Phong sao có thể quên đâu, công nhân thôn những người kia nhưng đem bọn hắn cho làm khó hỏng, may mắn Hứa Thuần Lương nghĩ ra một cái cùng văn lữ cục đổi chỗ chủ ý mới giải quyết vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, hôm nay động tĩnh khẳng định so với quá khứ lớn. Uông Kiến Minh ngay tại tổ chức ban tử hội nghị, liền nhận được một cái khẩn cấp tin tức, ra khu mỏ quặng lão bách tính tiến về khu mỏ quặng chính vụ trung tâm, phản đối Trung Hàn sản nghiệp vườn ngụ lại, đồng thời cũng có bộ phận bị đề cử ra đại biểu đi vào thị tín phóng cục lấy văn bản hình thức kháng nghị. Uông Kiến Minh có chút kỳ quái, Trung Hàn sản nghiệp vườn ngụ lại khu mỏ quặng đối dân bản xứ là một cái chính sách lợi tốt, chẳng những có thể lấy kéo theo kinh tế địa phương còn có thể tăng lên nơi đó tỷ lệ việc làm, chuyện tốt như vậy bọn hắn vì cái gì muốn phản đối. Tần Chính Dương đại khái làm rõ tình huống, hướng Uông Kiến Minh báo cáo, dẫn đầu người kháng nghị bên trong, có không ít là năm đó Thanh Sơn già thợ mỏ hậu đại, bọn hắn tiền bối có dẫn đầu Thanh Sơn mỏ khởi nghĩa anh hùng, còn có tiền bối bị quỷ tử hãm hại chí tử. Uông Kiến Minh càng phát ra hồ đồ rồi, oan có đầu nợ có chủ, hiện tại là Trung Hàn sản nghiệp vườn. Không phải bên trong mỗi ngày sản xuất nghiệp vườn, nếu như bọn hắn phản đối cái sau cũng không kỳ quái, vì cái gì liền Nhạc Tinh tập đoàn cũng phản đối đi lên. Tần Chính Dương nói cho Uông Kiến Minh, nghe nói chuyện này cùng Nhạc Tinh chủ tịch Lý Bình Tinh xuất thân có quan hệ, Lý Bình Tinh phụ thân Lý Tương Phác năm đó đảm nhiệm qua Thanh Sơn mỏ công trình sư cùng an toàn chủ quản, tại hắn nhậm chức kỳ ở giữa, phát sinh năm 1942 Thanh Sơn quáng nạn, tại trận kia sụp đổ sự kiện bên trong chết 56 tên thợ mỏ. Hơn phân nửa đều là người Trung Quốc. Bởi vì việc này Lý Tương Phác gánh chịu trách nhiệm, cả nhà bị quỷ tử xử bắn, Lý Bình Tinh là thạc quả cận tồn một cái, Nhạc Tinh lần này tuyên chỉ Đông Châu già khu mỏ quặng khai phát Trung Hàn sản nghiệp vườn, cũng có phương diện này nguyên nhân, Lý Bình Tinh đối Đông Châu là hữu tình tiết. Lúc đầu chuyện này không có gì có thể không biết làm sao truyền ra ngoài, hiện tại có không ít truyền ngôn, có nói chính là Lý Tương Phác công việc sai lầm mới đưa đến mỏ than lún sự kiện phát sinh. Làm hại hơn 50 cái gia đình nhà phá người vong, còn có cái thuyết pháp, bao quát Lý Tương Phác ở bên trong mấy chục tên bán đảo nhân viên quản lý tất cả đều là hai quỷ tử, đám người này giúp đỡ Nghê Hồng người giết hại thợ mỏ trấn áp khởi nghĩa, hai tay dính đầy khu mỏ quặng lão bách tính tươi máu. Lịch sử quyết không thể quên, hiện tại hắn hậu đại lại nghĩ đến khu mỏ quặng kiếm tiền, khu mỏ quặng lão bách tính tuyệt không đáp ứng, nếu không có lỗi với bọn họ bị ép hại chí tử tiền bối. Uông Kiến Minh nghe Tần Chính Dương nói xong, liền ý thức được tình thế nghiêm trọng, hắn lập tức an bài khu mỏ quặng lãnh đạo châm đối với chuyện này làm ra tuyên bố, trước mắt Trung Hàn sản nghiệp vườn còn chỗ tại đàm phán giai đoạn, hạng mục cũng không nhất định phải rơi ra khu mỏ quặng, hy vọng khu mỏ quặng lão bách tính bảo trì thanh tỉnh lý trí, đồng thời cũng phải tin tưởng đảng cùng chính phủ, bọn hắn tuyệt sẽ không làm nguy hại Đông Châu bách tính lợi ích sự tình. Phan Tuấn Phong rốt cuộc minh bạch Hứa Thuần Lương cái gọi là át chủ bài là cái gì? Lần này dẫn đầu kháng nghị Trung Hàn sản nghiệp vườn vẫn là Dương Kiến Quốc, Dương Kiến Quốc gia gia, đại gia đều chết bởi năm 1942 Thanh Sơn quáng nạn, già mỏ khu có hắn dạng này tao ngộ gia đình còn có rất nhiều. So với lúc trước phản đối bệnh truyền nhiễm viện mới viện kiến thiết, hiện tại già khu mỏ quảng dân chúng tâm càng đủ, tiếng hò hét lớn hơn. Phan Tuấn Phong hiện tại đối Hứa Thuần Lương đã là vui lòng phục tùng, tiểu tử này thủ đoạn quá lợi hại. Lợi dụng lịch sử tướng dân tộc cừu hận đẩy hướng về phía trước, dẫn đạo già khu mỏ quặng lão bách tính dùng lúc trước đối kháng phương pháp của bọn hắn đến đối kháng Nhạc Tinh tập đoàn. Già khu mỏ quặng người là có huyết tính bọn hắn cho rằng Trung Hàn sản nghiệp vườn xây ở già khu mỏ quặng, nhất là muốn đem tổng bộ xây ở bảy anh hùng mộ đối diện, là đối anh hùng khinh nhờn cũng là đối lịch sử lãng quên. Khu mỏ quặng phái tới trấn an quần chúng lãnh đạo giải thích, trước mắt Trung Hàn sản nghiệp vườn cụ thể quy hoạch chưa định. Bọn hắn nhất định sẽ coi trọng nơi đó lão bách tính ý kiến. Phụ trách đàm phán quần chúng đại biểu lấy ra mấy phần tư liệu, nhìn ra được bọn hắn làm tỉ mỉ chuẩn bị, vạch không nhưng bọn hắn tiền bối chết bởi quỷ tử cùng hai quỷ tử liên thủ hãm hại, liền liền bảy anh hùng bên trong hai vị cũng là chết bởi hai quỷ tử thương hạ. Uông Kiến Minh để Tần Chính Dương đi điều tra năm đó tư liệu lịch sử, nơi đó lão bách tính phản ứng sự tình là thật hay không. Nhất là Lý Tương Phác người này, tại Thanh Sơn mỏ trong lúc công tác, hắn đến tột cùng đóng vai nhân vật như thế nào? Phải chăng tham gia Nhật Phương hãm hại thợ mỏ hành động? Nếu Lý Tương Phác giúp Phương làm qua chuyện xấu,
như vậy từ Nhạc Tinh đầu tư Trung Hàn sản nghiệp vườn hạng mục nhất định phải cực kỳ thận trọng. Uông Kiến Thành ở thời điểm này đi vào Đông Châu, hắn không có lựa chọn đi Kiến Minh trong nhà bái phỏng, mà là đi thẳng tới phòng làm việc của hắn. Uông Kiến Minh cũng là trong trăm công ngàn việc bớt thời gian gặp vị này đường đệ, cho Uông Kiến Thành đưa tới một ly trà nói, Kiến Thành, ban đêm đi trong nhà tốt bao nhiêu, không phải hiện tại tới, có việc gấp. Uông Kiến Thành gật đầu nói, đại ca, nếu như không có việc gấp ta cũng sẽ không chiếm dùng người thời gian làm việc. Uông Kiến Minh đoán được rất có thể là vì Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình, bởi vì Trung Hàn sản nghiệp vườn hạng mục chính là thúc thúc Uông Chính Đạo dẫn tiến tới, hiện tại bởi vì lịch sử vấn đề huyên náo bay lả tả, cho nên Uông Kiến Thành mới có thể ngay đầu tiên tới. Uông Kiến Thành nói, ta cho ngài mang đến một phần tư liệu. Hắn mở ra cặp công văn, tướng tư liệu đưa cho Uông Kiến Minh. Uông Kiến Minh tiếp nhận tư liệu xem một chút, đây là liên quan tới Lý Tương Phác tư liệu, căn cứ phía trên chỗ ghi chép. Lý Tương Phác năm đó chỉ là Thanh Sơn mỏ công trình nhân viên kỹ thuật, hắn cũng không tham gia qua bất luận cái gì hãm hại thợ mỏ hành động, hắn hai người ca ca đều là kháng Nhật anh hùng, đại ca còn tham gia Hồng Khẩu bạo tạc án, nổ chết nhiều tên nghê hồng sĩ quan, được xưng là kháng Nhật anh hùng. Uông Kiến Thành nói, ta cảm thấy đây là cùng một chỗ ác ý chửi bới sự kiện, cái này Lý Tương Phác là thân người Hoa sĩ, hắn không phải cái gì hai quỷ tử, nếu như hắn là, năm đó cả nhà cũng sẽ không bị Đông Doanh quỷ tử xử bắn. Uông Kiến Minh cười khổ nói, ta thật sự là không nghĩ tới, đi vào Đông Châu về sau đối diện vấn đề thứ nhất lại là lịch sử vấn đề. Uông Kiến Thành nói, đại ca, ta hoài nghi chuyện này có người đang cố ý mang tiết tấu, bốc lên dân chúng địa phương bài ngoại cảm xúc, chỉ cần điều tra thêm Trung Hàn sản nghiệp vườn hạng mục ảnh hưởng đến lợi ích của người nào, không khó điều tra ra màn hậu chủ mưu là ai. Uông Kiến Minh cười cười không nói gì. Uông Kiến Thành nghĩa phẫn điền ưng nói, đại ca. Người cũng không thể khinh thị chuyện này, Trung Hàn sản nghiệp vườn là người muốn thúc đẩy hạng mục lớn, phá hư cái này một hạng mục đích người liền là hướng về phía người tới. Uông Kiến Minh có thể lý giải Uông Kiến Thành kích động, Chính Đạo tập đoàn cùng Nhạc Tinh tập đoàn tại không ít lĩnh vực đều có hợp tác, lần này Trung Hàn sản nghiệp vườn mặc dù Chính Đạo tập đoàn cũng không có trực tiếp ra mặt, nhưng là trong đó cũng có bọn họ không ít lợi ích, Uông Kiến Minh mặc dù muốn thúc đẩy Trung Hàn sản nghiệp vườn rơi xuống đất, nhưng hắn lại không muốn Uông gia tham gia. Tại hắn điều nhiệm Đông Châu về sau, thúc thúc Uông Chính Đạo liền bắt đầu tích cực bố cục Đông Châu, Uông Kiến Minh đáy lòng đối thúc thúc hành vi cũng không đồng ý. Uông Kiến Thành nói, theo ta được biết, lần này phong ba nguyên nhân hẳn là Trung Hàn sản nghiệp vườn tướng Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện mảnh đất kia quy hoạch đi vào, bệnh truyền nhiễm viện không muốn nhường ra cánh đồng, cho nên mới giật dây khu mỏ quảng lão bách tính nháo sự, người gây chuyện bên trong có không ít đều là bị truyền nhiễm bệnh viện thuê nhân viên. Uông Kiến Minh nói, người có chứng cứ sao? Đương nhiên là có chứng cứ, dẫn đầu gây chuyện gọi Dương Kiến Quốc, con của hắn Dương Khánh Nguyên tại bệnh truyền nhiễm viện Tân Y viện công trường nhận thầu nhà ăn, cũng tham gia lần này nháo sự, còn có. Uông Kiến Thành dừng lại một chút mới nói, cái này Dương Khánh Nguyên là thông qua Hứa Thuần Lương quan hệ mới cầm tới nhà ăn quyền thừa bao. Uông Kiến Minh nghe hiểu Uông Kiến Thành ý tứ. Hắn là ám chỉ lần này khu mỏ quảng lão bách tính kháng nghị hành động là Hứa Thuần Lương ở sau lưng giật dây. Uông Kiến Minh nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói, Kiến Thành, người cùng Hứa Thuần Lương có phải hay không có mâu thuẫn? Uông Kiến Thành lắc đầu nói, không tính là mâu thuẫn đi, khả năng ngoại nhân sẽ như vậy nghĩ, cho rằng là hắn phá hủy ta cùng Mai Như Tuyết quan hệ. Uông Kiến Minh mỉm cười nói, người không phải đã nói với ta, người thích người không phải Tiểu Tuyết. Uông Kiến Thành có chút xấu hổ nói ca, ta cùng Mai Như Tuyết hoàn toàn chính xác không điện báo, cho nên chưa nói tới vị yêu sinh hận. Ta cùng Hứa Thuần Lương mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng cũng không tính được cửu nhân, nhưng là lần này hành vi của hắn quá là không tử tế. Uông Kiến Minh nói, có một vấn đề ta một mực không hỏi qua ngươi, thúc thúc công ty tại Trung Hàn sản nghiệp vườn hạng mục bên trong xâm ném tỷ lệ là nhiều ít. Uông Kiến Thành cười nói ca, cái này người phải hỏi hắn, từ khi cha ta thân thể khôi phục về sau, ta liền chỉ phụ trách hải ngoại bộ, công ty ban giám đốc ta đều không có quyền tham gia. Uông Kiến Minh tin tưởng hắn nói đúng lời nói thật, thúc thúc người kia tâm cơ rất sâu, mà lại chuyên quyền độc đoán, chỉ cần hắn cho rằng chuyện chính xác, sẽ không theo bất luận kẻ nào thương lượng, bao quát ra ra. Uông Kiến Minh nói, người những tin tức này đều là từ đâu có được. Uông Kiến Thành nói, chỉ cần chịu dùng tiền làm rõ chuyện này nội tình còn không dễ dàng, tóm lại, ta có thể xác định, chuyện này phía sau kẻ đầu têu chính là Hứa Thuần Lương. Uông Kiến Minh điện thoại di động vang lên. Là Kiều Như Long gọi điện thoại tới. Uông Kiến Minh nhận nghe điện thoại,
cùng Kiều Như Long trò chuyện trong chốc lát, sau khi để điện thoại xuống, hắn hướng Uông Kiến Thành nói, Như Long điện thoại hắn là thay Kiều lão truyền lời, Kiều lão đối Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình phi thường quan chú. Uông Kiến Thành sửng sốt một chút, Kiều lão, hắn làm sao lại chú ý tới chuyện này? Uông Kiến Minh tướng bảy anh hùng mộ cùng Kiều lão quan hệ nói một lần, Uông Kiến Thành cũng cảm thấy việc này trở nên càng phát ra khó giải quyết, khu mỏ quặng lão bách tính nháo sự, cùng lắm thì dùng tiền giải quyết, nhưng là Kiều lão biết chuyện này, còn chuyên môn để Kiều Như Long gọi điện thoại cho Uông Kiến Minh, liền chứng minh Kiều lão đối Nhạc Tinh tập đoàn muốn đem tổng bộ xây ở bảy anh hùng mộ đối diện hành vi phi thường chú ý. Uông Kiến Minh hỏi Uông Kiến Thành một vấn đề, Trung Hàn sản nghiệp vườn sơ kỳ quy hoạch 50 cây số vuông, bệnh truyền nhiễm mới viện sở tại địa khối tổng cộng bất quá 100 mẫu, vì cái gì Nhạc Tinh không phải muốn mảnh đất này? Uông Kiến Thành giải thích cũng phi thường tái nhợt, chỉ nói là Nhạc Tinh tập đoàn tổng giám đốc Lý Bình Tinh ra ngoài ngày xưa tình kết, cho nên mới dự định lựa chọn mảnh đất kia kiến thiết Trung Hàn sản nghiệp vườn làm việc tổng bộ, có phải là vì nhớ lại hắn người nhà, nghe nói năm đó bọn hắn liền ở tại kia một chỗ khối bên trên, nơi đó có thời trẻ con của hắn hồi ức. Uông Kiến Minh cấp ra một cái đề nghị, vì Trung Hàn sản nghiệp vườn thuận lợi rơi xuống đất, tốt nhất tránh đi Thanh Sơn mỏ phạm vi, hy vọng bọn họ một lần nữa suy tính một chút cầm tố cầu. Uông Kiến Thành rời đi về sau, Tần Chính Dương gõ cửa đi đến, hắn hiệu suất làm việc rất cao đã tra được một chút mấu chốt vật liệu, một tấm trong đó ảnh chụp liền là lúc trước hai quỷ tử súng giết khởi nghĩa thợ mỏ, mặc dù không có Lý Tương Phác ở bên trong. Nhưng là ai cũng không thể cam đoan hắn năm đó không có tham gia hãm hại thợ mỏ hành động, huống chi hắn về sau bị tiểu quỷ tử xử bắn nguyên nhân chính là Thanh Sơn quáng nạn. Từ Thanh Sơn mỏ lịch sử tư liệu đến xem, cái này khởi quáng nạn Lý Tương Phác khẳng định phải gánh phụ trách nhiệm, dù sao lúc ấy hắn là mỏ bên trên an toàn tổng thanh tra, cho dù là đổi đến bây giờ cũng muốn gánh chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Uông Kiến Minh nhìn qua tấm kia ố vàng ảnh đen trắng, mày rậm khóa chặt nói, tiểu Tần, người thấy thế nào? Tần Chính Dương nói, ta tin tưởng Nhạc Tinh tập đoàn tại lựa chọn mảnh đất này trước đó hẳn là cân nhắc đến khả năng tình trạng, biết rất rõ ràng gặp được khó khăn, lại muốn vượt khó tiến lên, đoán chừng bọn hắn còn có lo nghĩ của hắn. Uông Kiến Minh gật đầu nói, có lẽ là thăm dò, muốn nhìn một chút già khu mỏ quảng bách tính phản ứng. Tần Chính Dương nói, nếu như chỉ từ mặt ngoài đến xem, bọn hắn nhất định phải đem khối này hoạch đi vào cũng không sáng suốt, đánh giá thấp khu mỏ quảng lão bách tính lòng yêu nước. Tổn thương tình cảm của bọn hắn. Uông Kiến Minh nói, người cảm giác đến bọn hắn sẽ biết khó mà lui sao? Tần Chính Dương lắc đầu nói, ta cảm thấy bọn hắn sẽ không hiện tại liền để bước, rất có thể muốn lợi dụng chuyện này hướng chúng ta tạo áp lực. Uông Kiến Minh hai mắt bên trong toát ra ánh mắt tán thưởng, Hứa Thuần Lương đề cử cho hắn người không sai, Tần Chính Dương cùng mình nghĩ đến cùng đi, 15 tỷ đô la đầu tư, đến đâu mà đều sẽ hưởng thụ đến khách quý lễ ngộ. Cho nên mình tại ngay từ đầu cũng làm ra sẽ vì Nhạc Tinh tập đoàn sáng tạo hết thảy tiện lợi điều kiện tỏ thái độ. Ngay từ đầu Uông Kiến Minh liền chuẩn bị đáp ứng Nhạc Tinh tập đoàn yêu cầu, tướng bệnh truyền nhiễm viện mới viện mảnh đất kia hoạch cho bọn hắn, để bệnh truyền nhiễm viện tìm cái khác địa chỉ mới, trong thành phố có thể cho bệnh truyền nhiễm viện tương ứng đền bù, dù sao bọn hắn là Đông Châu phát triển làm ra hy sinh, nhưng bây giờ tình thế phát triển trở nên càng ngày càng phức tạp, phát triển kinh tế mặc dù trọng yếu, nhưng là tại dính đến dân tộc tình cảm mẫn cảm vấn đề bên trên, Uông Kiến Minh duy trì cực đầu óc thanh tình. Coi như không có Kiều Như Long điện thoại, hắn cũng sẽ thận trọng xử lý vấn đề này. Uông Kiến Minh nói, ta nghe nói khu mỏ quảng lão bách tính tập thể kháng nghị sự tình là có người ở sau lưng thôi động. Tần Chính Dương nghe xong liền biết Uông Kiến Minh khả năng hoài nghi Hứa Thuần Lương, cho nên cố ý nói như vậy cho mình nghe. Tần Chính Dương nói, kỳ thật vấn đề hiện tại tuôn ra đến so về sau tuôn ra đến muốn tốt. Uông Kiến Minh nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn một ít thời gian, người giúp ta hẹn một chút Nhạc Tinh tập đoàn đại biểu. Lý Sương Hách tại tiếp vào Uông Kiến Minh mời về sau, lập tức tiến về Đông Châu thị trung tâm hành chính, hắn thấy, Uông Kiến Minh chủ động hẹn mình, hẳn là khẩn trương, lo lắng khu mỏ quảng lão bách tính kháng nghị sự kiện ảnh hưởng đến Trung Hàn sản nghiệp vườn hạng mục đàm phán. Đi trước trên đường. Lý Huyền Bân tức giận nói, phụ thân, vì cái gì nhất định phải đầu tư Đông Châu? Chúng ta đi thành thị nào đều sẽ bị đối đãi như thượng tân, chúng ta là thưởng bọn hắn cơm ăn, bọn hắn tại sao muốn kháng nghị? Lý Sương Hách u ám khuôn mặt không thấy chút nào tiếu dung, là gia gia ngươi quyết định. Lý Huyền Bân lập tức không nói, gia gia trong gia tộc đại biểu cho vô thượng quyền uy, không có người dám can đảm khiêu chiến. Lý Sương Hách thấp giọng nói, ngày đó ngươi tại quyên tặng sẽ lên biểu hiện để cho ta cảm giác sâu sắc thất vọng.
Lý Huyền Bân biện bạch nói, là hắn quấy rối Bạch Lan trước đây. Lý Sương Hách âm trầm nói, ta đã cảnh cáo ngươi, cách nữ nhân kia xa một chút. Phụ thân, ngươi tại sao muốn phản đối? Lý Sương Hách nói, bởi vì nàng không xứng với ngươi. Hắn không muốn tiếp tục nghiên cứu thảo luận cái đề tài này, nhắc nhở nhi tử, quay đầu cùng hắn đi gặp bí thư thời điểm không cần nói, chỉ cần lắng nghe liền tốt. Khu mỏ quảng kháng nghị sự kiện ảnh hưởng đến Lý Sương Hách tâm tình, phụ thân cho là hắn hành sự bất lực, Lý Sương Hách phi thường minh bạch nếu như mình không cách nào xử lý tốt lần này Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình, chỉ sợ ở gia tộc tông kế thừa bài vị lại muốn lui về phía sau, dù sao phụ thân không chỉ chính mình một đứa con trai. Lý Sương Hách cũng không hiểu vì cái gì phụ thân không phải muốn lựa chọn Đông Châu tiến hành đầu tư, cùng Lâm Thị Hải Châu so sánh, Đông Châu cũng không chiếm ưu vẻn vẹn là Hải Châu ven biển, có được quy mô khổng lồ bến tàu cũng đủ để miểu sát Đông Châu, huống chi Hải Châu phương diện cung cấp điều kiện cũng muốn so Đông Châu càng có sức hấp dẫn. Lý Sương Hách vốn cho rằng Trung Hàn sản nghiệp vườn đàm phán sẽ phi thường thuận lợi, nhưng vừa ngay từ đầu liền xuất hiện khó khăn trắc trở, hắn đối hôm nay cùng Uông Kiến Minh gặp mặt vẫn là tràn ngập mong đợi. Thân là Đông Châu thị người đứng đầu, Uông Kiến Minh đương nhiên biết rõ 15 tỷ đô la đầu tư ý nghĩa, cái này cái quan viên của quốc gia đối chiến tích phổ biến là vô cùng khát vọng, có ít người thậm chí có thể vì chiến tích làm ra đại phúc nhượng bộ, những người này tướng người lợi ích vĩnh viễn đặt ở vị thứ nhất. Tần Chính Dương dẫn Lý Sương Hách phụ tử đi vào Uông Kiến Minh văn phòng. Uông Kiến Minh cùng Lý gia phụ tử hai người từng cái nắm tay, hắn kỳ thật đã nghe nói hai ngày trước Hứa Thuần Lương tại Quyên Tặng sẽ hiện trường đánh Lý Huyền Bân sự tình. Uông Kiến Minh cũng không cho rằng cái này hai người trẻ tuổi chỉ là xung quan một giận là hồng nhan tranh giành tình nhân, có lẽ chuyện ngày đó chỉ là song phương toàn diện đối kháng thêm nhiệt. Lý Sương Hách tại nhi tử bị đánh về sau không có lựa chọn phẩy tay áo bỏ đi, chứng minh Trung Hàn sản nghiệp vườn đối với hắn cũng phi thường trọng yếu, hắn không lại bởi vì một chuyện nhỏ sửa đổi đầu tư suy nghĩ. Uông Kiến Minh hàn huyên hai câu liền tiến vào chính đề, hỏi thăm bọn họ đối với song phương hợp tác thấy thế nào. Có cái gì mới ý nghĩ? Lý Sương Hách nói, Uông thư ký, ta ăn ngay nói thật, chúng ta đối Đông Châu hoàn cảnh đầu tư cảm thấy thất vọng. Uông Kiến Minh cười nói, xem ra công việc của chúng ta có không đến địa phương, Lý Tổng một mực nói ra. Lý Sương Hách nói, Uông thư ký lúc trước hứa hẹn lát nữa là đầu tư của chúng ta sáng tạo hết thảy tiện lợi điều kiện, nhưng bây giờ chúng ta không nhìn thấy quý phương hoan nghênh, nhìn thấy chỉ là phản đối, nghe được quá nhiều kháng nghị âm thanh âm, ta liền muốn hỏi một chút. Vì sao khu mỏ quảng dân chúng đối với chúng ta như thế lớn thành kiến? Chẳng lẽ bọn hắn không rõ ràng Trung Hàn sản nghiệp vườn thành lập ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa chúng ta sẽ tăng lên trên diện rộng khu mỏ quảng cơ sở kiến thiết cùng sản nghiệp kết cấu, mang ý nghĩa chúng ta là khu mỏ quảng sáng tạo vô số cái vào nghề cơ hội. Uông Kiến Minh nói, gần nhất phát sinh một chút tình huống Lý Tổng hẳn phải biết, chúng ta đối quý công ty đầu tư là ôm hoan nghênh ủng hộ thái độ. Ta cũng hoàn toàn chính xác nói qua sẽ là đầu tư của các ngươi sáng tạo hết thảy khả năng tiện lợi điều kiện. Uông Kiến Minh nhấn mạnh khả năng hai chữ này, vừa rồi Lý Sương Hách hiển nhiên là lén đổi khái niệm, Uông Kiến Minh tuyệt không có khả năng đem lời nói chết như vậy. Lý Sương Hách nói, chúng ta mang theo thành ý mà đến, chuẩn bị đầu tư 15 tỷ đô la trợ giúp Đông Châu phát triển kinh tế, tướng Đông Châu phát triển thành nhạc tinh lớn nhất hải ngoại sản nghiệp căn cứ, nhưng chúng ta cũng không có đạt được vốn có tôn trọng. Thậm chí cảm nhận được vũ nhục. Uông Kiến Minh không kiêu ngạo không tự ti nói, tôn trọng chưa hề đều là tương hỗ, ta cũng không cho là chúng ta có cái gì thất lễ địa phương, về phần Lý Tổng nói tới vũ nhục càng là không thể nào nói đến. Lý Sương Hách nói, Uông thư ký chẳng lẽ không có nghe được những người kia làm sao chửi chúng ta? Nói chúng ta giáp tâm không tốt, nói chúng ta là hai quỷ tử hậu đại, gia gia của ta là anh hùng, năm đó ở Thanh Sơn mỏ bảo vệ nhiều ít thợ mỏ miễn bị hãm hại. Nhưng bây giờ những cái kia thợ mỏ hậu nhân không những không hiểu được cảm ơn, ngược lại ác độc công kích ta tổ tông, đây không phải vũ nhục là cái gì. Uông Kiến Minh nói, người nói sự tình chúng ta đã bắt đầu điều tra, nếu như dính đến thân người công kích, chúng ta khẳng định sẽ xử lý, bất kỳ cái gì sự tình đều là phải để ý chứng cớ, căn cứ năm đó tư liệu lịch sử ghi chép, đương lúc hoàn toàn chính xác có đến từ bán đảo lính đánh thuê nối giáo cho giặc, sát hại rất nhiều thợ mỏ, hại đến bọn hắn thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Lịch sử là không dung mặt sát. Lý Sương Hách nói, Uông thư ký người lời này là có ý gì? Gia gia của ta không có làm qua những sự tình kia. Uông Kiến Minh nói, người có thể bảo chứng những người khác cũng chưa làm qua sao? Hắn tướng một tấm hình đưa cho Lý Sương Hách. Lý Sương Hách sau khi xem xong có chút tức giận kêu lên, Uông thư ký đã không chào đón chúng ta, từ
từ vừa mới bắt đầu liền không cần làm ra như thế biểu thị, tấm hình này cùng chúng ta Lý gia không có bất cứ quan hệ nào, gia gia của ta cũng là người bị hại, chúng ta tới là đầu tư, không phải đến cùng các ngươi đàm lịch sử. Uông Kiến Minh nói, chúng ta hoan nghênh ngoại lai đầu tư, nhưng là cũng không có nghĩa là chúng ta đối bất cứ đầu tư nào không thiết cánh cửa, không thêm phân biệt, càng không có nghĩa là chúng ta có thể đem lịch sử vứt ở một bên, còn có, Lý Tổng hẳn là thanh sở, bất kỳ cái gì đầu tư đều tồn tại phong hiểm, ta tin tưởng, các ngươi tại đầu tư trước đó cũng đã làm phong hiểm ước định. Thanh Sơn Mỏ đến nay còn ở không ít năm đó người gặp nạn gia thuộc, bọn hắn sẽ không quên năm đó phát sinh qua sự tình tình. Lý Sương Hách nói, chỗ lấy quốc gia các ngươi phát triển lạc hậu hơn chúng ta là có nguyên nhân, bởi vì các ngươi luôn luôn ôm chuyện đã qua một mực không thả. Uông Kiến Minh nụ cười trên mặt biến mất, Lý Tiên Sinh, quốc gia chúng ta có câu nói, quên lịch sử mang ý nghĩa phản bội, ghi khắc lịch sử mới có thể mở sáng tạo tương lai. Quốc gia các ngươi hoàn toàn chính xác trong mấy chục năm qua phát triển nhanh chóng nhanh, nhưng từ lịch sử tới nói, chúng ta chưa từng có đem các ngươi xem như là đối thủ. Đối mọi người tới nói, dắt tay cùng có lợi mới là lựa chọn chính xác. Uông Kiến Minh có thể có hai chồng giải độc, một là chúng ta không có căm thù qua các ngươi, hai là chúng ta chưa hề đều không có nhìn lên qua các ngươi. Lý Sương Hách mặc dù nghe ra Uông Kiến Minh trong lời nói giấu giếm lời nói sắc bén, nhưng người ta không có nói rõ xem thường bọn hắn, cũng không tốt vạch mặt, ha ha cười một tiếng nói, Nhạc Tinh tập đoàn đầu tư 15 tỷ đô la bản thân liền đại biểu chúng ta lớn nhất thành ý, hướng chúng ta biểu đạt ý hướng hợp tác thành thị rất nhiều, trong đó không thiếu điều kiện so Đông Châu càng thêm hậu đãi, nhưng chúng ta vẫn đem Đông Châu liệt làm ưu tiên lựa chọn, là bởi vì phụ thân của ta đối Đông Châu có đặc thù tình cảm. Uông Kiến Minh nói, ta có thể lý giải các ngươi loại cảm tình này, cũng sẽ tại khả năng điều kiện tiên quyết là quý phương sáng tạo tốt nhất hoàn cảnh đầu tư. Nhưng là ta cũng hy vọng quý mới có thể bận tâm đến nơi đó quần chúng cảm thụ, Trung Hàn sản nghiệp vườn quy hoạch phải chăng có thể làm ra nhất định điều chỉnh, cùng Thanh Sơn Mỏ duy trì, nhất là cùng công nhân thôn bảo trì khoảng cách nhất định. Không thể, Lý Sương Hách chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Uông Kiến Minh nói, Lý Tiên Sinh không ngại báo cáo tập đoàn thảo luận một chút, tin tưởng chúng ta nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết, từ đó đạt thành cuối cùng cả hai cùng có lợi mục đích. Lý Sương Hách nói, Uông thư ký. Nếu như ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng không thể giải quyết, ngươi để cho ta làm sao có thể tin tưởng quý phương tại hợp tác bên trên thành ý. Để tập đoàn chúng ta làm sao yên tâm đầu nhập khổng lồ như thế. Uông Kiến Minh mỉm cười nói, muốn thành công hợp tác, nhất định phải song phương cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, hiểu nhau, tuyệt không phải một phương nhượng bộ liền có thể thực hiện. Lý Tổng tại Thương Hải phấn đấu nhiều năm, phương diện này lý giải cũng không thua ở ta, ta đại biểu Đông Châu hướng Lý Tiên Sinh cam đoan. Chúng ta hợp tác đại môn vĩnh viễn rộng mở, chúng ta là tràn ngập thành ý. Lý Sương Hách nói, ta chờ mong nhìn thấy quý phương thành ý. Lý Sương Hách phụ tử rời đi về sau, đã qua giờ tan sở. Tần Chính Dương biết trận này nói chuyện cũng không thoải mái, Lý Sương Hách biểu hiện được quá hùng hổ dọa người, Uông Kiến Minh mặc dù toàn bộ hành trình bảo trì phong độ, nhưng là cũng không có chút nào nhượng bộ đầy đủ đã chứng minh hắn kiên định nguyên tắc tính. Một đối 15 tỷ đô la ngoại lai đầu tư có thể bảo trì phần này bình tĩnh người cũng không nhiều, Tần Chính Dương cảm giác sâu sắc bội phục. Nếu như Trung Hàn sản nghiệp vườn thuận lợi ngụ lại Đông Châu, đối vừa mới nhậm chức Uông Kiến Minh tới nói có thể nói là khởi đầu tốt đẹp, vẻn vẹn là cái này một chiến tích cũng đủ để cho hắn nhiệm kỳ có chỗ bàn giao, đổi thành người khác nói không chừng đã tuyển chọn nhượng bộ. Tần Chính Dương trợ giúp Uông Kiến Minh đổi chén trà mới. Uông Kiến Minh vẫn đang suy nghĩ cái gì sự tình vừa rồi. Thẳng đến Tần Chính Dương tướng một lần nữa pha tốt trà phóng tới trước mặt hắn, hắn mới trở lại trong hiện thực, nói khẽ an bài một chút, ngày mai ta muốn tự mình đi xem nhìn. Tần Chính Dương nhẹ gật đầu, ta lập tức thông chi tương quan phương diện. Uông Kiến Minh lắc đầu, không cần, ta muốn thấy đến chân thật nhất một mặt. Khu mỏ Quảng Bách tính kháng nghị vẫn tại tiếp tục, bất quá tại ngành tương quan khuyên bảo, bọn hắn sửa lại địa điểm, tại Dương Kiến Quốc tổ chức dưới. Mấy trăm tên năm đó gặp nạn thợ mỏ hậu đại tụ tập tại Thanh Sơn Mỏ di chỉ trước cổng chính tiến hành kỷ niệm hoạt động, cũng tại hiện trường biểu hiện ra năm đó di vật cùng ảnh chụp, giảng thuật năm đó bi thảm chuyện cũ. Khu mỏ quảng trường tiểu học phụ thuộc bọn nhỏ cũng tại cùng ngày buổi chiều tới đón thụ chủ nghĩa yêu nước giáo dục. Hiện trường xuất hiện không ít từ truyền thông người, cái này trong đó có Hứa Thuần Lương bằng hữu Tam Lưỡng Tam Hứa Tiểu Nhạc. Uông Kiến Minh cùng Tần Chính Dương đi vào Thanh Sơn Mỏ di chỉ cửa công viên thời điểm. Nhìn tới cửa người người nhốn nháo tràng diện cũng là lấy làm kinh hãi. Tần Chính Dương biểu thị mình trước đi xem một chút, hắn đi dạo qua một vòng rất mau trở lại đến,
hướng Uông Kiến Minh báo cáo, hôm nay là Thanh Sơn quáng nạn 80 năm ngày kỷ niệm, những này lão bách tính đều là từ phát tới tế điện. Còn khu mỏ quảng trường tiểu học phụ thuộc những học sinh kia là trường học chuyên môn tổ chức tới tiến hành chủ nghĩa yêu nước giáo dục. Uông Kiến Minh nhẹ gật đầu, ngồi ở trên xe nhìn một hồi, hắn cuối cùng vẫn không có xuống xe, nhất cử nhất động của hắn đều đại biểu cho quan phương thái độ. Vào tình huống như bây giờ, hắn còn không muốn cùng Nhạc Tinh tập đoàn triệt để náo cương, vẫn là hy vọng song phương có thể tìm tới cùng có lợi phương pháp. Tần Chính Dương từ Uông Kiến Minh cử động bên trên đã hiểu ý nghĩ của hắn, để lái xe đi trước bệnh truyền nhiễm viện mới viện công trường. Kỳ thật Uông Kiến Minh đã có chủ ý, hắn sẽ không đáp ứng Nhạc Tinh tất cả yêu cầu, nhất là bệnh truyền nhiễm viện mới viện mảnh đất này chính đối Thanh Sơn mỏ di chỉ, nếu như Nhạc Tinh ở chỗ này tu làm việc tổng bộ, hắn có thể tưởng tượng sẽ xuất hiện như thế nào tình cảnh, tung bay lấy Trung Hàn hai nước quốc kỳ, nói không chừng Lý Bình Tinh sẽ còn tại trên đất trống là phụ thân hắn tu kiến một tòa kỷ niệm tượng đồng. Bán đảo người là trên thế giới này am hiểu nhất dở trò dân tộc một trong. Uông Kiến Minh không phủ nhận cái này 15 tỷ Mỹ kim đầu tư gồm có tương đối lớn sức hấp dẫn, nhưng là bất kỳ phát triển kinh tế đều phải nắm chắc chính xác chính trị phương hướng. Thông hướng bệnh truyền nhiễm viện mới viện con đường đã tu được không sai biệt lắm, Tần Chính Dương rời đi Thanh Sơn mỏ di chỉ trước đó mới cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, nói cho hắn biết Uông thư ký đi qua nơi này thuận tiện tới thị sát tiêu hơi thở. Hứa Thuần Lương ngay tại qua trên đường tới, biểu thị mình còn phải 10 phút đồng hồ mới có thể đến đạt, Tần Chính Dương bàn giao hắn không cần kinh động bệnh truyền nhiễm viện lãnh đạo, Uông thư ký hẳn là sẽ không dừng lại quá lâu. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian liên hệ Chu Mãnh, để tránh trực ban bảo an tướng bí thư xe cự tuyệt ở ngoài cửa. Uông Kiến Minh xe thuận lợi lái vào công trường bên này trước mắt chỉ có Chu Mãnh đang phụ trách, hắn tranh thủ thời gian tiến lên đón. Tần Chính Dương để hắn đi làm việc. Bọn hắn tùy tiện đi dạo, Hứa Thuần Lương lập tức tới ngay. Chu Mãnh cầm mấy cái mới tinh nón bảo hộ cho bọn hắn, Uông Kiến Minh đội nón an toàn lên, lúc này Hứa Thuần Lương cũng chạy tới. Hứa Thuần Lương nói, Uông thư ký, người đến thị sát cũng không có sớm thông chi chúng ta một tiếng. Uông Kiến Minh cười nói, thông chi không liền để ngươi có chuẩn bị rồi. Ta chính là muốn để ngươi trở tay không kịp. Mấy người đều nở nụ cười. Hứa Thuần Lương ở phía trước dẫn đường. Kỳ thật hiện tại công trường cũng không có gì có thể nhìn, chính là một khối lớn đất trống. Uông Kiến Minh đi vài bước chậm rãi nói, tiểu Hứa A, vừa rồi chúng ta qua trên đường tới nhìn thấy có không ít người tập kết tại Thanh Sơn mỏ di chỉ cửa công viên, người biết bọn hắn đang làm gì sao? Hứa Thuần Lương gật đầu nói, hôm nay là Thanh Sơn quáng nạn 80 năm ngày kỷ niệm, năm đó những cái kia khu mỏ quặng người gặp nạn hậu đại tự phát tổ chức tế điện, hàng năm đều sẽ có dạng này hoạt động. Uông Kiến Minh nhìn Tần Chính Dương một chút, Tần Chính Dương nhẹ gật đầu, Hứa Thuần Lương là thực có can đảm siêu A, hắn chuyên môn hiểu qua, đi qua tốt như không nghe nói có dạng này quy mô tế điện hoạt động. Còn tốt Uông Kiến Minh không có trong vấn đề này làm văn chương, nói khẽ Thanh Sơn quáng nạn tạo thành hơn 50 cái gia đình bi kịch, chuyện trước chưa quên, chuyện sau đã đến, mặc dù trôi qua 80 năm, chúng ta vẫn muốn dẫn coi là dám, bất kỳ cái gì thời điểm đều muốn đem an toàn sản xuất đặt ở vị thứ nhất. Tần Chính Dương tiếp tục đi theo gật đầu, lãnh đạo nói đều là đúng. Hứa Thuần Lương nói, theo ta được biết, 80 năm trước trận này quáng nạn không có đơn giản như vậy, lúc ấy may mắn chạy nạn người sống sót phản ứng, trận kia quáng nạn bên trong lâm nạn đều là kháng nhiệt cốt cán, bọn hắn cho rằng đây là một khởi cố ý sự cố. Uông Kiến Minh nói, tiểu Hứa, người đối đoạn lịch sử này rất quen thuộc nha. Hứa Thuần Lương nói, gần nhất có cái bán đảo nữ tác gia tới siêu tập vật liệu. Nàng ứng Nhạc Tinh phương diện mời làm Nhạc Tinh tổng giám đốc Lý Bình Tinh một nhà viết sách lập truyền, vừa vặn chúng ta trước đó liền nhận biết, ta giúp nàng liên hệ tương quan chuyên gia, cũng tiếp xúc đến một chút tư liệu lịch sử. Uông Kiến Minh nói, hai ngày trước người tại viện bảo tàng cùng Nhạc Tinh Lý Huyền Bân ra tay đánh nhau chính là vì cái này nữ tác gia. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Uông thư ký nghe ai nói. Tần Chính Dương nói, ngươi cho rằng là ai giúp ngươi khống chế ảnh hưởng, tiểu Hứa A. Chuyện này ngươi phải hảo hảo tạ ơn Uông thư ký. Hứa Thuần Lương nói, Uông thư ký nhìn rõ mọi việc, lựa chọn đứng tại chính nghĩa một phương. Uông Kiến Minh cười nói, ngươi ít cho ta lời tâng bốc, ngươi cùng Lý Huyền Bân có cái gì hóa giải không được cừu hận, không phải tại trường hợp công khai ra tay đánh nhau. Lấy cảnh giới của ngươi, sẽ không thật vì một cái nữ hài tử liền làm loại này chuyện vọng động a. Hứa Thuần Lương nói, con người của ta đem vinh dự thấy đặc biệt nặng. Nhất là liên quan đến quốc gia dân tộc vấn đề bên trên,
cái kia nhỏ bổng tử trước mặt nhiều người như vậy vũ nhục chúng ta, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Uông Kiến Minh hướng Tần Chính Dương nói, có nghe hay không, người tuổi trẻ bây giờ khó lường, động một chút lại đem tư nhân mâu thuẫn lên cao đến quốc gia dân tộc độ cao bên trên, tiểu tử này a đem chúng ta đều bắt cóc. Tần Chính Dương đi theo cười, Uông Kiến Minh ra sao thanh tỉnh một người, hắn đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình thấy phi thường rõ ràng. Hứa Thuần Lương nói, Uông thư ký người ngại mũ cao, ta còn sợ mũ lớn đâu, ta thừa nhận, ta đối bổng tử có thành kiến, ta xem bọn hắn cái nào chỗ nào đều không vừa mắt. Uông Kiến Minh nói, lòng dạ nới lỏng rộng một điểm, ánh mắt buông dài xa một chút, chúng ta như thế lớn quốc gia đáng giá cùng người ta so đo sao. Trước mắt quốc tế dưới hình thế, chúng ta vẫn là cần cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, đồng mưu phát triển. Hứa Thuần Lương nói, Uông thư ký nói đúng, chúng ta cùng một cái chủ quyền không hoàn chỉnh quốc gia không cần thiết chăm chỉ, nhưng đối bọn hắn cũng không thể quá nuông chiều, người khách khí với bọn hắn không hiểu được có qua có lại, chỉ biết được đà lấn tới. Uông Kiến Minh nở nụ cười, quan hệ đối ngoại là một môn học vấn, ta đã từng hỏi qua phương diện này chuyên gia, hắn nói cho ta, quan hệ đối ngoại tuyệt không phải một vị lấy lòng, mà là phải dùng đối mới có thể nghe hiểu ngữ giảng hòa hắn giao lưu, đàn gảy tai châu là khởi không đến bất luận cái gì hiệu quả. Hứa Thuần Lương nói, cùng gia súc giao lưu phương thức tốt nhất chính là dùng roi. Uông Kiến Minh cùng Tần Chính Dương liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được cười lên. Lúc này có khách nhân đến nhìn thấy chiếc kia nhanh ni thi đấu nghĩ, Hứa Thuần Lương liền đoán được là Bạch Lan đến, nàng hôm nay ngược lại là sẽ chọn thời điểm. Bạch Lan là đặc địa tới hướng Hứa Thuần Lương nói từ biệt, nàng xế chiều hôm nay liền muốn rời khỏi Đông Châu. Uông Kiến Minh cùng Bạch Lan lên tiếng chào, hắn trong thành phố còn có việc. Hứa Thuần Lương đưa Uông Kiến Minh sau khi lên xe trở lại Bạch Lan bên người, Bạch tiểu thư kỳ thật không cần chuyên đến chuyến này. Bạch Lan nói, ta cũng không phải chuyên đến chuyến này, nghe nói Thanh Sơn Mỏ Di chỉ có tế điện hoạt động, ta đi hiện trường đi thăm một chút, thuận tiện siêu tập một chút tư liệu. Hứa Thuần Lương cười nói, biết đến ngươi là tác gia, không biết còn tưởng rằng ngươi là nữ đặc vụ. Bạch Lan bất đắc dĩ nói, ta đã thành thói quen ngươi mang theo thành kiến nhìn ta. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không có như thế sắc. Bạch Lan nhìn không được đưa cho hắn một cái liếc mắt, nói khẽ tha thứ ta nói thẳng. Người lợi dụng nơi đó lão bách tính bốc lên dân tộc đối lập, phá hư Trung Hàn song phương hợp tác, đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Hứa Thuần Lương nói, người ít cho ta chụp như thế lớn mũ, động một chút lại từ trên thân người khác tìm mau bệnh, các ngươi làm sao cũng không biết nghĩ lại một chút chính mình vấn đề. Trung Hàn sản nghiệp vườn tuyển chỗ nào không được, không phải lựa chọn tại cái này mẫn cảm địa phương, năm đó đám kia hai quỷ tử nhưng làm không ít chuyện xấu. Các ngươi làm như vậy rõ ràng là tại khiêu chiến khu mỏ quảng nhân dân danh giới cuối cùng. Bạch Lan nói, trong bọn họ thật có chút người làm qua tổn thương thợ mỏ sự tình, nhưng bọn hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ bọn hắn cũng là người bị hại. Hứa Thuần Lương nói, dựa theo ngươi logic đồng lõa cũng không phải là hung thủ. Ngươi thật đúng là sẽ vì bọn họ khuyên, ta nhưng làm chuyện xấu nói trước, nếu như tương lai ngươi tiểu thuyết vặn vẹo lịch sử sự thật, nói xấu chúng ta nước người, hai ta liền bằng hữu bình thường đều không có làm. Bạch Lan nói, vô luận ngươi như thế nào nghĩ, ta đều sẽ tuân theo lịch sử sự thật đến viết, căn cứ ta trước mắt nắm giữ tư liệu, Lý Tương Phác tiên sinh năm đó cũng không có làm qua tổn thương quý quốc nhân dân chuyện tình cảm, hắn còn bảo đảm hộ rất nhiều thợ mỏ, đây đều là có ghi lại, những cái kia thợ mỏ hậu nhân coi như không cảm ơn cũng không phải làm bẻ cong sự thật. Hứa Thuần Lương nói, Lý Tương Phác có hay không bảo hộ thợ mỏ ta không biết, dù sao có chuyện ta là rõ ràng. Nhạc Tinh tổng giám đốc Lý Bình Tinh nếu như không phải đạt được khu mỏ Quảng lão bách tính trợ giúp, hắn sớm đã chết ở quỷ tử trong tay đầu, hắn năm đó muốn là chết, cũng sẽ không có Nhạc Tinh tập đoàn, Lý Sương Hách, Lý Huyền Bân cái nhóm này tôn liền sinh ra cơ hội đều không có, đến cùng là ai hẳn là cảm ơn. Ta phát hiện thôn các ngươi mạch suy nghĩ đều có vấn đề, không biết uống nước nhớ nguồn a. Bạch Lan nhất thời càng không có cách nào phản bác. Hứa Thuần Lương nói, hắn tìm tới Tư Trung Hàn sản nghiệp vườn nếu thật là vì cảm ơn khu mỏ Quảng bách tính, sống động kinh tế địa phương chúng ta hoan nghênh nhưng bọn hắn đi vào về sau làm được tất cả đều là buồn nôn công việc của chúng ta, cái này cũng làm người ta không thể không hoài nghi bọn họ chạy tới động cơ. Bạch Lan nói, người hiểu lầm, Lý Tiên Sinh tuổi thơ thời điểm đã từng ở trên vùng đất này ở qua, cho nên đối nơi này có đặc biệt tình cảm, hắn thậm chí tướng nơi này coi là hắn cố hương thứ hai. Không phải Trung Hàn sinh nghiệp vườn cũng sẽ không để lấy nhiều như vậy thành thị không đi chọn chọn hết lần này tới lần khác đi tới Đông Châu. Hứa Thuần Lương nói, đừng đánh tình cảm bài,
khu mỏ quặng 50 cây số vuông thổ địa còn chưa đủ hắn dùng, hết lần này tới lần khác để mắt tới chúng ta cái này 100 mẫu. Làm sự tình luôn có cái tới trước tới sau a, liền bởi vì bọn hắn nhiều tiền bọn ta liền phải đem nhường lại. Không có đạo lý này. Bạch Lan nói, người đừng hướng ta nổi giận, ta cùng Nhạc Tinh tập đoàn không có quan hệ gì, ta tới mục đích đúng là vì sưu tập tài liệu viết một quyển tiểu thuyết, các người hợp tác thành công hay không ta không quan tâm, ta cũng không có hứng thú. Lúc này Dương Khánh Nguyên gọi điện thoại tới hỏi thăm muốn hay không chuẩn bị cơm trưa, dù sao lần trước Bạch Lan tới thời điểm Hứa Thuần Lương ngay tại công trường nhà ăn mời qua nàng, tại Dương Khánh Nguyên xem ra, phàm là cô nương xinh đẹp đến tìm Hứa Thuần Lương, cùng hắn quan hệ đều không tầm thường. Công trường nhà ăn đặc địa lưu lại một cái phòng đơn làm chiêu đãi trọng yếu lãnh đạo sử dụng, dù sao trước mắt có thể phát huy được tác dụng cơ hội không nhiều. Hứa Thuần Lương hỏi Bạch Lan muốn hay không lưu lại ăn cơm, hắn kỳ thật chỉ là khách khí một chút, thật không nghĩ đến Bạch Lan thế mà đáp ứng. Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, Bạch Lan không phải đến cùng mình nói từ biệt sao. Nàng không vội mà đuổi máy bay, hóa ra là lần trước nếm qua gà con khiêng súng về sau nhớ mãi không quên. Cho nên trước khi đi còn muốn ôn lại cựu vị. Cái này cần quái Dương Nguyên Khánh, lần trước đồ ăn quá cứng, ăn quen đồ chua bán đảo cô nương cái nào chịu được cái này. Kỳ thật Hứa Thuần Lương để Dương Khánh Nguyên sớm làm chuẩn bị, bởi vì lưới đỏ chủ block tam lưỡng tam nói xong giữa trưa muốn đi qua. Thanh Sơn quáng nạn 80 năm tròn tế điện sự tình là Hứa Thuần Lương cho Dương Kiến Quốc gia chủ ý, bởi vì dính đến Trung Hàn sản nghiệp vườn, chủ lưu truyền thông sẽ không dễ dàng đưa tin. Cho nên Hứa Thuần Lương mới liên hệ tam lưỡng tam, thông qua mạng lưới đường tắt tướng ảnh hưởng khuếch đại, không phải làm như thế cảnh tượng hoành tráng ý nghĩa ở đâu. Hắn liền muốn lợi dụng dân gian dư luận hướng Nhạc Tinh một phương tạo áp lực. Từ vừa rồi Uông thư ký thái độ liền có thể nhìn ra, hắn phi thường trọng thị khu mỏ quặng thái độ của dân chúng, chế tạo ảnh hưởng dư luận mục đích là muốn để càng nhiều người chú ý Thanh Sơn quáng nạn cái này một lịch sử sự kiện, ảnh hưởng càng lớn, Nhạc Tinh tập đoàn kế hoạch càng khó thực hành. Tam lưỡng tam giữa chưa không phải một người tới, ngoại trừ như hình với bóng trợ lý tiểu kết bên ngoài, hắn còn mang đến một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, Tô Tình thế mà cùng hắn cùng một chỗ hiện thân công trường. Hứa Thuần Lương không phải không nghĩ tới để Tô Tình giúp làm đồng thời chuyên đề đặt ở tỉnh đài truyền ra, nhưng là cân nhắc đến chuyện này phi thường mẫn cảm, có lẽ sẽ cho nàng mang đến bất lợi ảnh hưởng, cho nên coi như thôi, thật không nghĩ đến Tô Tình vẫn là mang theo tin tức phỏng vấn tổ đến đây, chỉ cần là Hứa Thuần Lương sự tình. Tô Tình đều sẽ xem như hạng nhất đại sự đến xử lý. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương bên người có vị mỹ nữ làm bạn, Tô Tình trong lòng có chút chua chua, kỳ thật nàng mới nghe nói Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết chia tay sự tình, lúc ấy liền nghĩ qua đến, lại lo lắng người khác cảm thấy nàng thừa dịp hư mà nhập. Không đợi Hứa Thuần Lương vì mọi người giới thiệu, tiểu kết liền nhận ra Bạch Lan, nàng là Bạch Lan bánh phở, kích động đến nhảy cẫng hoan hô. Tô Tình đi vào Hứa Thuần Lương bên người nói khẽ, nàng thật xinh đẹp a. Hứa Thuần Lương nói, so ra kém ngươi một cây ngón chân. Bình bình đạm đạm một câu nói làm cho Tô Tình tâm hoa nộ phóng, vừa rồi chút khó chịu đó trong nháy mắt tan thành mây khói, nàng ý thức được tâm tình của mình tùy tiện liền sẽ bị bên người cái này cái nam nhân tả hữu. Gương mặt xinh đẹp nóng lên, mắng, nói đến cùng ngươi gặp qua giống như. Hứa Thuần Lương dám đoán chắc Tô Tình lời này có dụ địch xâm nhập ý tứ. Nếu như không có những người khác ở đây, nói không chừng hắn liền hiện trường nghiệm chứng một chút, Tô Tình phản ứng khẳng định là ỡ mờ, Hứa Thuần Lương cảm giác cái này hồng trần trong thế tục dụ hoặc thực sự quá nhiều, mình viên này đạo tâm không giờ khác nào không tại thừa nhận khảo nghiệm cùng dày vò, còn may là mình, người khác đã sớm cầm giữ không được. Mọi người ngồi xuống sắp ăn cơm thời điểm, Trịnh Bồi An gọi điện thoại tới, ngữ khí có vẻ hơi lo lắng, nguyên lai Cơ Dài Dài mới vừa rồi cùng bệnh nhân phát sinh xung đột. Trực tiếp dùng một bình nước muối sinh lý đem bệnh nhân cho u đầu sứt chán. Bây giờ đối phương trong nhà đến không ít người lấy muốn thuyết pháp, đem trường thiện cửa bệnh viện cho chặn lại, cảnh sát cũng tới, Cơ Dài Dài bởi vì bạo lực hành vi bị cảnh sát mang đi điều tra. Từ Cơ Dài Dài đến Đông Châu ngày đó trở đi Hứa Thuần Lương cũng cảm giác cô nàng này sớm tối đến cho mình gây tai họa, nên tới rồi sẽ tới. Bữa cơm này Hứa Thuần Lương là ăn không thành, hắn hướng khách nhân thuyết minh sơ qua một chút. Để chính bọn hắn chiếu cố mình, dù sao cũng không phải ngoại nhân, hắn bên này tranh thủ thời gian tiến về khu quản hạt đồn công an dập lửa. Cố Hậu Nghĩa đã đến đồn công an, ngay tại làm thủ tục, Hứa Thuần Lương tìm cảnh sát hiểu rõ một chút tình huống, bệnh nhân gọi Vương Văn Kiệt, 39 tuổi, cùng ngày đi trường thiện bệnh viện là nhìn bệnh trĩ, Cơ Dài Dài không biết làm sao lại cùng hắn xông nổi lên, dù sao cảnh sát từ giám sát nhìn,
cái này Vương Văn Kiệt cũng không có cái gì quá kích cử động, cũng không có khiêu khích hành vi. Cơ Dài Dài ra tay đủ nặng đem Vương Văn Kiệt chán ném ra một cái lỗ hổng lớn, may năm châm, ra không ít máu, lúc ấy từ Trịnh Bồi An vì hắn khẩn cấp làm sạch vết thương khâu lại, Vương Văn Kiệt yêu cầu tiến một bước kiểm tra, người đã đưa đến Trường Hưng Bệnh viện làm đầu lâu CT đi, Trường Thiện Bệnh viện chủ yếu nhìn răng ruột, không có mua xoắn ốc CT, bởi vì tạm thời không cần phải vậy. Hiện tại Vương Văn Kiệt trong nhà tới hơn 20 lỗ hổng người chính chặn lấy Trường Thiện Bệnh viện đại môn, đã nghiêm trọng quấy nhiễu được Trường Thiện Bệnh viện bình thường chẩn đoán điều trị trật tự. Hứa Thuần Lương cũng không quan tâm Vương Văn Kiệt nói thế nào, hắn muốn biết Cơ Dài Dài đánh người nguyên nhân, để người không biết làm sao chính là, Cơ Dài Dài đi vào đồn công an về sau lời gì đều chịu không nói, lấy trầm mặc đối kháng cảnh sát sách hỏi. Cơ Dài Dài cũng không là tiểu hài tử, nàng đã năm tròn 16 tuổi. Căn cứ hình pháp thứ 17 điều quy định, đã tròn 16 tuổi phạm nhân tội nên phụ trách nhiệm hình sự, nếu quả thật đem Vương Văn Kiệt đánh ra một cái nguy hiểm tính mạng, sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Cố Hậu Nghĩa làm xong đảm bảo thủ tục về trước bệnh viện xử lý tranh chấp đi, đề nghị Hứa Thuần Lương hảo hảo cùng Cơ Dài Dài nói chuyện, làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tại đồn công an một nữ cảnh sát dẫn đầu dưới, còn mặc một thân đồng phục y tá Cơ Dài Dài hổ lấy khuôn mặt nhỏ từ bên trong ra. Hứa Thuần Lương đợi nàng sau khi lên xe nói, người kia có phải hay không trêu chọc ngươi rồi? Cơ Dài Dài nói, ta không muốn nói. Hứa Thuần Lương nói, sự tình đều náo ra tới, ngươi một câu không muốn nói liền xong rồi. Giữ yên lặng chẳng khác nào là thừa nhận, ngươi được từ chứng trong sạch. Cơ Dài Dài nói, có kia tất yếu sao? Ngươi đem ta lấy tới Đông Châu đến, không phải liền là đổi một loại phương thức phòng ta, ngươi nói để cho ta học y, còn nói muốn tự thân dạy bảo ta. Nhưng trên thực tế chính là đem ta an bài cho Đường Minh Mị quản giáo, nàng để cho ta đi theo y tá học tập, tại tòa này bệnh viện ta có thể học được cái gì? Cả ngày bồi khuôn mặt tươi cười, mặc kệ những bệnh nhân kia nhiều buồn nôn nhiều chán ghét, ta sống không lâu, tại sao muốn làm oan chính mình? Chính ta chính là một bệnh nhân, ta vì cái gì còn muốn hầu hạ những người khác? Ai nói ngươi sống không lâu? Hứa Thuần Lương nghe nàng phát tiết một trận về sau, trong lòng lại có chút áy náy. Trong khoảng thời gian này hắn chỉ lo bận bịu bệnh truyền nhiễm viện sự tình, không để ý đến Cơ Dài Dài cảm thụ, cơ hồ cùng với nàng không chút đã gặp mặt, bình thường cũng rất ít gọi điện thoại cho nàng, cô nàng này có oán khí cũng có thể lý giải, nhưng là ngươi lại tức giận cũng không nên cầm bệnh nhân chút giận a. Cơ Dài Dài đẩy cửa xe ra xuống xe, sau đó hung hăng tướng xe cửa đóng lại, lớn tiếng nói, ngươi không cần đáng thương ta thừa nhận ngươi cùng Hoa Trục Nguyệt đều là vì ta tốt, nhưng ta không cần bất luận kẻ nào trợ giúp ta, cũng không cần bất luận kẻ nào đáng thương ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền để ta tự sinh tự diệt đi, dù sao trên thế giới này cũng không có người quan tâm ta. Cơ Dài Dài nổi giận đùng đùng đi về phía trước, Hứa Thuần Lương lái xe ở phía sau chậm rãi đi theo, lên xe. Cơ Dài Dài lấy xuống mũ y tá hung hăng ném về Hứa Thuần Lương chiếc xe kia. Hứa Thuần Lương lắc đầu bất đắc dĩ, tại ven đường tướng xe dừng lại. Chuẩn bị đuổi kịp Cơ Dài Dài đưa nàng kéo lên xe. Cơ Dài Dài đi không có mấy bước hai cái nhuộm tóc vàng tiểu lưu manh đối diện ngăn cản hắn, trong đó một cái tuét miệng nói, mỹ nữ, thêm cái WeChat chứ sao? Cơ Dài Dài nói, thêm bạn mẹ nó WeChat đi.